Chương 91, lại thôi diễn huyết tương buổi tối ở trang viên rất vắng vẻ, chỉ có tiếng gió xào xạc. Thoạt nhìn đình viện Giang Nam bình yên ấm áp, nhưng thật ra nơi đây được canh gác rất nghiêm ngặt. Sáu đệ tử không ai rời đi, tất cả đều ở lại. Văn Nhị thái ra đích thân phân phối nhiệm vụ cho bọn họ, mỗi người đều mang theo vũ khí tùy thân, chia ra canh giữ ở những phương hướng khác nhau, canh giữ đình viện này một cách chặt chẽ, ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt vào nếu như không phải là một đội tiểu đội nhỏ đến thì cho dù là ai cũng không thể tiến vào đình viện này. Mấy tên đệ tử cũng có phần lo lắng, ngược lại bọn họ không phải sợ có người nào đến xâm phạm, mà quan trọng là đã nhiều năm như vậy, ông cụ chưa bao giờ bày ra chiến trận như vậy. Những năm trước đây, bởi vì tập đoàn của Tư Viễn gặp một số việc trên phương diện làm ăn, xảy ra xích mích với thổ địa vùng Giang Nam Thái khiêu bách Thái ngũ ra, đến mức hai bên tuyên chiến, nhưng ông cụ cũng không để ý như vậy. Thái khiếu bách thật sự là người có bối cảnh, nghe đầu hắn còn giao du với hoàng thân quốc thích. Thế lực của hắn ở tỉnh Giang Nam này rất lớn, danh tiếng hưng thịnh, trên thực tế danh tiếng của hắn ngang hàng với văn nhị thái gia ở Hoàng Hải. Cuối cùng hắn giáp mặt chính diện với lão gia tử đến đầu rơi máu chảy, không thể không ngừng giao chiến, kết quả phải bắt tay giảng hòa với văn gia. Thật sự không biết là hôm nay đã xảy ra việc trọng đại đến mức nào không biết là vị sư thúc trẻ tuổi kia đã mang đến tin tức kinh thiên địa gì cho lão gia tử, khiến cho lão gia tử trở nên cẩn thận ngoài sức tưởng tượng như vậy. Trong mật thất của đình viện, ánh đèn sáng tỏ. Văn nhị thái gia và tiêu phàm ngồi đối diện nhau, văn tư viễn và tân lâm ngồi thẳng người ở một bên. Ừ, khí sắc của sư đệ đã có chuyển biến tốt, thuốc này không thể hấp thụ hết trong một lần được, càng về sau thì tác dụng càng lớn. Sư đệ hãy cẩn thận lưu ý, Văn nhị thái gia quan sát sắc mặt của tiêu phàm lại bắt mạch, sau đó gật đầu nói: chỉ một viên thuốc thật ra cũng không có nhiều tác dụng, quan trọng là văn nhị thái gia đã dùng chân nguyên của mình bồi dưỡng nên không thể xem thường. Nói thẳng ra, văn nhị thái gia đã đem một phần nhỏ chân nguyên của bản thân rời đến trên người tiêu phàm, cho nên công hiệu có lẽ sẽ rất lớn. Tiêu phàm không người, lần nữa nghiêm túc cảm tạ nhị sư huynh. Văn nhị thái gia khoát tay một cái nói. Không cần nói đến những thứ này nữa, vô cực truyền thừa của chúng ta lấy tích đức làm gốc, làm nhiều việc thiện tích công đức, hóa giải hung khí. Cho dù gặp phải người không có quan hệ, nếu có thể giúp đỡ được thì đều phải giúp, huống chi chúng ta lại là sư huynh đệ đồng môn, càng không cần phải khách khí làm gì. Sư đệ à, đệ có mang càn khôn đỉnh đến không? Có. Tiêu phàm cũng không truy hỏi nguyên nhân, lập tức lấy ra trữ đỉnh càn khôn màu đỏ, khẽ bầy ở trước mặt văn thiên. Phan Tư Viễn cũng bày ra vẻ mặt hiếu kỳ, hắn đã từng nghe lão gia tử nhắc đến Càn Khôn đỉnh không chỉ một lần, biết rõ đây là trọng bảo của sư môn. Trong Tam Đại bảo vật trấn giáo của vô cực môn, Càn Khôn đỉnh đứng hàng thứ nhất. Hôm nay lại được nhìn thấy lần đầu tiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra có chỗ gì thần kỳ. Sư đệ hẳn là rất tinh thông huyết tương thuật chứ? Mấy năm nay, huynh cũng luôn nghiên cứu huyết tương, chỉ có điều không có Càn Khôn đỉnh, nên khi thôi diễn ra mệnh cách tương lý, luôn có chút mơ hồ. Tối nay, Huynh sẽ múa dìu qua mắt thợ một lần vậy, mời sư đệ chỉ điểm nhiều hơn. Văn nhị thái ra nói rất khách khí. Huyết tương thuật là truyền thừa độc nhất của vô cực môn, những trường phái tướng thuật khác cũng không có môn bí thuật này. Trên lý thuyết, chỉ cần có thể nghiên cứu bất kỳ một loại tướng thuật nào trong, vô cực cửu tương thiên, đến cảnh giới cao thâm thì đều có thể thôi diễn, huyết tương. Đương nhiên, nếu có thể đem luân hồi tương tu luyện đến viên mãn thì lúc thôi diễn, Huyết tương thuật sẽ càng chính xác hơn Văn thiên nghiên cứu, hồng trần tương, trình độ vô cùng cao thâm Có thể thôi diễn huyết tương là lẽ dĩ nhiên Ngữ điệu khiêm tốn nhã nhận, vẻ mặt có chút kiêu ngạo Ở trong truyền thừa của vô cực môn Thôi diễn huyết tương vốn đại biểu cho một bậc thang cực cao Cũng không phải là bất kỳ một vị đệ tử vô cực môn nào Cũng có thể thôi diễn huyết tương thuật Nếu như thiên phú hơi thấp hoặc là ngộ tính không đủ cho dù có nỗ lực suốt đời cũng không thể nào bước vào cánh cửa huyết tương thuật. Hai hàng lông mày của tiêu phàm cao lại, nói. Sư huynh, chỉ điểm thì không dám nhận, nhưng thôi diễn huyết tương chính là thuật cấm kỵ, nhất định sẽ bị thiên cơ phản hệ. Sư huynh vẫn nên lấy phương thức khác sẽ thích hợp hơn. Văn nhị thái gia khẽ lắc đầu, nói. Sư đệ, không nói gạt đệ, mệnh tương của đệ bây giờ vô cùng hỗn loạn. Lấy thiên tử mệnh ứng kiếp, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này vốn ẩn tôn chi tương đã cực kỳ khó dò, hiện tại lại cộng thêm lực trời phạt, hơn nữa bản thân sư đệ cũng là một đại thuật sư, lực thiên cơ che đậy vô cùng mạnh mẽ. Lấy phương thức khác để suy tính sẽ không đảm bảo hoàn toàn thu hoạch được gì, chỉ sợ rằng kết quả sẽ vô cùng mơ hồ, tựa như thật nhưng lại là giả. Trước mắt là thời khắc quan trọng như vậy, nếu như đi nhầm dù chỉ một bước thì đều là tai ương. Có lẽ nên thử huyết tương thuật một lần, trừ cái đó ra, sư huynh thực sự không dám thôi diễn thêm nữa tiêu phàm trầm ngâm không nói. Lấy tu vi của hắn, vào thời kỳ toàn thịnh thôi diễn huyết tương, lực thiên cơ phản hệ cũng làm cho hắn bị trọng thương nôn ra máu, phải tốn hơn một tháng điều trị mới có thể chậm rãi hồi phục. Tuy công lực của nhị sư huynh vô cùng thâm hậu, nhưng dẫu sao niên thọ đã cao, đã sớm không phải khí huyết thịnh vượng như trước. Nếu bởi vì thôi diễn huyết tương cho mình mà dẫn đến thiên cơ phản hệ, khiến thân thể bị tổn hại thì dù thế nào cậu cũng không yên lòng. Tặng thuốc đã là một đại ân, đã vậy thì cậu sao dám nhận thêm ân huệ này nữa chứ? Văn nhị thái gia đã hiểu rõ tâm tư của tiêu phàm, cười ha ha một tiếng, nói. Sư đệ cũng không cần quá lo lắng, mặc dù liêm pha đã già nhưng vẫn còn có thể ăn cơm. Ta chỉ thôi diễn huyết tương cho một mình sư đệ, có lẽ ta còn có thể chịu được lực thiên cơ phản hệ. Yên tâm đi, tân lâm nhỏ giọng nói. Trước đây anh ấy đã từng thôi diễn huyết tương một lần cho bốn người, đều là người trí thân. Cặp mi tuyết trắng của văn nhị thái ra dương cao, thất thanh nói. Một lần thôi diễn huyết tương cho bốn người, còn là người thân nhất. Vâng, ông nội, cha, em trai của anh ấy, còn có thêm tôi. Tân lâm đáp một cách đơn giản. Tiêu phàm liền vội vàng nói. Đệ lúc đó cũng là bắt buộc phải làm một việc nguy hiểm như vậy. Văn thiên nhìn tiêu phàm, thần thờ nửa ngày, một hồi lâu mới thở dài, nói. Thảo nào sư phụ coi trọng đệ như vậy sư đệ đúng là kỳ tài trước nay chưa từng có của vô cực môn chúng ta. Hiện tại, người có thể thôi diễn huyết tương một lần cho bốn người, ngoại trừ sư đệ thì chỉ sợ chỉ có sư phụ mới có thể làm được. Tiêu phàm kho người một lần nữa, nói. Chỉ là lúc gặp phải nguy nan, gặp được may mắn mà thôi. Văn nhị thái ra vung tay lên, vừa cười vừa nói. Sư đệ cũng không cần phải khiêm tốn như vậy. Sư huynh ta cũng không tự coi nhẹ mình. Một lần thôi diễn cho bốn người, ta tự nghĩ mình khó có thể làm được, nhưng chỉ thôi diễn huyết tương cho một mình đệ chắc là vẫn có thể. Chúng ta lập tức bắt đầu đi. Nói đến nước này, nếu như tiêu phàm lại cự tuyệt lần nữa chẳng khác nào bất kính đối với nhị sư huynh. Được, vậy thì làm phiền nhị sư huynh. Ừ, đi thôi, đến mật thất dưới đất. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì cái đỉnh viện này của Văn Thiên không khác nhiều so với chỉ thủy quan, nhưng kết cấu bên trong mật thất lại có hiệu quả giống hệt như của chỉ thủy quan, thực sự có gì đó rất đặc biệt, đều được xây ở dưới lòng đất. Ở chính giữa gian mật thất ở dưới lòng đất của đình viện có đặt một cái bàn nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, một bên bàn gỗ chính là một cái lò hình con rùa, toàn thân có màu tím đen, kiểu dáng cực kỳ xưa cũ. Toàn bộ sàn của gian mật thất đều được lát bằng đá cội ba màu trắng đen vàng, xếp thành đồ án hỗn độn. Căn mật thất được xây thành hình lục giác. Vừa đi vào gian mật thất này, trong nháy mắt, Tiêu Phàm và Tân Lâm đều có ảo giác như mình đang trở lại chỉ thủy quan. Ngay cả bố trí bên trong cùng với đá cội ba màu trắng đen vàng xếp thành hình hỗn độn đều giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chính là pho tượng màu vàng đất được đặt ở phía tránh bắc của gian mật thất, không phải là thờ cúng tổ sư khai phái đời thứ nhất của vô cực môn, vô cực thiên tôn, mà là thờ phụng pháp tướng của chỉ thủy tổ sư. Pháp tướng được chạm trổ vô cùng công phu, trông vô cùng sống động. Tiêu phàm vừa nhìn thì liền có cảm giác thân thiết, quay đầu nói với Văn Nhị Thái gia. Sư huynh, pháp tướng của sư phụ này là chính tay huynh tự điêu khắc sao? Văn Nhị Thái gia gật đầu một cái, vuốt hàm dâu bạc trắng, có chút tự đắc. Thuật điêu khắc của chỉ thủy sư tổ cực kỳ tinh tế, không ngờ nhị sư huynh cũng nhận được chân truyền của sư phụ. Ở phương diện này, tiêu phàm so với nhị sư huynh thực sự kém xa. Lúc cậu rảnh rỗi mới lấy ra chơi một chút thôi, tuyệt đối không thể điêu khắc ra một pho tượng pháp tướng to như vậy ngoại trừ pháp tướng của chỉ thủy sư tổ thì trong gian mật thất cũng không có thờ phụng bài vị của những thần linh khác. Văn nhị thái gia chậm rãi đi đến trước pháp tướng của chỉ thủy sư tổ, quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, trong miệng lẩm nhẩm khấn cầu, xá ba lại. Hắn đứng dậy, tự tay đối ba nén hương cắm trước bức pháp tướng. Sư đệ đến bái sư phụ đi. Vẻ mặt của văn nhị thái gia rất nghiêm túc, trầm giọng nói với tiêu phàm. Vâng, tiêu phàm cũng bước chậm chậm tới, xá ba lạy, dâng hương. Tư viễn, đến lại tổ sư gia. Dạ vâng thưa sư phụ. Văn tư viễn không dám chậm chế, cung kính quỳ xuống trước pháp tướng của chỉ thủy sư tổ, đầu dạp xuống đất xá ba lạy. Tư viễn, huyết tương thuật chính là tướng pháp tinh thâm nhất của vô cực môn chúng ta, những trường phái tướng thuật khác cũng không có. Công lực của con bây giờ chưa đủ, vẫn chưa thôi diễn được. Chỉ có điều con phải quan sát cẩn thận, có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì phải xem duyên phận của con trưởng giáo sư thúc cũng ở chỗ này, nếu có cái gì không hiểu thì con phải lập tức thỉnh giáo sư thúc, đây là cơ hội khó có được, hiểu chưa? Văn Thiên nhìn cháu của mình, trịnh trọng căn dặn. Vâng thưa sư phụ, con đã hiểu rồi, xin sư thúc chỉ điểm nhiều hơn. Văn Tư viễn kính cần đáp ứng một tiếng, lại hướng tiêu phàm xá một xá. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, ngược lại cũng không khiêm tốn gì. Đối với tướng thuật mà nói thì văn tư viễn thực sự kém cậu quá xa, nói chỉ giáo thật sự không hề khoa trương. Mấu chốt là xem văn tư viễn có thể lĩnh hội được chỗ tinh diệu của huyết tương thuật hay không. Văn tư viễn bước chậm chậm đến trước bàn gỗ tử đàn, ngồi xếp bằng xuống. Tiêu phàm ngồi ở một bên, tân lâm đứng yên lặng sau lưng cậu, văn tư viễn thì lại ngồi sau lưng sư phụ. Trên bàn gỗ tử đàn có một cái đỉnh nhỉ màu đỏ, cơ bản giống với càn khôn đỉnh, chỉ có điều chóp đỉnh lớn hơn một chút. Càn khôn đỉnh thực sự cao khoảng 3-4 tất, hình vẽ hỗn độn trên thân đỉnh cũng không linh động như hình vẽ trên càn khôn đỉnh thật sự văn thiên nói đỉnh này mô phỏng theo càn khôn đỉnh là cái thứ ba hai cái trước còn thô sơ hơn cái này nhiều lắm cơ bản không thể dùng được tiêu phàm nói thuật chạm trổ của sư huynh thực sự ngang tài với sư phụ văn thiên khoát tay nói còn kém xa hơn nữa chất liệu cũng không giống nhau chỉ có điều ngày thường sử dụng cũng không có nhiều trở ngại lấy độ huyên thâm trong tướng thuật của Văn Thiên, thôi diễn cho người bình thường cũng không cần dùng đến huyết tương thuật, đoán chừng phần lớn là tự mình nghiên cứu. Tướng thuật chi đạo vô cùng vô tận, cho dù là thầy tướng cao minh cũng không dám nói là mình đã đạt đến cảnh giới vô cực. Càng nghiên tập chuyên cần thì kết quả càng tinh thuần hơn. Dâng hương, Văn Thiên trầm giọng nói. Văn Tư Viễn vội vàng lấy đàn hương bên trong lư hương hình con rùa ra. Văn Thiên dùng hai tay dâng lên càn khôn đỉnh, nhẹ nhàng đặt ở bên trên bàn gỗ tử đàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. chương 92, Hồng Trần Đại Kiếp Một canh giờ trôi qua, thiên địa nguyên khí không ngừng quay cuồng ầm ầm trên bầu trời phía trên căn mật thất, cuối cùng tan biến. Sắc mặt của văn nhị thái gia vốn rất hồng hào chợt biến thành thái nhợt, tối tăm không ánh sáng, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, miệng hé mở phun ra một ngụm máu tươi. Văn tư viễn kinh ngạc giật nảy mình, dảo bước tiến lên đỡ lấy văn thiên, liên tục hỏi sư phụ, người thế nào rồi? Không có việc gì chứ? Văn nhị thái ra khép chặt môi. Sư thúc, đây. Tay chân văn tư viễn có chút luống cuống, đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía tiêu phàm. Vừa rồi tình hình nguyên khí phản hệ quay cuồng trong mật thất khiến cho toàn thân văn tư viễn đổ đầy mồ hôi. Trước kia hắn có nghe sư phụ nói qua một khi cưỡng chế thi quẻ nhìn trộm thiên cơ sẽ khiến cho thiên địa phản hệ, nhưng tình huống thế này rất ít khi tự mình trải qua, lần này xem như thật sự cảm nhận được rồi. Thôi diễn huyết tương thì lực thiên cơ phản hệ lại kinh khủng như thế, ngay cả sư phụ có tu vi tinh thâm như vậy cũng bị thương đến nôn ra máu. Tiêu phàm khẽ khoát tay trận lại, tân lâm vội vàng lấy ra một bình dương chi ngọc, từ trong đó đổ ra một viên, bồi nguyên đan. Đây là phương thuốc mà tiêu phàm nghĩ ra dựa theo diệu pháp của thất diệu cung, do đích thân tân lâm luyện chế ra đan dược, có tác dụng đại bổ nguyên khí. Mấy ngày nay, lúc tiêu phàm tính dưỡng ở chỉ thủy quan, mỗi ngày đều ăn ba viên, nên tân lâm vẫn luôn mang theo bên người. Văn tư viễn vội vàng nhận lấy, đưa cho sư phụ nuốt vào. Văn thiên ngồi xếp bằng thổ nạp vận khí, ước chừng khoảng thời gian một chén trà, sắc mặt vốn tái nhợt dần dần ửng đỏ, thở một hơi thật dài, ngồi thẳng người nói. Sư đệ, bồi nguyên đan này là do chính tay đệ luyện chế sao? So với phương thuốc mà sư phụ truyền lại có chút khác biệt. Tiêu phàm vội vàng đáp. Đúng là phương thuốc do đệ nghĩ ra, có chút cải biến so với phương thuốc cũ. Ha ha, việc sửa đổi này rất có đạo lý, so với phương thuốc cũ có hiệu quả cao hơn. Tiêu phàm nói. Sư huynh, tòa thuốc này đã được ghi chép vào, thuật tàng, bây giờ đệ lập tức viết cho huynh. Đây cũng là điểm khác biệt của truyền thừa vô cực môn, mỗi một vị đệ tử kiệt xuất chỉ cần sáng chế ra cái mới đều sẽ ghi chép lại vào vô cực thuật tàng để những đệ tử khác tham khảo nghiên cứu không giống những môn phái khác luôn tự coi trọng mình mỗi vị sư phụ dạy đồ đệ đều giấu nghề càng về sau thì truyền thừa càng không được hoàn chỉnh cuối cùng chỉ có thể xuống dốc dần dần biến mất ở hậu thế văn nhị thái ra cũng không chối từ gật đầu nói tốt đợi sau khi đệ viết phương thuốc cho ta ta sẽ chiếu theo đơn thuốc mà luyện chế tân lâm nhịn không được hỏi lão gia tử kết quả thôi diễn thế nào Cô là đệ tử của thất diệu cung nhưng lại không thể theo tiêu phàm gọi văn nhị thái gia là sư huynh. Thần sắc của văn nhị thái gia tức khắc ngưng trọng, khẽ lắc đầu, cặp mày tuyết trắng nhíu chặt, trần trừ nửa buổi mới nói. Rất loạn, vô cùng loạn, rất nhiều chỗ nhỏ nhặt, tự mâu thuẫn, rất mơ hồ không thể giải thích được. Vừa nói vừa xem xét tướng mạo của tiêu phàm. Vẻ mặt của tiêu phàm vẫn rất điềm tĩnh, nói. Xin sư huynh cứ nói thẳng cho đệ biết, Văn Nhị Thái gia vẫn không vội vã trả lời, xem xét tướng mạo Tiêu Phàm một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng. "Sư đệ, từ tướng mạo của đệ mà xem xét thì tuổi thọ của đệ thật ra đã kết thúc rồi." "Hả?" Tân Lâm cùng với Văn Tư Viễn đều vô cùng kinh ngạc, trên mặt tràn đầy sự nghi ngờ. "Lời này thật sự quá mức kỳ lạ, Tiêu Phàm không phải vẫn yên ổn ngồi ở đây sao, chẳng lẽ là quỷ hồn?" Bản thân Tiêu Phàm cũng giật mình không kém. Văn Nhị Thái gia lại nói thêm, vừa rồi thôi diễn huyết tương cũng đã chứng thực điểm này. Theo lý thì 10 ngày trước sau khi đệ luyện chế càn khôn đại hoàn đan thì tuổi thọ của đệ cũng đã tận, lực trời phạt đã phủ xuống từ lâu. Sở dĩ đệ có thể kiên trì nổi có 3 nguyên nhân. Hy vọng được nghe kỹ càng. Tân Lâm và Văn Tư Viễn càng dựng tai lên nghe. Bọn họ thật sự chưa bao giờ nghe thấy chuyện lạ như vậy. Nếu như lời như vậy không phải từ chính miệng Văn Thiên nói ra thì chỉ sợ Tân Lâm đã sớm quát mắng rồi chửi hắn nói bậy nói bạ rồi. Nguyên nhân thứ nhất chính là do ân đức mà Tổ Tông đã tích từ trước đến nay, âm đức của Tổ Tông đệ minh mông cuồn cuộn. Phong thủy của phần mộ Tổ Tiên cũng rất tốt có thể kéo dài tính mạng cho đệ. Nguyên nhân thứ hai chính là vì đệ chuyên làm việc thiên tích âm đức. Môn quy hàng đầu của vô cực môn chúng ta chính là làm việc thiện tích đức. Tướng sĩ thuật sư rất dễ tiết lộ thiên cơ, trong ngũ khuyết tam tệ đã phạm điều thứ nhất, chỉ có thể làm việc thiện mới có thể hóa giải. Lấy người khác ứng kiếp, tìm kẻ chết thay chỉ có điều dùng thủ đoạn bằng môn tả đạo như vậy thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày bản thân mình sẽ bị phản hệ gấp bội thiên đạo tuần hoàn trước giờ đều khó chịu được báo ứng mấy năm nay sư đệ làm không ít việc thiện tích rất nhiều công đức về phần nguyên nhân thứ ba thì ta có chút khó hiểu nói đến chỗ này văn thiên đưa tay vuốt vuốt tròng râu bạc trắng hai hàng lông mày nhướng cao tựa hồ khó có thể phân giải được lão gia tử người mai nói đi Tân Lâm không nhịn được, liên tục thúc giục. Tính tình của cô vốn cực kỳ lãnh đạm, nhưng việc này quan hệ đến sinh tử của tiêu phàm, dù thế nào đi nữa cũng phải cẩn thận. Văn Nhị Thái gia nói tiếp. Trong huyết tương của đệ có ẩn chứa một cổ hung sát khí cực kỳ hung ác. Theo lý đây chính là lực trời phạt, chỉ có tác dụng đốc thúc đến tử kỳ nhưng cổ hung sát khí này lại che chắn thọ mạch của đệ. Vì sao lại như thế thì ta thật sự không thể lý giải được. Tiêu phàm thản nhiên nói. Sư huynh, Lực trời phạt thúc đẩy tuổi thọ người, đây cũng có thể là một lý do. Nghiêm Kim Sơn tự tiện sửa đổi phần mộ tổ tiên tiêu ra, trời phạt khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong, nhất định phải chịu đủ 60 ngày đau khổ. Chẳng lẽ, Tân Lâm vừa nghĩ tới tình trạng bi thảm của Nghiêm Kim Sơn nhịn không được mà giật mình một cái, mặt mày biến sắc. Chẳng lẽ hung sát khí này bảo vệ thọ mạch của Tiêu Phàm là vì muốn cậu phải chịu đựng loại đau khổ muốn sống không được muốn chết không xong này? Văn nhị thái gia khẽ gật đầu, thở dài nói. Sư đệ, chỉ sợ đó chính là dạng trời phạt, đệ vốn là thiên tử chi mệnh, ẩn tôn chi tương, vô miệng chi vương, giàu sang đắc thọ. Hiện tại chỉ sợ là trời phạt không đơn giản thọ tận chết đi đơn giản như vậy. Thế gian hồng trần này có đủ loại dần vặn đau khổ, e rằng đệ phải nhận lấy thôi. Sư đệ, hồng trần đại kiếp. Văn thiên thở dài một tiếng, thì thào nói. Là đại đệ tử của vô cực môn đời thứ 64 nên Văn Thiên hiểu rõ, Hồng Trần Tướng, ông nói ra bốn chữ, Hồng Trần Đại Kiếp lại phá lệ vô cùng nặng nề. Có lẽ chỉ có ông mới có năng lực hiểu rõ tường tận rốt cuộc, Hồng Trần Đại Kiếp này là phải trải qua bao nhiêu đau khổ. Tân Lâm hỏi, Hồng Trần Đại Kiếp này so với đoạt tuổi thọ của người còn lợi hại hơn sao? Không thể so sánh, không thể nào so sánh được. Văn Thiên liên tục lắc đầu, nói nhưng mà xin lão gia tử thứ lỗi cho ta nói thẳng, chỉ cần người còn sống thì nhất định sẽ có hy vọng. Trên gương mặt sáng sủa của tân lâm thoáng xuất hiện một sự cuột cường không gì sánh được. Văn Thiên nhìn cô một cái, sau đó lại lắc đầu nói tiếp. Tân cô nương, đây mới chính là chỗ đáng sợ của Hồng Trần Đại Kiếp, lúc nào cũng sẽ cho người ta thấy được hy vọng nhưng khi cô bỏ ra 10 phần nỗ lực lại phát hiện hy vọng ban đầu đột nhiên tan vỡ, lại phải trải qua đau khổ dần vặt, cứ như vậy mà xoay vòng. Nói ví dụ như một bệnh nhân bị bệnh ung thư, rõ ràng là bệnh nan y nhưng sẽ không lập tức chết ngay, dường như chỉ cần điều trị thì sẽ có hy vọng khỏi hẳn. Vì vậy sau đó họ sẽ tiến hành xạ trị, chữa trị bằng hóa chất, tách máu huyết các loại, người bệnh phải chịu đựng nhiều đau khổ nhưng bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu hơn. Loại dày vò không dứt này so với chết càng đáng sợ hơn. Mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết, chẳng lẽ không có phương pháp hóa giải sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Tân trở nên trắng bệch Khẽ cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Có. Lão gia tử khẳng định một câu. Tân Lâm tức khắc trở nên mừng rỡ. Văn Tư Viễn cũng dựng tai nghe. Bất kể là kiếp số hồng trần gì đều có phương pháp hóa giải, nhưng mà sau này đệ phải đối mặt với rất nhiều hồng trần kiếp, nhất là việc hóa giải từng cái lại vô cùng gian nan. Xin lão gia tử chỉ điểm. Cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ. Nếu như có ngũ sư đệ ở chỗ này thì tốt rồi. Trong vô cực cử cửu tương thiên, thứ đệ ấy tinh thông chính là kiếp khổ tương. Trong hàng ngũ sư huynh đệ đồng môn, đệ ấy chính là người tinh thông kiếp khổ của con người nhất. Đáng tiếc là ngũ sư đệ đã sớm rời khỏi sư môn từ 20 năm trước, từ đó đến nay chúng ta cũng chưa từng gặp lại, cũng chưa từng liên lạc qua, không biết là hiện tại đệ ấy đang ở nơi nào. Văn Thiên lại thở dài, liên tục lắc đầu, không biết là thương xót hay là thất vọng. Lão gia tử hà, trong huyết tương, ngài đã thấy cái gì thì cứ nói cái ấy đi. Dù sao thì trong lòng nắm chắc một chút cũng tốt. Được, trước tiên nói về số tuổi thọ, tuổi thọ của tiểu sư đệ bây giờ đều là trộm, được từ ân đức của tổ tông, cũng không biết đến bao giờ sẽ hao tổn hết. Kết quả suy tính của ta tương đối mơ hồ nhưng nhiều nhất cũng là 3 năm rưỡi. Về phần luồng hung sát khí ấy có thể bảo vệ thọ mạch đến khi nào lại càng khó dự đoán được, và lại sẽ càng ngày càng suy yếu. Tiểu sư đệ tu luyện hạo nhiên chính khí đến đại thành, vốn có thể nói là bách bệnh bất xâm, nhưng bây giờ chân nguyên trong cơ thể đã cạn kiệt, cảnh giới đã mất đi, đủ loại ốm đau sẽ kéo tới, kẻ địch cũng có thể tạo thành thương tổn không tường. Hơn nữa về phương diện tình yêu nam nữ, tiểu sư đệ vốn có thể có hôn nhân mỹ mãn, cùng tân cô nương chính là một đôi trời đất tác thành. Nhưng dưới hồng trần đại kiếp, chỉ sợ rằng hai người sẽ phải gặp nhiều gian nan chắc trở. Gương mặt xinh đẹp của tân lâm tức khắc ửng đỏ, cắn chặt môi dưới, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cô và Tiêu Phàm là tình cảm đến từ hai phía, nhưng hai bên đều chôn sâu ở trong lòng, đột nhiên lại bị Văn Nhị Thái ra vạch trần như vậy. Dù sao Tân Lâm cũng là một cô gái chưa lập gia đình, bất ngờ không kịp đề phòng, không tránh khỏi việc thẹn thùng. Sư đệ, ta nghĩ cách phá giải chân chính chỉ có một cách, đó chính là trực tiếp vượt qua từng kiếp nạn, cõi thế gian hồng trần này, chỉ sợ là đệ phải trải qua một lần. Nếu như có thể vượt qua khỏi hồng trần kiếp thì có thể nghĩ biện pháp tu đến thiên nhân cảnh một lần nữa, có lẽ hiện tại có thể phá giải được thiên khiển cùng với hồng trần đại kiếp văn thiên quan sát tiêu phàm trịnh trọng nói tiêu phàm khẽ cười một tiếng nói sư huynh thiên hạ vạn vật đều tính đến duyên phận nhưng việc nghịch thiên cải mệnh cũng không phải hoàn toàn không làm được đối mặt với chuyện này cứ thản nhiên đối mặt với nó là được lâm nhi nói đúng chỉ cần người còn sống thì còn có hy vọng sư huynh à ta còn có một chuyện muốn nhờ huynh để cứ nói đoạn thời gian kế tiếp, để có thể phải tìm một nơi thanh tĩnh từ từ dưỡng thương, lâu thì nửa năm, chậm thì ba tháng. Trong khoảng thời gian này, để muốn mời huynh chấn giữ thủ đô. Dù sao thì cũng phải tìm ra đối thủ kia là ai mới có thể yên lòng. Ta cũng có ý nghĩ này, sư đệ rời khỏi thủ đô lúc này sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ta phải đến thủ đô ở một thời gian, ngược lại ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám ra tay với vô cực môn chúng ta. Văn Nhị Thái ra mỉm cười, nói. Tuy rằng giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo ngạo khí ngất trời. Văn Nhị Thái ra ở Hoàng Hải thật sự chưa từng sợ qua người nào. chương 93, ẩn cư ở Thâm Sơn. Thành phố núi Khánh Nam nằm giữa dãy núi cao trùng điệp, giữa hai ngọn núi có một thác nước đổ thẳng đứng như một dãy lụa mỏng phát ra tiếng nước chảy róc rách nghe rất vui tai. Vốn nơi này ở sâu trong núi rất hiếm người lui tới, cạnh đầm nước có xây mấy gian nhà bằng ngói màu đỏ. Nhà rất đơn sơ, chỉ xây một tầng, mái ngói, trên cửa sổ khảm thủy tinh mờ. Lúc này đã vào mùa rét đậm, ở nơi đỉnh núi phía xa xa phủ tuyết trắng xóa. Chỗ đầm nước bên này lại ngập trong sương mù, có vẻ vô cùng ấm áp. Tiêu Phàm vẫn mặc một thân đường trang tuyết trắng như cũ, ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn bên cạnh đầm nước thổ nạp vận khí. Khuôn mặt vốn tái nhợt thiếu sức sống đã có chút hồng hào, da thịt cũng sáng bóng không còn trắng bệch như trước. Tân Lâm đứng trên một khối nham thạch khác, khẽ thở vào một cái, một bộ kiếm pháp được thi triển ra, nguyễn kiếm cực mỏng cực nhỏ liên tục bay lượn dưới ánh thái dương lóe lên hàn mang lóng lánh. Mái tóc đen dài bay lượn trong gió càng tô điểm thêm dáng người xinh đẹp như ngọc, phong thái yểu điệu thiết tha. Yến Đông Lâu ngồi thả câu bên bờ đầm giống như một khối nham thạch không hề nhúc nhích. Hắc lân lười biếng nằm bên người hắn tựa hồ như đang chờ đợi điều gì đó lông toàn thân nó vốn chỉ có một màu trắng như tuyết thỉnh thoảng xuất hiện một điểm đen không còn tinh khiết như lúc trước sau vài tháng kỹ thuật câu cá của yến đông lâu lại được nâng cao thêm vài tầng chỉ chốc lát đã kéo lên được một con cá bạc ngân một giây trước hắc lân vốn vẫn mang theo bộ dáng lười biếng không muốn nhúc nhích lúc này lại nhàn nhã nhảy lên một cái một ngụm đớp lấy con cá bạc ngân to lớn kia ăn rất ngon miệng có một một người đàn ông cao gầy khác đang đứng bên cạnh đầm nước tóc đen bay lượn trong gió hắn đang suy nghĩ xuất thần, vẻ mặt chất phát thật thà, chính là người được xưng là truyền nhân của ngũ lôi trường, đồng thời cũng là ma điếu trong truyền thuyết yến tây lâu. nhìn thật kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của yến tây lâu vốn không có thần của mấy tháng trước đã thoáng hiện lên chút thần thái. người không ở cùng hắn hiển nhiên không nhìn ra. cửu thẩm xách một thùng quần áo từ trong gian nhà ngói đỏ đi ra hướng về phía đầm nước. mấy tháng này cửu thẩm kiên trì dùng thuốc đông y do tiêu phàm kê cho bà nên thân thể đã tốt lên rất nhiều bước chân vững vàng sách theo một thùng y phục lớn, nhưng cũng không hề xuất hiện chút mệt mỏi nào. Tân lâm thu nhuyễn kiếm nhảy từ trên tảng đá xuống, mỉm cười nói, cửu thẩm để tôi giúp thầm. Tiêu phàm và tân lâm đi đến Khánh Nam ẩn cư đã hơn hai tháng, mắt thấy đã sắp đến Tết âm lịch rồi. Tân lâm đã sớm quen với cuộc sống ẩn cư Sơn Lâm, bắt đầu từ lúc nhỏ cô vẫn luôn sống ở Thất Diệu Cung, tiếp nhận được những huấn luyện nghiêm khắc nhất, nghiên cứu đủ loại truyền thừa tuyệt kỹ của Thất Diệu Cung. Ngoại trừ thời điểm du lịch giang hồ thì đa số thời gian đều trải qua cuộc sống đoạt việt với đời. Sau khi đi theo tiêu phàm thì chỉ thủy quan cũng không phải là một nơi náo nhiệt. Đương nhiên Tân Lâm cũng lên mạng, là một cô gái trẻ tuổi thời hiện đại, Tân Lâm không thể nào thật sự ngăn cách với đời. Người xưa có câu, tú tài không ra khỏi cửa nhưng cũng biết hết chuyện thiên hạ. Những lời này dùng ở trên người tiêu phàm và Tân Lâm vô cùng thích hợp. Trong thời gian hơn 2 tháng này, theo thân thể tiêu phàm hơi có khởi sắc. Tâm tình của Tân Lâm cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần thương thế của Tiêu Phàm có thể nhanh chóng khỏi hẳn thì dù có kiếp nạn lớn hơn nữa, Tân Lâm cũng có lòng tin có thể tránh thoát. Đã rất lâu rồi, Tân Lâm thậm chí đã quên mất thân phận của mình đương đại thánh nữ Thất Diệu Cung, người đầu tiên có thể sẽ thừa kế ngôi vị cung chủ đời kế tiếp. Tất cả mọi thứ về Thất Diệu Cung dường như đã dần dần lui xa, bị Tiêu Phàm từng bước thay thế. Tâm hồn thiếu nữ non nớt rất dễ bị người đàn ông yêu thích lấp đầy không cần không cần tân cô nương cứ lo luyện kiếm của cô đi những việc lao động chân tay này tôi đều có thể tự làm hiện tại thân thể của tôi rất khỏe mạnh cửu thẩm lập tức cười ha hả lên tiếng đối với cuộc sống hiện tại cửu thẩm vô cùng thỏa mãn trước đây đặng thông thiên xây dựng lên mấy gian phòng lập ngói đỏ ở trong sơn cốc này mời tiêu phàm tân lâm và toàn bộ gia đình cửu thẩm đến nơi này ở cửu thẩm dĩ nhiên không vui mặc dù căn nhà ở tây trại kia rất đơn sơ nhưng cửu thẩm đã sống mấy chục năm, sớm đã quen với tất cả mọi thứ nơi đó, không thích di chuyển đến chỗ khác. Người già đều như vậy, vô duyên vô cớ rời vào trong núi lớn để làm gì. Không hề làm nhảm nhiều lời, ngay câu đầu tiên đặng thông thiên đã khiến cửu thẩm thay đổi chủ ý. Tiêu tiên sinh có thể trị hết bệnh của Tây Lâu. Đặng thông thiên đã nói một câu như vậy, cửu thẩm tức khắc đồng ý chuyển nhà. Chỉ cần có thể trị khỏi, bệnh điên của Yến Tây Lâu thì đừng nói là bảo cửu thẩm rời nhà, mà cho dù là bảo bà lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhíu mày, bởi vì tiên sinh là một thầy thuốc có bản lĩnh. Đối với điểm này, cửu thẩm vô cùng tin tưởng không hề có chút nghi ngờ. Bệnh của bà đã mắc 10 năm, từng xem qua đủ thầy thuốc đông y tây y nhưng cuối cùng vẫn không thấy khá hơn, ngược lại càng ngày càng nặng, mà tiêu tiên sinh chỉ cần bốc một thang thuốc đã khỏi hẳn. Nghe tiêu tiên sinh nói đã biết bệnh gì, còn nói là do yến tây lâu lây bệnh, nếu như bệnh của mình và tây lâu là cùng một nguồn gốc, mà tiêu tiên sinh có thể chữa khỏi cho mình thì chắc chắn cũng có thể chữa khỏi cho Tây Lâu. Hơn 2 tháng qua, ở trong mắt người ngoài, Yến Tây Lâu vẫn là một người điên, nhưng ở trong mắt cửu thẩm bệnh của con trai đã đỡ rất nhiều, trên người nhiều hơn chút thịt, dần dần trở nên rắn chắc hơn. Thậm chí mỗi ngày tiêu tiên sinh đều tán dóc với Tây Lâu chốc lát, tuy rằng Tây Lâu không đáp lại nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe. Rõ ràng tiên tiên sinh đã nói cho cửu thẩm biết bệnh của Tây Lâu có thể trị hết chỉ có điều phải cần một khoảng thời gian nhất định. Cửu Thẩm hoàn toàn hiểu rõ. Tây Lâu bị bệnh cũng đã 10 năm, coi như là thần tiên hạ phàm cũng không thể khiến hắn lập tức hồi phục như bình thường được. Có những lời này của Tiêu Tiên Sinh là được, Cửu Thẩm tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Ngoại trừ mỗi ngày làm chút việc nhà, chuẩn bị cho mọi người chút thức ăn thì bà cũng không biết làm gì hơn. Tất cả chi phí sinh hoạt đều do Tiêu Phàm chi trả, cách mấy ngày thì Đặng Thông Thiên sẽ đưa tới một lần mỗi ngày yến đông lâu đều câu cá cho con mèo kia dĩ nhiên số cá vô cùng dồi dào đủ cho người ăn trong đầm nước này có không ít cá bạc ngân những dòng suối con sông nhỏ xung quanh đây cũng có đủ mọi loại cá tất cả đều chạy không khỏi lưới câu của yến đông lâu yến đông lâu còn đang khai khẩn mảnh đất ở hai bên nhà trồng vài luống rau dưa thậm chí ngay cả yến tây lâu thỉnh thoảng cũng sẽ động thủ tuy nhiên yến tây lâu câu cá không cần cần câu chỉ dùng một cây trúc thật dài vót nhọn phóng một lần đều ghim chính xác chưa bao giờ không trúng đích. Thậm chí vài lần còn ghim chúng mấy chục cân kỳ nhông, vài người ăn no nê. Thỉnh thoảng Tân Lâm cũng sẽ nói chuyện phiếm với cửu thẩm, cô nàng Tân Lâm này đối với người nào cũng lạnh nhạt, duy chỉ có lúc nói chuyện với cửu thẩm thỉnh thoảng sẽ mỉm cười. Mặc dù Tân Lâm nói một số chuyện cổ quái bên ngoài thế giới, mà cửu thẩm chưa hẳn hiểu hết nhưng cửu thẩm rất thích nói chuyện với Tân Lâm. Cô gái này thật đẹp, lúc cười rộ lên càng xinh đẹp thậm chí cửu thẩm còn suy nghĩ nếu như đông lâu có thể cưới một người con dâu xinh đẹp như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đương nhiên cửu thẩm cũng biết chuyện này không thể nào trở thành hiện thực. Tám xã mười dặm quanh đây cũng không có một người con gái nào có thể đuổi kịp tân cô nương, tuy nhiên cửu thẩm có thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống, chỉ cần đông lâu có thể lấy được vợ thì cho dù đẹp hay xấu cũng được, đến lúc đó cửu thẩm có thể ôm cháu rồi. Thế nhưng đứa trẻ đông lâu này thật sự là một đứa cố chấp, nó nhất định phải chờ đại ca của nó trị hết bệnh mới chịu cưới vợ. Lại nói tiếp, cũng không thể trách Yến Đông Lâu cố chấp, hoàn cảnh của Yến ra hiện tại rất thảm, chẳng những nghèo túng còn có một người anh bị, bệnh điên, có con gái nhà nào bằng lòng gả đến đây chứ. Chỉ cần Tây Lâu có thể trị hết bệnh thì tất cả mọi chuyện sẽ khá hơn, cửu thẩm vô cùng tin tưởng điều này. Tân cô nương, chưa hôm nay muốn ăn cái gì? Chúng ta ăn thịt kho tàu có được không? Tôi thấy tiêu tiên sinh rất thích ăn. Cửu thâm nói, mắt liếc nhìn tiêu phàm đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên tảng đá phía bên kia tiêu tiên sinh cũng là một quái nhân từ sáng đến tối cứ ngồi như vậy cũng không thấy người làm việc gì khác theo đông lâu nói chính là tiêu tiên sinh đang ngồi luyện công cửu thẩm thật sự không hiểu được cứ ngồi yên như vậy thì có thể luyện công gì được chứ đông lâu lại nói tiêu tiên sinh là cao thủ theo lẽ thường mà nói ngài đang luyện một bộ công phu rất lợi hại nhưng có phải công phu lợi hại hay không cửu thẩm không biết nhưng tiêu tiên sinh ngược lại rất thích ăn thịt. Nhưng hiện tại còn chút chuyện cửu thẩm cảm thấy rất khó hiểu, tiêu tiên sinh và tân cô nương rõ ràng là một cặp vợ chồng, hai người đều ở cùng một phòng, nhưng cho đến bây giờ buổi tối đều rất yên lặng, cửu thẩm chưa từng nghe được chút âm thanh nào. Lẽ nào hai người này ở chung một chỗ mà lại không làm bất cứ chuyện gì? Bọn họ lại còn trẻ tuổi như vậy, tuy nhiên cửu thẩm tuyệt đối sẽ không hỏi, trên mặt cũng không hề lộ chút tò mò nào. Vâng, vậy thì làm thịt kho tàu đi tâm lâm mỉm cười gật đầu trong mắt thoáng hiện lên vẻ lo lắng khẩu vị của tiêu phàm càng tốt lại càng chứng minh cảnh giới của hắn thua xa lúc xưa vẫn chưa hồi phục kể từ mấy năm trước tiêu phàm căn bản chỉ ăn chay chỉ lúc tiêu hao lượng lớn chân nguyên mới chịu ăn chút thịt để bồi bổ nguyên khí nhưng hiện tại khẩu vị lại tốt như vậy ăn thịt kho tàu đến mức miệng dính đầy mỡ xem ra tiêu phàm muốn khôi phục đến cảnh giới trước kia cần một khoảng thời gian rất dài cũng may là ở chỗ sâu này chưa bị nền công nghiệp làm ô nhiễm, thiên địa nguyên khí vô cùng tinh khiết, đối với việc hồi phục công lực của Tiêu Phàm vô cùng có ích lợi. Trước đây Tân Lâm từng đề nghị đến Tổng đàn Thất Diệu Cung tĩnh dưỡng, nhưng cuối cùng Tiêu Phàm vẫn lựa chọn đến núi Khánh Nam này. Nơi này cách xa trần thế, hầu như đoạn tuyệt với đời, núi rừng vây quanh, rất hiếm xuất hiện dấu chân người, đúng là một nơi tốt để chữa thương, kẻ địch cũng không thể truy lùng đến chỗ này. Tân Lâm chỉ hy vọng sự yên tĩnh này không bị người khác quấy rối, cho đến khi thương thế của tiêu phàm dần dần hồi phục vậy thì không cần lo lắng nữa. Về phần lực trời phạt, hồng trần đại kiếp gì đó thì Tân Lâm không thể nào lưu ý được. Mấy thứ ấy đối với Tân Lâm mà nói quá sâu xa, tất cả đều phải nhờ vào tiêu phàm thôi. Nhưng mà chuyện trên đời này lại không thể nào luôn luôn đúng như ý người được. Tân Lâm muốn thanh tịnh nhưng hết lần này đến lần khác cứ có khách tìm đến cửa cửu thẩm cười ha hả xách thùng nước đi đến bờ đầm nước trong đầm nước này đa số đều chảy từ sông ngầm trong núi ra bốn mùa nhiệt độ không thay đổi dù thời tiết rét đậm cũng không thấy nước lạnh lẽo chút nào một bức phong cảnh nông thôn vô cùng đẹp đẽ nhưng ngay vào lúc này nụ cười trên mặt tân lâm lại không thấy đâu nữa cô chợt xoay người lại chỉ thấy trên đường núi bốn người đàn ông cao lớn đang từ từ đi tới người dẫn đầu khoảng chừng ba mươi mấy tuổi tóc ngắn khuôn mặt ngâm đen trên mặt đỏ bừng, đây là do sinh sống lâu năm trên thảo nguyên bởi vì thiếu dưỡng khí mà dưỡng nên khuôn mặt, đỏ cao nguyên, như vậy. Vóc người hắn cao gầy, cánh tay rất dài, bước chân trầm ổn hữu lực. Mà ba người đàn ông vạm vỡ đi sau hắn cũng giống hệt hắn, gương mặt ngăm đen, hai gò má ửng đỏ, bước chân trầm ổn hữu lực như vậy. Tuyết vực đao vương, cặp mắt xinh đẹp của Tân Lâm khẽ hít thành một đường thẳng, lạnh nhạt nói. Chương 94, gặp lại Đao Vương Tân cô nương. Tuyết vực đao vương đan tăng đa cát dừng bước, yên lặng nhìn về phía tân lâm, âm thanh trầm thấp. Ba người đàn ông cao lớn phía sau hắn lập tức tản ra mơ hồ tạo thành thế bao vây vây kín tân lâm. Đan tăng đa cát không mặc tăng bào, bốn người đều mặc trang phục thông thường của người Hán, cộng thêm gương mặt ngăm đen, da rẻ thô ráp, nhìn qua rất giống dân chúng tầng dưới thấp. Hiển nhiên là để tiện cho việc hành động thử nghĩ ở trong nội địa mà có bốn gã đàn ông mặc tăng bào thầy tu của Tây Tạng rêu rao gây sự chú ý thì thực sự quá hấp dẫn ánh mắt của người khác. Bốn nhà sư Tây Tạng đột nhiên xuất hiện ở huyện Khánh Nam hẻo lánh, chỉ sợ là ngay cả chính quyền của huyện và cục tông giáo đều bị kinh động. Làm sao người biết ta họ Tân? Tân Lâm vẫn đứng rất tùy ý như trước, bình tĩnh hỏi. Gia Cát Ánh Huy nói cho tôi biết. Gia Cát Ánh Huy nói cho người biết sao? Trên mặt Tân Lâm nhanh chóng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tân cô nương, lần này chúng tôi đến Khánh Nam không hề có ý tứ gì khác, chỉ là muốn tiêu tiên sinh đem quyển kinh văn giao lại cho tôi, cấp cho lạt ma một cái công đạo. Đan tăng đa cắt lắp bắp nói, giọng điệu của hắn đều đều không hề nhấp nhô lên xuống. Kinh văn quyển thượng, đây cũng là do gia cắt ánh huy nói cho người biết. Hắn nói cho người biết kinh văn quyển thượng nằm trong tay ta. Tân lâm tức khắc hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra gia cắt ánh huy lại đổi trắng thay đen thả cho bọn họ một vật ngáng chân. Đúng vậy, lần trước Tân cô nương đã cứu gia cắt ánh huy ở bãi đổ xe, gia cắt ánh huy nói hắn đã giao quyển kinh văn thượng cho Tiêu Tiên Sinh rồi. Đan Tăng Đa Cát nói chuyện rất đâu ra đấy. Trên khóe miệng Tân Lâm liền hiện lên một nụ cười châm biếm, cái tên gia cắt ánh huy này lại là một người không biết ân nghĩa lấy ơn báo oán, cư nhiên lại có thể trợn mắt nói dối với Đan Tăng Đa Cát như vậy. Tiêu Phàm đã thu lại công pháp chậm rãi đi tới đứng ở bên cạnh tân lâm mỉm cười nói đao vương không dám tên của tôi là đan tăng đa cát tiêu tiên sinh quyền kinh văn thượng ấy là chấn giáo chi bảo của mật tông hoàng giáo chúng tôi tiêu tiên sinh không phải là truyền nhân mật tông xin hãy đem kinh văn trả lại cho chúng tôi đan tăng đa cát tương đối khách sáo với tiêu phàm mặc dù đây là lần đầu tiên hắn gặp tiêu phàm nhưng cũng nghe nói qua từ miệng ra cát ánh huy về quan hệ giữa tiêu phàm và tân lâm Tiêu Phàm là chủ, Tân là phụ. Đan Tăng Đa Cát đã từng giao thủ với Tân Lâm, hắn hiểu rất rõ lợi hại của cô, một tùy tùng, đã giỏi như vậy thì chủ nhân không cần hỏi cũng biết. Đứng bên mái hiên, cửu thẩm cũng nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng như băng xương, bà đã sớm bị dọa đến sợ hãi đang kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn sang, lúng ta lúng túng không biết phải nên làm thế nào. Yến Đông Lâu lập tức tiến lên đỡ lấy mẹ, khẽ trần an. Yến Tây Lâu vẫn đứng cạnh đầm nước thường người ra như người gỗ, tựa hồ như không nhìn thấy những chuyện ở bên này. Tiêu Phạm hứng thú hỏi. Làm sao Đa Cát Thượng Sư biết chúng tôi ở nơi này? Tôi vẫn luôn theo dõi hành tung của Tiêu Tiên Sinh. Đan Tăng Đa Cát thật thà đáp, ra Cát Ánh Huy kể với hắn rất rõ ràng, Tiêu Phạm là cán bộ cục tôn giáo, dường như có chút quan hệ với Tiêu Lão Gia. Những lời này đã khiến cho Đan Tăng Đa Cát bỏ ý định trực tiếp đi tìm lãnh đạo cục tôn giáo. Bởi vì nếu như tiêu phàm chỉ là một cán bộ bình thường của cục tôn giáo thì chỉ cần tìm lãnh đạo cục tôn giáo cấp cho hắn một chút áp lực là có thể khiến cho tiêu phàm giao ra quyển kinh văn thượng. Xét theo quan hệ tế nhị giữa thủ lĩnh Đại Lạt Ma và cục trưởng cục tôn giáo, cục tôn giáo tuyệt đối sẽ không chọc đến loại phiền toái này. Nhưng người của tiêu lão ra lại là một trường hợp ngoại lệ. Lãnh đạo của cục tôn giáo không có khả năng chỉ vì một tuyển kinh văn mà đi uy hát yêu ta ép con cháu của tiêu gia, lãnh đạo cục tôn giáo không có gan lớn như vậy. Cuống hồ thông thường cán bộ cục tôn giáo bình thường làm sao có một, tùy tùng, như Tân Lâm được chứ. Thảo nào dọc đường đi, lúc nào Tân Lâm cũng cảm thấy có người theo dõi, không ngờ đúng là tuyết vực đao vương. Tiêu tiên sinh, kinh văn là do ra cát ánh huy lấy trộm. Đan tăng đa cát lại nhắc nhở một câu, người đã là người có thân phận lớn vậy thì phải chú ý tác phong hành động của mình, không nên chứa chấp tang vật. Tiêu phàm gật đầu, nói. Đa cát thượng sư, Tôi quả thực có bảo quản quyển kinh văn thượng do chính tay tông khách Ba Đại Lạt Ma viết một đoạn thời gian, vì muốn cùng Gia Cát Thâu Vương làm một cuộc giao dịch, nên đã cầm nó đem trao đổi một vật trong tay hắn ta. Từ mấy tháng trước, tôi cũng đã đem quyển kinh văn ấy trả lại cho Gia Cát Ánh Huy, tôi cũng không ngờ rằng Gia Cát Ánh Huy lại bịa chuyện như vậy với thượng sư. Đan Tăng đa cắt nghiêm mặt, gằn từ chữ: "Tiêu tiên sinh, đã thế thì tôi đành phải đắc tội rồi." Mặc dù những lời Tiêu Phàm nói là sự thật nhưng Đan Tăng Đa cát lại đâu chịu tin. Hắn vì muốn thu hồi quyển kinh văn ấy mà phải từ xa xôi vạn dặm chạy đến nơi đất khách quê người, còn không tiếc lấy kinh văn quyển hạ làm mồi dụ dỗ Thâu Vương mắc câu, thật vất vả mới đuổi kịp Gia Cát Ánh Huy. Nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị Tân Lâm cản trở khiến cho Gia Cát Ánh Huy bỏ trốn mất dạng. Nếu như suy tính kỹ lưỡng thì Tiêu Phàm và Tân Lâm đều là kẻ địch của hắn. Nếu không phải vì kiêng kỵ đối thủ thì tuyết vực đao vương cũng sẽ không nói những lời thừa thải làm gì mà trực tiếp đánh rồi. Hắn vốn là một kẻ kiệm lời, hôm nay lại nói nhiều như vậy đã là chuyện hiếm thấy rồi. Nói cho người biết sự thật ngươi lại không tin, lại cứ khăng khăng tin lời khích bác ly gián của người khác. Thật là một kẻ ngu đần mà. Tân Lâm hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Một người đàn ông cao lớn đứng sau lưng đan tăng đa cắt lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ, quát lên, đại sư huynh đừng theo chân bọn họ nói lời thừa thái nữa, lập tức động thủ đi. Một tiếng, xẹt, vang lên, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh chiếc đao dài hơn một thước, hàn quang bắn ra bốn phía. Xem ra người nọ là một kẻ nóng tính, hắn giơ cây đao sáng bóng lên cao. Hai gã còn lại cũng lập tức lấy ra vũ khí, tất cả đều là chiếc đao dài hơn một thước vô cùng sắc bén. Tiêu tiên sinh, ba vị này đều là sư đệ đồng môn của tôi. Tôi biết rõ tiên sinh và tân cô nương đều là cao thủ nên cố ý mời ba vị sư đệ đến đây hỗ trợ. Tiêu tiên sinh à, vẫn là câu nói kia, tôi cũng không muốn đắc tội tiên sinh, xin tiêu tiên sinh đừng nên ép tôi. Lại nói tiếp lần này tuyết vực đao vương vô cùng thận trọng, sau khi lần ra được hành tung của tiêu phàm thì cũng không vội vã động thủ mà đặc biệt mời ba vị sư đệ đến đây trợ giúp. Người cho rằng mời vài người đến trợ giúp thì có thể nắm chắc phần thắng. Tân Lâm lạnh lùng hỏi. Đan Tăng Đa Cát nói. Tân cô nương, tôi biết cô là cao thủ, nếu như đơn đả độc đấu thì tôi không nắm chắc phần thắng. Tiêu tiên sinh chắc chắn cũng là cao thủ, tuy nhiên hiện tại tiêu tiên sinh dường như bị thương. Tân cô nương có thể nắm chắc ngăn cản được bốn người chúng tôi sao? Nói như vậy người định lấy đông hát yêu ta ép ít sao? Đáng tiếc cho uy danh hiển hách của tuyết vực đao vương. Trên khóe miệng tân lâm thoáng hiện lên ý diễu cợt. Đan tăng đa cát cảm thấy có chút xấu hổ, đã nhiều năm qua hắn thật sự chưa từng ỉ đông hát yêu ta ép yếu. Tuyết vực đao vương danh chấn trên thảo nguyên, đệ nhất cao thủ của mật tông hoàng giáo làm sao có thể tự đánh mất uy danh như vậy chứ? Nói nhiều quá, kinh văn của chúng ta là thánh vật, rõ ràng các người biết ra cắt ánh huy trộm lại không trả lại cho chúng ta, là do các ngươi sai trước. Bây giờ còn dám đứng ra nói đạo lý với chúng ta sao? Hãy bớt nói nhảm đi, rốt cuộc các người giao nộp hay là không? Tên đạt ma tính tình kích động kia đã không nhẫn nhịn được nữa lạnh lùng nói, tiếng hán của hắn rất là trôi chảy. Tiêu phàm thở dài, nói. Vị thượng sư này, kinh văn quả thật không nằm trong tay chúng tôi, đã trả lại cho gia cát ánh huy rồi. Người còn dám nói như vậy, người tưởng chúng tôi là con nít dễ lừa gạt sao, ai tin lời các ngươi chứ? Tên đạt ma nóng nảy cười lạnh nói. Tiêu tiên sinh, kinh văn tôi nhất định phải lấy về, nếu như tiêu tiên sinh đã không chịu hợp tác vậy thì chỉ đành phải đắc tội thôi. Đao kiếm không có mắt, ngộ nhớ thương tổn đến tiêu tiên sinh và tân cô nương thì đó không phải là chủ ý của đan tăng đa cát. Hàn quang chợt lóe lên, trong tay đan tăng đa cát cũng xuất hiện một thanh chiết đao. Tên đạt ma tính tình nóng này tiến lên một bước đứng sóng vai với đan tăng đa cát, hai mắt trừng to giống như chuông đồng vậy nhìn chằm chằm vào tân lâm. Hai gã đạt ma khác chia ra đứng hai bên trái phải nhìn chằm chằm vào tiêu phàm xem ra đan tăng đa cắt phân công rất rõ ràng hai người cuốn lấy tân lâm hai người đối phó với tiêu phàm nếu như không phải trước đó đan tăng đa cắt biết trước tiêu phàm bị thương thì e rằng sẽ không an bài chiến thuật như vậy mà sẽ là một mình hắn đối phó với tân lâm còn ba sư đệ hắn thì hợp lực đối phó với tiêu phàm đan tăng đa cắt đã từng cùng tân lâm giao thủ lần trước đó tân lâm chẳng qua chỉ muốn ngăn cản hắn chờ sau khi ra cắt ánh huy thừa cơ trốn thoát thì cũng tức khắc rút lui cho nên đôi bên vẫn chưa phân thắng bại mặc dù như vậy nhưng đan tăng đa cát vẫn hết sức kiên kỵ tân lâm hắn cũng không nắm chắc phần thắng tân lâm liếc nhìn tiêu phàm một cái tiến lên một bước đứng chắn trước người tiêu phàm trong lúc này tân lâm tuyệt đối sẽ không để cho tiêu phàm xuất thủ hắn chữa thương hơn hai tháng vất vả lắm mới có thể có chút khởi sắc cô quyết không thể để cho nó bị hủy hại trong chốc lát đan tăng đa cát nhíu mày mặc dù hắn tuyệt đối không dám khinh thường tân lâm nhưng bốn tên đạt ma vây công một cô gái xinh xắn dù thế nào cũng khiến cho người khác cảm thấy có vấn đề. Tuyết vực đao vương hắn cũng không có mặt mũi gặp người khác. Cửu thẩm nhìn thấy cây đao nhỏ sáng loáng thì nhất thời bị dọa đến khắp người mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt nói với Yến Đông Lâu. Sao lại đánh nhau, Đông Lâu à, việc này, việc này, đặng đại ca của con lại đi vắng, phải làm sao bây giờ? Đặng thông thiên có thể đánh nhau, cửu thẩm cũng biết việc này. Đặng thông thiên cũng là một người cao to lực lưỡng, những người đàn ông bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, người duy nhất có thể đánh lại đi vắng, tiêu phàm là người bệnh, tân lâm là con gái, yến tây lâu là, người bệnh điên. Đối phương lại có đến bốn người đàn ông cao to vác theo một thanh đao, cục diện này có biết bao nguy hiểm chứ? Yến Đông Lâu cũng vô cùng khẩn trương. Tuy rằng hắn tận mắt thấy được tiêu phàm dùng phi đao chặt đứt cần câu trúc tương phi của đại ca, nhưng cảnh tượng chỉ lóe lên rồi biến mất, đã vài tháng trôi qua, sự việc cũng sớm trở nên mơ hồ. Yến Đông lâu không phải là người tập võ, cũng không hiểu ất giáp trong này. Bất quá hiện tại bốn thanh đao sáng bóng của bọn người đan tăng đa cát cũng đang bày ra thật rõ ràng trước mắt hắn. Nếu như thật sự động thủ thì nhất định sẽ xảy ra án mạng. Chỉ là trong lúc này hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Yến Đông lâu cắn răng cầm lấy cần câu lên đi về phía trước bất kể thế nào cũng không thể để cho tiêu phàm và tân lâm đối mặt với bốn tên hung thần ác sát cầm chiếc đao lăm lăm như vậy được. Là một người đàn ông phải có kiêu ngạo của đàn ông, dù biết rõ sẽ lành ít giữ nhiều cũng phải tiến lên. Đông lâu à, con làm gì vậy? Cửu thẩm nhất thời sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của đông lâu, toàn thân đều đang run rẩy. Hai đứa con trai của bà, một đứa đã điên rồi, chỉ còn một đứa này thôi, nếu như nó xảy ra chuyện gì thì bà cũng không muốn sống nữa yến đông lâu khẽ giấy dụa tránh khỏi bàn tay mẹ tiến nhanh về phía trước nhìn thấy yến đông lâu bước lên ánh mắt đan tăng đa cát bỗng sáng ngời hắn nhìn ra được yến đông lâu không có võ công nhưng cho dù thế nào thì đối phương cũng là một người đàn ông chân chính tựa hồ không muốn để cho bốn người bọn họ ức hát yêu ta ép một cô gái yếu đuối tiêu phàm đưa tay ngăn cản yến đông lâu mắt nhìn đan tăng đa cát mỉm cười nói đa cát thượng sư lần này chỉ sợ ngươi đã tính sai rồi chúng ta bên nà không chỉ có hai người. chương 95, tính nhầm. Quản chi người có mấy người, không giao kinh văn chỉ có con đường chết. Tên lạt ma tính tình nóng nảy dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, cánh tay hắn run lên, chiếc đao sắc bén trong tay lóe lên hàn quang lập tức bổ về phía tân lâm. Đại sư Huynh đã từng nói cô gái này rất lợi hại không thể lơ là. Một cô gái nhỏ nhắn trẻ tuổi như vậy dù có lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại đến mức nào chứ? Cam Pot, coi chừng, Đan Tăng Đa Cát nhắc nhở một câu. Đối với chiếc đao đang bổ xuống, Tân Lâm cũng không thèm liếc nhìn một cái, ánh sáng trắng chợt lóe lên, Nguyễn Kiếm nhanh chóng đâm tới yết hầu của tên lạt ma nóng tính. Đi sau lại tới trước, cam pốt sướng sờ, mũi Nguyễn Kiếm tinh tế chỉ cách cổ cọng của hắn mấy tấc khẽ rung động, tựa như một con rắn độc vậy. Cam kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng hắn chỉ thấy một cảm giác đau đớn từ cổ truyền tới, cổ hắn đã bị Nguyễn Kiếm cắt một vệt dài. Xem đao của ta, đan tăng đa cát cũng không trần chờ tung người lên chiếc đao sắc bén lóe lên hàn quang một lúc bổ ra ba đao xẹt 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 lúc tia lửa lóe lên thì hai người đã đánh xong ba chiêu cam mắng một câu tiếng tây tạng cầm đao xông tới động tác của cô ấy quá nhanh chỉ một thoáng không chú ý thiếu chút nữa đã mất mạng rồi cam là sư đệ của đan tăng đa cát đương nhiên võ công cũng rất cao cường uy danh hiển hách trước đây chưa bao giờ phát sinh tình huống vừa đối mặt đã bị thương như vậy. không ngờ một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn lại lợi hại như vậy. lúc đại sư huynh đánh điện báo triệu tập khẩn cấp bảo ba người bọn họ nhanh chóng chạy tới. cam pot cảm thấy rất kỳ lạ, hắn cảm thấy đại sư huynh đã quá rẻ rặt rồi. dù sao đối phương chỉ là một nữ tử và một bệnh nhân thôi cần gì phải thận trọng như vậy chứ. nhưng khi đích thân giao thủ với tân lâm thì cam pot mới biết suy nghĩ trước kia của mình là vô cùng sai lầm. Tân Lâm huy động nguyễn kiếm trong tay, đối phó với hai người cầm đao mà vẫn không hề rơi vào thế yếu. Đan Châu, Kiệt Bố. Đan Tăng Đa cắt quát một tiếng, hai gã đàn ông Tây Tạng khác liền cầm đao đánh tới tiêu phàm. Bọn họ cũng đã nhìn ra được Đại sư Huynh và Cam sợ rằng không thể bắt được cô gái kia trong chốc lát được. Nếu như kinh văn ở trên người tiêu phàm vậy thì bắt giặc phải bắt vua trước. Hai người vừa khẽ động thì Tân Lâm khẽ quát một tiếng, Đan Châu và Kiệt Bố chỉ thấy trước mắt lóe lên kiếm quang, nguyễn kiếm của Tân Lâm đã đâm tới. Đan Châu Kiệt Bố vô cùng kinh hãi, không ngờ cô gái này hung hãn như thế, lại muốn lấy sức một mình mình đối kháng với bốn sư huynh đệ bọn họ. Trong phút chốc kiếm quang thoát ẩn thoát hiện, đao phong lập lòe, tiếng kim thiết va vào nhau không ngừng vang lên bên tai. Tân Lâm một mình một kiếm gắng ngượng ngăn cản trước mặt bốn sư huynh đệ đan tăng đa cát, không để bọn họ đến gần tiêu phàm một bước. Cam Cốt tính tình nóng này, mấy lần giành công kích, muốn ngăn chặn Tân Lâm nhưng lại vô dụng, trên mặt hắn lại sinh thêm một vết máu. Đan Tăng Đan Cát tức giận đến mức liên tục gào thét, lửa giận ngập trời. Thân thủ của Tân Cô Nương thật lợi hại, hãy thử xem thủ đoạn của Đan Tăng Đa Cát ta. Mắt thấy bốn sư huynh đệ liên thủ cũng khó đột phá khỏi sự ngăn cản của Tân Lâm thì Đan Tăng Đa Cát cũng dần trở nên nóng nảy, đao pháp biến đổi liên tục vung bay múa lướt đi liên miên bất tận về phía Tân Lâm. Chỉ thấy toàn đao quang chấp động tạo thành một bức tường ánh sáng vây quanh tân lâm, gần như gió thổi không lọt. Tân lâm không hề có chút sợ hãi, vùng nguyễn kiếm trong tay phát ra một chuỗi âm thanh của đao kiếm giao kích. Nguyễn kiếm của tân lâm đã chặn lại thế tiến công như cuồng phong vũ bão của đan tăng đa cắt lại, mà tân lâm cũng không hề lùi về phía sau nửa bước. Đan tăng đa cắt không kịp thở, thành chiếc đao trong tay hắn huy vũ càng nhanh, mỗi một đao chém ra đều chứa đầy kinh lực. Tuyết vực đao pháp vốn có sở trường cương mãnh, chiêu số linh hoạt đa dạng, uyển chuyển như nước, vô khổng bất nhập có thể len lỏi vào bất cứ chỗ nào. Đan Tăng Đa Cát dĩ nhiên nắm rõ sự huyền diệu của đao pháp, kinh lực trên đao càng hung mãnh hơn nữa, kết hợp chặt chẽ với nhau càng thêm khó ngăn chặn. Cái gọi là cuồng phong không chung hướng, mưa rào không chung chỗ, liên tục công kích. Mặc dù thể lực của Đan Tăng Đa Cát hơn người, nội công thâm hậu nhưng cũng khó có thể kiên trì lâu được tuy nhiên thứ đan tăng đa cát cần chỉ là tranh thủ một chút thời gian. Mục đích mà hắn thâm nhập vào một nơi núi non trùng điệp như Khánh Nam này cũng không phải muốn cùng Tân Lâm phân định thắng thua, hắn là nhằm vào tiêu phàm cùng quyển thượng kinh văn mà đến. Chỉ cần hắn và sư đệ cam cốt cuốn lấy Tân Lâm một lúc thì chắc chắn Đan Châu và Kiệt Bố cũng có đủ thời gian để giải quyết tiêu phàm. Cho dù võ công của tiêu phàm cao đến đâu đi nữa thì cũng đang là một người bệnh, hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất. Cơ hội tốt trời ban Lần này, Đan Châu và Kiệt Bố không đợi sư huynh nhắc nhở, lập tức vòng qua Tân Lâm, trực tiếp lướt về phía tiêu phàm. Dưới công kích cuồng bạo của Đan Tăng Đa Cát, cộng thêm Cam ở một bên kiềm chế, mặc dù võ nghệ của Tân Lâm cao đến đâu thì trong một lúc cũng không thể nào rứt khỏi mà quay sang ngăn cản hai gã đạt ma còn lại. Tuy nhiên dường như Tân Lâm cũng không sốt ruột lắm, chỉ bình tĩnh đáp trả thế tấn công của Đan Tăng Đa Cát và Cam Cô dùng 7 phần lực đối phó với Đan Tăng Đa Cát, chỉ thủ chứ không tấn công, lấy ba phần lực đi đối phó với Campos cũng dư sức, thường khiến cho Campos luống cuống tay chân, liên tục gào thét. Mắt thấy dưới thế tấn công hung mãnh của mình, Tân Lâm đã không cách nào ngăn cản Đan Châu và Kiệt Bố thì Đan Tăng Đa Cát mừng thầm trong lòng. Lần này, cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, mang theo kinh văn quyển thượng quay trở về bên cạnh thủ lĩnh rồi. Đan Châu và Kiệt Bố cũng biết đây là cơ hội khó có được, động tác cũng không chút chậm trễ. Tiêu Phàm vẫn đứng thẳng, Môi mỉm cười như cũ, không tránh né cũng không ra tay, trực tiếp xem hai gã đạt ma như vô hình. Thấy Tiêu Phàm khinh thường mình như vậy thì lửa giận trong lòng Đan Châu và Kiệt Bố càng thêm bùng cháy, hai thanh chiếc đao một trái một phải chém tới. Đây chính là do bản thân ngươi muốn tự tìm chết, đừng trách Phật ra. Tiêu Tiên Sinh cẩn thận. Yến Đông Lâu gấp đến độ kêu to lên, sắc mặt đại biến. Nhưng đúng vào lúc này một tiếng gió xẹt qua, một cây trúc thật dài đâm tới mũi cây bén nhọn không gì sánh được mang theo một chút cảm giác rét run đây là cái gì hai gã đạt ma kinh hãi bất chấp mục tiêu tiêu phàm đang ở trước mặt lập tức vung chiết đao trong tay để tự bảo vệ mình cây trúc này dài hơn ba thước đầu còn lại của cây trúc nằm trong tay của yến đông lâu thân hình cao gầy chính là cây trúc mà bình thường yến tây lâu sử dụng để đâm cá cây trúc này vừa nhỏ vừa dài cũng không hề cứng rắn lại quá dài kỳ thực cũng không thích hợp dùng làm vũ khí người bình thường đánh nhau hiển nhiên sẽ dùng vũ khí mang theo uy lực mạnh nhưng đụng phải đao pháp của cao thủ mật tông hoàng giáo lại gặp phải vấn đề lưỡi hai thanh chiết đao vô cùng sắc bén cho dù cây gậy trúc này bị một đao này chém xuống cũng chắc chắn đứt làm hai nhưng mà cây trúc mỏng manh này ở trong tay của yến tây lâu lại bay lượn tựa như du long chỉ trong nháy mắt đã khiến hai gã đạt ma luống cuống tay chân yến đông lâu và cửu thẩm nhìn đến trợn mắt há mồm hồi lâu vẫn chưa khép miệng lại được Tiêu phàm mỉm cười nói. Thương pháp quá giỏi. Giữa lúc cả đám người đang hoa cả mắt thì lại nghe hai tiếng, loảng xoảng vang lên, hai thanh chiếc đao lượn theo hình vòng cung bay ra xa. Cổ tay của hai gã đạt ma đã bị Yến Tây lâu đánh chúng không cầm nổi chiếc đao. Đan Châu và Kiệt Bố vừa giận vừa sợ liếc nhìn nhau, hai người nổi giận hét ầm lên, bốn trưởng pháp hung mãnh nhào tới. Mật tông đại thủ ấn. Xẹt, Yến Tây lâu lại dương cánh tay lên, cây trúc dài nhằng kia cũng bay đến ghim trên mặt đất một cách vững chắc, phần đuôi không ngừng rung động. Trường pháp của hai gã đạt ma đã đến trước mắt, mái tóc đen của Yến Tây lâu bay lượn phất phới, không né tránh mà đánh ra một trường. Trong phút chốc, gió bão nổi lên, đan tăng đa cắt quá sợ hãi, buột miệng kêu lên, hạ thủ lưu tình. Yến Tây lâu này vừa ra tay lại cực kỳ giống, ngũ lôi trường, đã mấy chục năm chưa lộ diện trên giang hồ truyền thuyết mặc dù hai vị sư đệ đã khổ công luyện tập đại thủ ấn nhiều năm nhưng đan tăng đa cát vừa nhìn tư thế xuất thủ của yến tây lâu cũng đủ biết đan châu và kiệt bố tuyệt đối không phải là đối thủ đáng tiếc là lời này của đan tăng đa cát đã muộn chỉ nghe hai tiếng là hét thống khổ vang lên đan châu và kiệt bố đều trúng trưởng tựa như một kẻ say rượu lảo đảo lui về phía sau mấy bước hơn nữa còn ngã xuống mông chạm đất ngay sau đó campos cũng kêu to một tiếng chiếc đao bay lên cổ tay phải đầm đìa máu Lão đảo thụt lùi về sau, tay trái cầm cổ tay phải, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tân Lâm nhỏ giọng kêu một tiếng, kiếm ảnh bay đầy trời trong nháy mắt đã bao phủ lấy Đan Tăng Đa Cát. Một chuỗi âm thanh đao kiếm chạm vào nhau vang lên, ben ben ben. Đan Tăng Đa Cát liền lùi lại bảy bước, cổ tay Tân Lâm run lên, Nguyễn kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của Đan Tăng Đa Cát. Sơn cốc mới vừa rồi vẫn còn vô cùng náo nhiệt bỗng nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động chỉ có tiếng gió núi gào thét bay lượn trong sơn cốc. Đan Tăng Đa Cát nhìn mũi kiếm đang rung rung trước mặt, lại nhìn ba gã sư đệ đang vô cùng chật vật kế bên thì sắc mặt hắn vốn ngâm đen càng giống như sắc trời sắp mưa, khẽ rên một tiếng rồi chậm rãi thu lại chiếc đao. Hắn thực sự không ngờ tới cái người bệnh điên đứng ngơ ngác cạnh đầm nước kia lại là một cao thủ tột đỉnh ẩn mình, võ nghệ của người đó không thua kém tân lâm. Thiên tính vạn tính lại không tính đến điểm này. Tiêu tiên sinh, hôm nay là tôi tính sai, không ngờ vị này cũng là một đại cao thủ thâm tàng bất lộ chúng tôi thua hôm nay chúng tôi sẽ không tiếp tục dây dưa nữa thế nhưng còn kinh văn thì tôi nhất định phải lấy về trừ phi bây giờ ngươi g iota ết ta bằng không thì ta nhất định sẽ còn trở lại dưới không gian yên lặng như tờ đan tăng đa cát chậm rãi nói ngữ điệu của hắn đã khôi phục sự bình tĩnh sắc mặt kiên định như đá không hề có nửa phần khuất phục tân lâm vừa tức giận vừa buồn cười cái tên này có công tốt như vậy nhưng đầu óc sao lại đần độn như thế chứ? Cái tên tiểu tặc gia cát ánh huy đó đang trêu đùa ngươi mà ngươi còn không biết sao? Đan tăng đa cát cao mày, cả giận nói. Lời này của tân cô nương là có ý gì? Tới bây giờ mà ngươi vẫn không rõ sao? Lần trước ở bãi đậu xa, ngươi chém tên tiểu tặc gia cát ánh huy đến toàn thân đầy máu nhưng hắn lại không thể làm gì được ngươi. Có thù không thể báo nên hắn liền lừa ngươi đến tìm chúng ta, ngưu kế mượn đao gờ yêu ta người đơn giản như vậy mà đường đường một tuyết vực đao vương đệ nhất cao thủ của mật tông hoàng giáo lại bị lừa, thật là một trò cười mà. Tân lâm bĩu môi, cười mỉa mai nói. Trên mặt đan tăng đa cát rốt của cúng xuất hiện thần sắc do dự, hắn nhìn tiêu phàm một cái lại quay sang nhìn tân lâm, hồi lâu mới lên tiếng. Tại sao ra cát ánh huy cũng kết thù với các người? Tiêu phàm cười cười, nói. Nói kết thù ngược lại cũng không đúng, Bất quá trong đầu thâu vương có chút vướng mắc thái độ của hắn đối với chúng tôi cũng không hỏa hoãn lắm. Bị tiêu phàm buộc đến ổ sói ở Thảo Nguyên trộm trường Xuân An thần hương đương nhiên trong lòng của Gia Cát Ánh Huy rất khó chịu. Hơn nữa tiêu phàm có thể tìm một cách chính xác chỗ ẩn náu nên Gia Cát Ánh Huy càng khúc mắc Hắn khích bác đàn tăng đa cát đi gây sự với tiêu phàm, bất kể ai thắng ai thua thì hắn đều có lợi. Sợ sao, nếu như sợ thì hắn sẽ không chọn làm thâu vương vô trộm. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 96, giải độc sau đó tiêu phàm nói tiếp. Đan cát thường sư à, như vậy đi, nếu như tôi cũng có dính dáng trong chuyện này vậy thì tôi sẽ đi tìm ra cát thâu vương đem kinh văn quyển thượng về. Đan tăng đa cát lắc đầu nói. Tiêu tiên sinh, tôi xin nhận hảo ý của tiên sinh, nhưng đây là chuyện của chúng tôi, không cần tiêu tiên sinh phải hao tâm tổn trí. Tôi sẽ tìm ra cát ánh huy, hắn cũng thiếu tôi một câu trả lời. Bất kể lời tiêu phàm nói là thật hay giả thì ít nhất dưới tình thế hôm nay, đan tăng đa cát cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa. Rõ ràng đối phương đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì xem như mình có thể chạy thoát thì ba vị sư đệ của mình cũng không thể thoát được. Thực tế phải nói với việc tiêu phàm đồng ý đi tìm ra cát ánh huy lấy kinh văn thì trong lòng đan tăng đa cát cũng không phải hoàn toàn không động tâm. Dù sao thì bản thân hắn đích thân đi làm cũng không dễ dàng như vậy, cái tên ra cát ánh huy đó xảo quyệt như hồ ly, Muốn tìm được tung tích của tên tiểu tặc đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng nếu Tiêu Phàm đi làm thì không giống nhau, cậu ta là con cháu dòng chính của Tiêu gia, mặc dù Đan Tăng Đa Cát không quá hiểu biết về những thế lực đại hào môn kia, nhưng hắn cũng biết nếu Tiêu Phàm muốn tìm ra cát ánh huy tuyệt đối thuận lợi hơn hắn nhiều lắm. Tiêu lão gia có thể vận dụng mạng lưới cơ quan quốc gia, tuy nhiên cuối cùng Đan Tăng Đa Cát lại không dám nhận lời, bởi vì đây là một món nợ ân tình rất lớn, hắn sợ bản thân mình không trả nổi thoạt nhìn Tiêu Phàm không phải là người khắt khe, nhưng thân trong giang hồ, đan tăng Đa cát không thể không hành động không đầu óc như thế được. Tục ngữ có câu, chi nhân chi diện bất chi tâm. Một khi hắn nhận ân huệ của Tiêu Phàm, ngộ nhớ Tiêu Phàm đưa ra một yêu cầu nào đó vượt quá phạm vi năng lực của bản thân thì hắn đáp ứng cũng không được mà không đáp ứng cũng không xong. Thấy đan tăng Đa cát từ chối yêu cầu của mình thì Tiêu Phàm cũng không miễn cưỡng, chỉ mỉm cười gật đầu ánh mắt đan tăng đa cát rơi trên người Yến Tây Lâu. Yến Tây Lâu vẫn im lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt đần độn Thân hình gầy còm đứng trong gió núi có vẻ đơn bạc. Cho dù bất cứ ai cũng không ngờ rằng mấy phút trước đây, tên đần ấy chỉ dùng một cây trúc, một đôi tay yếu ớt đã có thể đem hai đại cao thủ mật tông hoàng giáo đánh đến mức vua không còn manh giáp. Đan tăng đa cát chắp tay, cúi đầu hành lễ, nói. Xin hỏi cao tính đại danh của vị tiên sinh này là gì? Yến Tây Lâu đờ đẫn nhìn hắn, không nói tiếng nào. Tiêu Phàm thở dài, nói: "Đa cát thượng sư, thân thể Yến Đại ca có chút bệnh, đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đã 10 năm chưa mở miệng nói chuyện với bất cứ người nào. Xin thượng sư thứ lỗi." "Cái gì?" Mặc dù Đan Tăng Đa Cát hiểu biết rộng rãi, tính tình cứng cỏi như bàn thạch, nhưng nghe xong lời này cũng không nhịn được mà kinh ngạc nói không nên lời. Yến Tây Lâu thật sự là một người mang bệnh điên sao? hắn còn tưởng rằng Yến Tây Lâu chỉ giả vờ mà thôi. Tiêu Phàm nói, Yến Đại ca chúng một loại độc trướng kỳ quái. Độc trướng, điều này thật sự kỳ lạ, vậy thì vị Yến Đại ca này có phải là truyền nhân của ngũ lôi trưởng hay không? Ngũ lôi trưởng đã biến mất trên giang hồ nhiều năm, tất cả mọi người đều cho rằng nó đã sớm thất truyền. Đan Tăng Đa Cát nghi ngờ hỏi, Yến Tây Lâu ra tay như sấm sét, mang theo xu thế không thể đỡ, so sánh với tuyệt học ngũ lôi thần trưởng của Miêu Cương cực kỳ giống nhau. Tiêu Phàm nói, việc này có lẽ chỉ có mình Yến Đại ca biết, tuy nhiên chiêu thức của Yến Đại ca thật sự rất giống với ngũ lôi trưởng. Đan Tăng Đa Cát gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Sau đó hắn chắp tay thi lễ với Tiêu Phàm một cái rồi xoay người đi về phía Đan Châu và Kiệt Bố. Cổ tay Campos chúng kiếm chỉ là thương thế ngoài ra, Tân Lâm đã hạ thủ lưu tình, nhưng Đan Châu và Kiệt Bố lại dùng đại thủ ấn của Mật Tông cúng đối cứng so chiêu với Yến Tây Lâu. Mà ngũ lôi trưởng nội ngoại kiêm tu vô cùng uy mãnh khi hai người này chúng trưởng đã bị thương rất nặng. Tuy họ vùng vẫy muốn đứng lên nhưng sắc mặt lại tái nhợt, môi khép chặt, hiển nhiên chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, sợ rằng há miệng thì sẽ phun máu tươi ra ngoài. Ngay sau đó bốn huynh đệ bọn họ nâng đỡ nhau, dần dần đi xa. Ngay cả ba thanh chiết đao cũng không cần. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhìn theo mấy bóng lưng tập tính đi xa, Tân Lâm nhỏ giọng lầm bầm mấy câu. Kinh văn do chính tay tông khách ba đại sư viết đối với bọn hắn có một ý nghĩa phi phàm. Đáng tiếc là ta không xem được quyển kinh văn hạ. Tân Lâm nhíu mày, hỏi. Quyển kinh văn hạ, nó rất quan trọng sao? Tiêu phàm khẽ cười, nói. Anh cũng không biết nó có quan trọng hay không nhưng mà anh có một dự cảm rằng quyển kinh văn hạ đó so sánh với quyển thượng càng quan trọng hơn. Gia Cát Ánh Huy trộm kinh văn thuần túy chỉ là ngứa tay muốn tìm chút việc để làm, nếu như hắn trộm quyển kinh văn hạ thì có thể nhìn ra chút manh mối. Lại để hắn trộm được rồi sao? Tiêu Phàm phá lên cười, lắc đầu nói. Đây không phải là việc tốt, nếu thật như vậy thì sợ rằng kết đoán quá sâu, đoán chừng đan tăng đa cát sẽ liều mạng với chúng ta, sẽ là loại tình huống không chết không thôi sau khi nhìn thấy bốn tên hung thần ác sát cầm lưỡi đao sắc bén đã đi xa thì Yến Đông Lâu và cửu thẩm rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, không đợi được mà nhào qua bắt lấy cánh tay của Yến Tây Lâu, lắc liên tục. Anh à, anh đã khỏe rồi đúng không? Anh nói chuyện đi, có phải anh đã khỏe rồi? Yến Đông Lâu kích động kêu gào, nước mặt tràn bờ mi. Thực tế mà nói, tính tình Yến Đông Lâu có chút yếu đuối, tình cảm tương đối phong phú. Mặc cho bọn họ lung lay thăm dò thế nào thì Yến Tây Lâu cũng không nói một lời, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ bi thương. Một tay Cửu Thẩm cầm tay con trai, một tay không ngừng lau nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Ở trong mắt Cửu Thẩm, hình ảnh Yến Tây Lâu vừa xuất thủ uy mãnh cũng không phải điều quan trọng, mà quan trọng chính là có phải con trai của bà đã khỏe lại hay không mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại chứng tỏ, Yến Tây Lâu thực sự chưa khỏi bệnh. Tiêu Phàm đi tới, vỗ vai yến đông lâu nói đông lâu à yến đại ca sẽ khá lên thôi tuy nhiên cần phải có một ít thời gian nhưng tiêu tiên sinh à còn cần bao lâu nữa tôi thực sự mong muốn ngày mai anh tôi sẽ khỏe lại như thế khôn được sao yến đông lâu chùi nước mắt nói tiêu phàm trầm ngâm nói nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhanh thì bốn tháng chậm thì nửa năm sẽ biết kết quả thật sao mấy tháng nữa anh tôi sẽ khỏe lại à yến đông lâu vừa mừng vừa sợ kêu lên ừ tiêu phàm gật đầu thật ra cậu nói ngoài ý muốn không phải chỉ yến tây lâu mà chính là sức khỏe của hắn độc trướng của yến tây lâu rất phức tạp chỉ dựa vào vài vị thuốc đơn giản không thể trị dứt còn phải nhờ tiêu phàm đích thân xuất thủ lấy hạo nhiên chính khí giúp hắn bước độc trướng ra ngoài cơ thể điểm mấu chốt chính là xem tốc độ khôi phục của tiêu phàm nhanh chậm thế nào ít nhất trước mắt cậu còn không dám xuất thủ ngộ nhỡ không đủ lực thì không chỉ không giúp được yến tây lâu mà còn sẽ ảnh hưởng đến bản thân cậu trong khoảng thời gian này không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của tiêu phàm cửu thẩm à làm phiền thẩm nấu cơm tôi thực sự có chút đói bụng cửu thẩm lau nước mắt mỉm cười xin lỗi nói vâng tôi sẽ lập tức nấu ngay cửu thẩm lau khô nước mắt lưu luyến buông cánh tay của yến tây lâu ra còn nữa nếu như đặng đại ca tới thì thẩm đừng đem chuyện hôm nay nói cho anh ấy biết, tránh để anh ấy lo lắng. Vâng, tôi đã biết rồi. Yến Đông Lâu gật đầu đáp ứng. Tân Lâm đã nhặt ba thanh chiết đao lên, chia tay vuốt lưỡi đao sắc bén, vừa cười vừa nói. Cây đao này rất bén, dùng để thái thịt rất tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Chiếc đao vốn dùng để thái thịt, thịt tươi thịt chín đều thái rất tốt. Giữ lại đi, có thể dùng nó để thái thịt thái rau không biết nếu như đám người Campos và Đan Châu nghe được đoạn đối thoại lần này thì trong đầu bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì. Đoán chừng sẽ không hề vui sướng. Giữa trưa, cửu thẩm đã nấu một nồi thịt kho tàu lớn, mọi người vây quanh bàn gỗ, ăn vô cùng vui vẻ. Đông đi xuân tới, thời gian thấm thoát trôi qua. Rất nhanh mùa xuân ấm áp đã đến, trong sơn cốc nở đầy các loại hoa dại vô cùng rực rỡ. Mỗi ngày Tân Lâm đều hái một bó lớn trở về, căn phòng nhỏ của cô và tiêu phàm đã được cô trang trí tràn đầy không khí mùa xuân. Bất chi bất giác, bọn họ đã ở nơi thế ngoại đào nguyên này nửa năm rồi, ngay cả Tết âm lịch cũng trôi qua ở nơi này. Trong thời gian nửa năm này, từ khi đan tăng đa cát rời khỏi, ngược lại cũng không có ai đến quấy giày nữa cả. Thương thế của tiêu phàm đã khôi phục không tệ, đủ loại, bất chắc mà tân lâm vẫn luôn đề phòng vẫn không hề xảy ra xem ra trời phạt cũng bởi vì người khác người mà cuộc sống tiêu phàm đã trôi qua một cách bình yên. Chỉ có trong lòng tiêu phàm biết rõ thiên khiển chi phạt tuyệt đối không thể né tránh một cách nhẹ nhàng như vậy được. Hồng Trần Đại Kiếp mà Văn Nhị Thái ra nói đến vẫn chưa chân chính bắt đầu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ giáng xuống. Không thể tránh khỏi kiếp số này, nhất định phải đối mặt. Tết âm lịch qua đi không bao lâu thì tiêu phàm bắt đầu thử dùng hạo nhiên chính khí trừ độc cho Yến Tây Lâu. Độc chướng này không hề bình thường, nếu không phải Yến Tây Lâu tu luyện ngũ lôi trưởng nội công thâm hậu mà đổi thành người khác thì đã sớm đánh mất tính mạng từ lâu rồi, làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ chứ? Tuy nhiên Yến Tây cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem độc trướng đẻ ép ở trong người, không để nó độc phát, muốn trừ bỏ nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù là người học võ nhưng nếu tu luyện nội công kém xa Yến Tây Lâu thì cũng khó có thể trợ giúp được hắn. Hạo nhiên chính khí là khắc tinh của mọi loại độc, hiệu quả nhanh chóng. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mà tình hình của Yến Tây Lâu càng chuyển biến tốt đẹp, vẻ đần độn trên mặt dần dần thay đổi, ánh mắt ngày càng trong suốt, cũng có thể gánh vác công việc thường ngày, ngoại trừ không nói lời nào như cũ thì nhìn qua hắn hoàn toàn không khác người bình thường. Trong mắt trong lòng Yến Đông Lâu tràn đầy sự vui sướng. Ngày hôm nay, Đặng Thông Thiên chọn một mớ đồ dùng hàng ngày sải bước đi vào sân cốc, mang theo không ít rượu thịt, cười ha hả nói. Tiêu tiên sinh, tình huống của Tây Lâu càng ngày càng tồi không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bình phục, tất cả đều nhớ ơn tiêu tiên sinh. Đợi sau khi cửu thẩm làm vài món thì chúng ta uống một chầu ăn mừng. Không chỉ bệnh tình của Yến Tây Lâu chuyển biến tốt đẹp mà bản thân Đặng Thông Thiên cũng đạt được chỗ tốt. Trong khoảng thời gian hơn nửa năm này, thỉnh thoảng hắn cũng thỉnh giáo tiêu phàm phương pháp dẫn khí, dần dần đem dương khí trong cơ thể dẫn dắt đến đan điền, chẳng những thân thể được chỗ tốt lớn mà ngay cả tu luyện hồng sa trưởng cũng làm chơi ăn thật. Cộng thêm nội ngoại kiêm tu, Phó thuật lại được nâng cao một bước nữa, Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Được, tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với Đặng Đại ca, chờ một chút phải hàn huyên một trận mới được." Đặng Thông Thiên nhất thời cả kinh, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Tiêu Phàm, nói: "Tiêu tiên sinh, có phải ngài chuẩn bị rời đi?" Hơn nửa năm sinh hoạt cùng nhau, Đặng Thông Thiên đã sớm xem Tiêu Phàm là bằng hữu tốt nhất tận mắt thấy thân thể tiêu phàm càng ngày càng khôi phục thì chuyện từ biệt là sớm hay muộn mà thôi, trong lòng hắn rất không muốn. chương 97, võ mồm dẫn đến chuyện binh đao. Tiêu phàm mỉm cười nói, còn có chuyện chưa làm xong, lúc ăn cơm rồi hãy nói. Đặng thông thiên liền gật đầu. Lúc này, anh ta mang đến chính là rượu ngô tự ủ, nồng độ rất cao, nhưng uống rất đỉnh, có thể được coi là loại rượu thượng hạng. Đặng thông thiên quanh năm vào trong rừng sâu núi thẳm hái thuốc, ngọn núi xương mù nặng ẩm ướt bình thường người hái thuốc đều mang theo rượu mạnh thường thường uống hai ngụm trừ bỏ phong hàn đặng thông thiên tuy rằng tu luyện hồng sa trưởng dương khí dồi dào cũng giống như người khác thích uống rượu mạnh cửu thẩm tinh thần phấn chấn sao vài món thức ăn ngon đoàn người ngồi xuống vây quanh chiếc bàn gỗ nho nhỏ thôi nào thôi nào chúng ta uống rượu tây lâu nhìn người bệnh cuối cùng cũng khỏe rồi đại ca tôi hiện rất vui chúng ta cùng nhau uống kính tiêu tiên sinh một chén, cảm tạ hắn. Đặng thông thiên đích thân rót đầy rượu cho mọi người, bưng bát lên, vẻ mặt trịnh trọng nói nói. Ngoại trừ việc Yến Tây Lâu không nói lời nào, vẻ mặt nhìn không khác so với mọi người xung quanh. Tiêu phàm cũng không khước từ, bưng bát rượu lên, cùng mọi người chạm bát một cái, cầm một bát rượu uống ứng ực. Người sống trên núi, không chú ý nhiều như vậy, uống rượu đều là uống cả bát như vậy. Nói đến uống rượu, Tiêu phàm thật ra là tử lượng cao. Hình như đây là vấn đề gen di chuyên. Tiêu lão gia tử, tiêu Trạm đều là người có tử lượng cao. Tiêu phàm tiêu thiên huynh đệ, thời thiếu niên thì uống rượu rất khỏe. Chỉ có điều sau khi tiêu phàm tu luyện luân hồi tới cảnh giới viên mãn, dần dần không ham muốn những thứ ăn uống phàm tục nữa. Đặng thông thiên mỗi lần tới tìm hắn uống rượu, tiêu phàm đều không thế nào cực tuyệt. Hắn thích đặng thông thiên một người đàn ông ngay thẳng, đầy nghĩa khí như vậy có lòng cùng gã kết giao bằng hữu tân lâm uống khá nhã nhặn, nhưng cũng là một chén thấy đáy. Mỗi lần cùng tiêu tiên sinh và tân cô nương uống rượu, đặng thông thiên đều cảm thấy rất suy y gờ sứ y gờ. Yến đông lâu tử lượng thấp, yến tây lâu cũng là một hơi uống cạn, anh ta lúc trước kia không bị bệnh, thường xuyên với đặng thông thiên cùng nhau vào núi hái thuốc, tử lượng cũng vô cùng tốt. Rượu này uống rất vui vẻ. Tiêu tiên sinh, ta thấy tây lâu đã khỏe rồi anh ta như thế nào vẫn không thể nói chuyện, uống vài chén rượu, Đặng Thông Thiên liền mở miệng hỏi. Cửu Thẩm và Yến Đông Lâu đều lập tức rất chú ý nhìn qua phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói, Yến đại ca chúng độc chứng rất kỳ lạ, đối với toàn bộ cơ thể anh ấy đều ít nhiều chịu ảnh hưởng. Hai ngày trước tôi thử qua, thức ăn nhiễm độc trong cơ thể Yến đại ca, đơn thuần dựa vào nội lực bài tiết không làm sạch được. Vậy muốn tìm ngọn nguồn. Thông thường ở vùng gần nơi hình thành chứng khí, đều có thể tìm ra được thuốc giải thích hợp. Tuy nhiên ta và Yến Đại ca đã từng liên lạc, anh ấy dường như đối với việc như thế nào chúng độc cũng có chút mơ hồ, nhớ không rõ ràng lắm. Phải đợi anh ấy sau khi khôi phục khả năng ngôn ngữ, nhìn xem có thể theo sự miêu tả bên trong của anh ấy tìm được một ít anh mối hay không. Yến Đông Lâu vội vàng nói, tiêu tiên sinh, đó chính là nói, căn bệnh này của anh ấy rất khó trị tận gốc phải không? Đông Lâu, 10 năm chúng độc, hơn nữa chúng không chỉ là một loại độc trướng, trong thời gian ngắn như vậy muốn trị tận gốc là rất khó đấy yến đại ca có thể khôi phục lại bộ dạng như lúc này đã rất tốt có thể trị tận gốc hay không phải xem cơ duyên của bản thân anh ấy đúng vậy đấy đông lâu tây lâu có thể khôi phục thành như vậy tôi nằm mơ đều không dám nghĩ tới người hãy biết thỏa mãn đi đặng thông thiên lớn tiếng nói đặng đại ca ở đây tôi có một phương thuốc có lẽ có thể làm cho yến đại ca mở miệng nói chuyện tuy nhiên có vài loại thuốc dường như khó kiếm. Anh nếu có rảnh rỗi, vậy vất vả anh đi một chuyến tới Khánh Nguyên, tìm trần quả nơi đó, có thể đem thuốc cứu giúp hay không? Tiêu Phàm lấy từ trong túi ra một đơn thuốc, đưa cho Đặng Thông Thiên. Đặng Thông Thiên vội vàng nhận, nhìn kỹ một lần, hai hàng lông mày nhíu lên, nói Tiêu Tiên sinh, thuốc khác còn chưa tính, cái này chân châu biển sâu, chỉ sợ không dễ dàng để có được. Yến Đông Lâu khó hiểu mà hỏi, chân châu ư, Tiêu Tiên sinh, Muốn trân châu làm cái gì? Đối với cậu ta mà nói, trân châu chính là vật phẩm trang sức, có liên quan gì với trị bệnh cho ca ca anh ta chứ? Không đợi Tiêu Phàm trả lời, Đặng Thông Thiên liền nói, việc này thì anh không hiểu được. Căn cứ vào bản thảo cương mục ghi lại, chân châu có thể định thần, thanh gan trừ phế, kiềm chế sinh cơ. Căn cứ y học hiện nay nghiên cứu, trân châu giàu có các loại axit amin, caffeine và nguyên tố vi lượng. Đạo tạng đem chân châu đáy biển xếp vào một trong chín cây cỏ thần tiên. Trị liệu cho tây lâu bệnh này, hoàn toàn đúng loại. Yến Đông Lầu giật mình, hóa ra là như vậy. Nhưng, đặng đại ca, tôi xem trên TV, chân châu khắp nơi đều có bán đấy, không khó mua được lắm. Đặng thông thiên cười mắng, người biết cái gì? Người nói là chân châu nuôi dưỡng bình thường kia, có thể có bao nhiêu công hiệu. Hiện tại, đại đa số chân châu đều là nuôi dưỡng được rồi. Chân châu thiên nhiên dưới đáy biển thực sự thật rất ít Cho dù có, bình thường đều bị kẻ có tiền mua đi làm trang sức Dược liệu thị trường rất khó nhìn thấy Đặng thông thiên bình thường cũng không phải là người đàn ông rừng núi thô lỗ Anh ta chẳng những là người hái thuốc, bản thân cũng tinh thông dược lý Ngay cả lương chủ tịch huyện Khánh Nam bị bệnh Đều đặc biệt mời anh ta đến chữa bệnh Ở huyện Khánh Nam có thể nói là một thầy thuốc đông y tiếng tam lừng lấy Mấy năm nay, đặng thông thiên hái thuốc chữa bệnh buôn bán lời không ít tiền hầu hết đều được chi cho các phúc lợi công cộng trung tâm thương mại và công nghiệp thành quan được xưng thần câu phó sở trưởng chu khánh nam ở trước mặt yến đông lâu diếu võ dương oai nhìn thấy đặng thông thiên liền trở nên ngoan ngoãn dám cũng không dám đánh tiêu phàm nói trên thị trường dược liệu khác có lẽ tìm không thấy nhưng ở nơi của trần quả có lẽ có thể tìm được vật phẩm quý giá đặng thông thiên gật gật đầu nói đúng như vậy chỗ trần lão thất thật sự có một số điều kiện tốt để kinh doanh thuốc này kinh doanh dược phẩm này ông ta được xem là thành công rồi tiêu tiên sinh tôi từng nghe nói sau đó anh cùng trần lão thất kết giao không đánh ông ta tàn phế chứ so sánh tài võ nghệ của đặng thông thiên với trần quả còn có thể hơi chiếm thượng phong gã không phải là đối thủ của tiêu phàm trần quả khẳng định càng thêm không chịu nổi tiêu phàm cười nói tình huống của trần quả và anh gần giống nhau ông ta luyện diêm la thủ, dùng thuốc quá liều. Độc dược xâm nhập lục phủ ngũ tạng của ông ta, so với tình huống của anh luyện hồng sa trường thì tổn thất dương khí cắn còn nghiêm trọng hơn. Ông ta muốn ô dương mộc để chữa bệnh. Tôi kê cho ông ta một đơn thuốc, hiện tại hẳn là không còn lo ngại rồi. Anh sau đó còn qua lại khách sạn Khánh Nguyên không, có từng gặp ông ấy không? Đặng thông thiên cười nói, tới một lần, đã gặp qua, tiểu tử này vui vẻ đấy, vẻ mặt hồng hào, phỏng trừng bệnh đã khỏi rồi. Tiêu tiên sinh, anh giống thần y vậy, ý chí lại lớn như vậy, tôi lão đặng thật đúng là lần đầu nhìn thấy, khâm phục thật sự. Nói xong, liền vươn ngón tay cái hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đặng đại ca, thời gian dài như vậy rồi, anh còn ở đây nói lời nói khách khí với tôi như vậy. Nói phải, là tôi lão đặng không nên rồi. Nào, nào, uống rượu, uống rượu. Đặng Thông Thiên lại bưng bát rượu lên có lời mời. Tiêu phàm chậm rãi uống sạch rượu mạnh trong bát, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, nói, đặng đại ca, anh lần này đi Khánh Nguyên, nhất định phải chú ý tính tình của mình, không nên cãi vã với người ta. Chúng ta đến xin thuốc chữa bệnh, không nên làm mất hòa khí. Đặng thông thiên lần này tới đây, tướng mạo so với lúc trước có chút bất đồng. Mí mắt nặng chiếu, có ý suy sụp, lông mày hơi cao hơn một chút, giống như mũi tên, đây là điểm báo cho thấy võ miệng là thủ phạm chính gây chuyện thị phi. Hơn nữa, trên trán đặng thông thiên có một nếp nhăn nhập vào chỗ giữa hai mắt, ẩn hàm điềm xấu, thủ phạm chính việc binh đao. Đương nhiên điềm hung này cũng không rõ ràng, chỉ cần cẩn thận để ý, cũng có thể tránh đi điềm xấu, biến nguy thành an. Suy xét đến tính tình của đặng thông thiên vốn cũng không tốt, tiêu phàm liền cố ý thêm pha vài câu chỉ bảo. Đặng thông thiên cười ha hả, nói tiêu tiên sinh, yên tâm đi, tôi lão đặng mặc dù là người thô lỗ, trong giang hồ cũng hai ba mươi năm, chỉ cần người ta không đến chiêu chọc tôi tôi khẳng định nhất định không gây chuyện thực không thèm để ý dáng điệu lại nói tiếp đặng thông thiên mấy năm nay đi ra bên ngoài tình huống người khác chủ động tìm anh ta sinh sự thật sự chính là rất hiếm nhìn cái diện mạo hung thần và thân hình lực lưỡng người bình thường sợ tránh không kịp còn ái dám đi chiêu chọc anh ta chứ lại nói cho dù có người chiêu chọc đặng đại ca cũng lẫm liệt không sợ hồng sa trưởng uy mãnh bá đạo sao lại là hư danh nói chơi được Tiêu Phàm còn nghiêm túc nói, đặng đại ca, lúc này so với bình thường có chút khác biệt. Thuốc khác còn có thể tìm loại thay thế, chân châu nơi biển sâu là thuốc chủ yếu, vị yến đại ca chữa bệnh, cho dù có người trêu chọc anh, cũng phải tận lực nhẫn nhịn. Đem thuốc mang về sớm một chút, bệnh tình yến đại ca sẽ khỏi hẳn sớm một chút. Hắn biết rằng đặng thông thiên không hiểu tướng mệnh học về mệnh lý, cũng vốn không có đem điểm ác trên tướng mạo đặng thông thiên nói ra. Đặng thông thiên miệng mặc dù nói cũng tin mệnh, chỉ sợ trong lòng chưa chắc thật sự tin tưởng. Đối với người không tin số mệnh mà nói, người cùng hắn đàm tướng mệnh, hiệu quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đành phải lấy Yến Tây Lâu bị bệnh tới làm văn, hy vọng Đặng Thông Thiên có thể xem ở Yến Tây Lâu, không nên cãi vã với người ta. Cũng may nếp nhăn trên trán Đặng Thông Thiên không thể hiện nỗi lo phạm binh đao. Bằng không, tiêu phàm chắc chắn sẽ không để anh ta đi thành Khánh Nguyên, thà rằng bản thân mình vất vả, tự đi chuyến này. Thấy tiêu phàm nói trịnh trọng xong, đặng thông thiên liền gật đầu đồng ý, nói yên tâm đi, tiêu tiên sinh, tôi nhớ kỹ lời anh dặn. Tin tưởng không ai sẽ vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi đâu, ở chỗ trần quả, cũng là nơi có quy củ, ở Khánh Nguyên vẫn phải theo quy củ ở đó. Như thế thật sự mà nói, trần của nếu như không có thực lực, giao dịch dược liệu tại khách sạn Khánh Nguyên xa hoa đã sớm xử lý không nổi rồi. Uống được một chút rượu vô cùng sảng khoái, uống sạch sẽ hai bình rượu bắp đặng thông thiên cảm thấy thỏa mãn, cầm toa thuốc tiêu phàm kê, cỡ Iota A Sigma viết thường khoác xuống, như người khoác lên đầu vai, xài bước đi nhanh, ưỡn ngực đi. Thấy tiêu phàm trên trán ẩn hàm vẻ ưu tư, Yến Đông Lâu liền an ủi, yên tâm đi, tiêu tiên sinh, đặng đại ca là người từng trải rồi, không chịu thiệt. Lại nói võ công của anh ấy tốt như vậy, người bình thường cũng không dám chọc vào anh ấy. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói chỉ hy vọng là như thế. Chỉ cần đặng thông thiên phối được đơn thuốc, tiêu phàm cũng liền chuẩn bị rời khỏi Khánh Nam về Kinh Thành. Trường tôn của lão tiêu gia đã biến mất hơn nửa năm, không lộ mặt ở thủ đô, sớm hay muộn sẽ khiến cho người khác hoài nghi nhưng mà sự tình hết lần này đến lần khác không như tiêu phàm dự tính, không phát triển theo chiều hướng tốt mà là hướng xấu nhất trong các chiều hướng dự tính. Dạng sáng ngày thứ ba, đúng lúc tiêu phàm đang nghỉ ngơi, di động bỗng nhiên dồn dập chấn động vang lên. Xin chào, hai hàng lông mày Tiêu Phàm nhẹ nhàng dương lên, cầm điện thoại lên, nhấn xuống nút trả lời. Từ khi tới Khánh Nam ở ẩn, ngoại trừ Tiêu Trạm Tiêu Thiên và Văn Nhị Thái ra ngẫu nhiên gọi điện thoại liên hệ với hắn, hỏi một chút tình hình của hắn gần đây, sẽ không có ai làm phiền nhiễu hắn. Bây giờ sắc trời đã tối, còn có điện thoại gọi đến, Tiêu Phàm có dự cảm không phải là chuyện gì tốt. Chương 98, Đặng Thông Thiên xảy ra chuyện. Xin hỏi là Tiêu tiên sinh phải không? Ta là Trần Quả. Khánh Nguyên Trần lão thất. Trong điện thoại, giọng Trần quả truyền đến, dường như hơi có chút do dự, giọng điệu cũng rất khiêm tốn. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, ông chủ Trần, có phải Đặng Thông Thiên đã xảy ra chuyện hay không? Đúng, Tiêu tiên sinh. Đặng đại ca và người ta đánh nhau, bị thua. Tuy nhiên người yên tâm, người không có việc gì, không nguy hiểm tính mạng. Lúc này đang ở bệnh viện rồi, tôi đã sắp xếp người bảo vệ anh ta. Tuy nhiên Trần Quả giọng điệu càng thêm do dự không dám quyết định. Tuy nhiên cái gì, tiêu tiên sinh, là như vậy, đặng đại ca rất kiên trì muốn viên chân châu Nam Hải kia. Nhưng có một vị khách khác cũng nhìn chúng viên chân châu kia, dẫn đến tranh giành, đánh nhau. Chân châu kia, đặng đại ca không lấy được, anh ta không chịu đi. Anh ta đưa cho tôi số điện thoại của ngài. Đối phương là ai? Tiêu phàm hỏi, giọng có chút lạnh. Đúng, là một vị khách đến từ thiên nam, tương đối mạnh thế. Nghe ý tứ này của Trần Quả, vị khách Thiên Nam này tuyệt đối không phải cường thế mạnh mẽ bình thường. Trần Quả ở thành Khánh Nguyên dù gì cũng có thế lực, lại là bào ca chứ danh. Nhưng nhắc tới người này thì lại rè dặt cẩn thận, có thể đoán được người này có lai lịch to lớn. Người khách từ Thiên Nam tới, Đoàn Thất Tinh hay là Đoàn Khổng Tước? Trần Quả như là thở vào một cái, nói Tiêu tiên sinh, ngài cũng đã từng nghe nói tới cha con Đoàn gia ư? là đoàn khổng tước. Chỉ cần tiêu phàm nghe nói cha con đoàn ra là tốt rồi, khỏi phải trần quả tự mình giải thích lại. Tin rằng tiêu phàm biết người đã thương đặng thông thiên trên giang hồ xưng là tiểu vương gia, đoàn khổng tước, cũng sẽ không trách cứ trần quả. Cha con đoàn gia thiên nam đó là nhân vật cường thế chân chính, nghe nói thủ đoạn phi thường, thế lực to lớn, ngay cả trần thất gia đều phải nhún nhường ba phần. Tiêu phàm thản nhiên nói, ông chủ trần, cụ thể sao lại thế này, ông nói một chút đi giọng điệu bình tĩnh, lại tự có sự uy nghiêm. Là thế này, tiêu tiên sinh. Đêm qua, đoàn khổng tước và đặng đại ca đều tham gia vào hội giao dịch của chúng tôi. Một vị khách từ Nam Quế mang đến một viên chân châu dưới biển sâu hàng trăm năm tuổi, đặng đại ca và đoàn khổng tước đều nhìn chúng viên chân châu kia, không ai nhường ai, liền cãi vã rồi. Trần Quả đem sự việc đại khái nói một lần, tìm từ rất cẩn thận, cố gắng hết mức khách quan, không có ý thiên vị bất kỳ bên nào nói như vậy đặng thông thiên một người hái thuốc bình thường như vậy sức nặng ở trong suy nghĩ của trần quả bất kể như thế nào đều kém uy chấn so với đoàn tiểu vương gia thiên nam nếu đặng thông thiên không phải khách quen của khách sạn khánh nguyên trần của sẽ không dính dáng vào chuyện này tuy nhiên nghe nói đặng thông thiên là được tiêu phàm ủy thác đến trần quả liền lập tức cẩn thận lão ta tuy rằng không rõ ràng lai lịch chính xác của tiêu phàm lắm thế nhưng võ công cao minh khó lường và tài nghệ y thuật như thần thật sự không phải là chuyện đùa, không phải là có thể dễ dàng đắc tội. Cuống chi Trần Quả còn nợ tiêu phàm một ân tình lớn như vậy. Trần thất ra là một người có nghĩa khí, cũng không có thể cứ như vậy đã quên ân đức của tiêu tiên sinh. Nói như vậy, vị khách nam quế kia, vốn là đưa chân châu cho đặng thông thiên, sau khi hội giao dịch giải tán, đoàn khổng tước ngang ngạnh đi theo cướp đi từ trong tay đặng thông thiên ư. Trần Quả nói, đúng là như vậy. Đặng đại ca lúc đưa ra 10 con cá xá lợi linh, đúng lúc vị khách nam quế kia cần, liền đổi chân châu kia cho đặng đại ca. Ta cũng không ngờ, đoàn khổng tước sau khi tan hội đã đi tìm đặng đại ca gây phiền toái. Căn cứ vào miêu tả của Trần Quả, đoàn khổng tước vốn cũng không phải tới là vì cần mua viên chân châu dưới biển sâu kia mà tới, nhưng khi viên chân châu sinh trưởng tự nhiên hàng trăm năm dưới biển sâu này vừa có mặt ở hội giao dịch, lập tức dẫn phát chấn động, khiến cho những người khách một vòng lại một vòng nâng giá cao như thủy triều. Trong chuyện này, chỉ có đoàn khổng tước, vừa vặn vị khách nam quế kia cũng không thiếu tiền, đã nhìn chúng 12 con cá xá lợi linh mà Đặng Thông Thiên mang tới. Loại cá xá lợi linh này cũng coi như là kỳ vật hiếm có ở huyện Khánh Nam, với một số loại bệnh khó chữa, hiệu quả trị liệu như thần. Từ sau khi hướng lão đầu của OK trại lui về ở ẩn, toàn bộ huyện Khánh Nam người có thể câu được cá xá lợi linh cũng chỉ còn lại có anh em Yến ra. Hơn nữa Yến Tây Lâu, có tiếng là, mà điếu, kỹ nghệ câu lại xuất thần nhập hóa hai người huynh đệ đồng loạt ra tay, 12 con cá xá lợi linh liền giao cho Đặng Thông Thiên mang đến khách sạn Khánh Nguyên. Cá xá lợi linh hết sức kỳ lạ, mỗi năm chỉ ăn một lần, qua ngày này, trong vòng một năm không bao giờ sẽ cắn câu nữa. Hơn nữa sau khi câu được, nuôi dưỡng không lâu, nhất định phải làm thuốc càng sớm càng tốt. Thời gian nuôi dưỡng dài, không phải chết mất thì cũng chính là giảm đi công hiệu của dược liệu. Với kỹ nghệ câu của Yến Đông Lâu, cũng chưa bao giờ một lần họ câu quá 12 con cá xá lợi linh. Thời điểm nhiều nhất cũng là một ngày câu được 7 con. Mấu chốt vẫn là Yến Tây Lâu đã cơ bản bình phục, có vị, ma điếu, này ra tay, mới có thể tập hợp được 12 con cá xá lợi linh này. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, 12 con cá xá lợi linh mà Đặng Thông Thiên mang đến, mức độ quý giá cũng không thua kém gì chân châu trăm năm dưới biển sâu mà vị khách Nam Quế mang đến. Đoàn khổng tước trong quá trình đấu giá đứng thứ nhất, cuối cùng lại bị một thằng nhà quê dùng 12 con cá kỳ quái đó đổi lấy chân châu, thể diện của tiểu vương ra bị tổn hao nhiều, lập tức thẹn quá thành giận. Nếu không phải trần quả đích thân ra mặt, chỉ sợ lúc ấy sẽ động thủ ở ngay tại hội giao địch. Trần Thất Gia nếu đã ra mặt thì nhất định phải nể mặt. Cho dù đoàn tiểu vương ra có ngang ngược đến mất, ở trên đất của Trần Thất Gia cũng phải nể mặt mũi chủ nhà. Đoàn gia thiên nam cố nhiên hò hét. Trần Thất Bào ca cũng không phải dễ chọc. Hơn nữa sau lưng Trần Thất gia còn có một vị hoàng tam gia của Sơn Thành ở trên giang hồ uy danh lại ngang hàng với Đoàn Thất tinh đoàn vương gia. Đoàn gia Thiên Nam thật muốn với phát sinh xung đột với Bào ca, thắng bại đặc biệt khó dự liệu. Một điểm mấu chốt nhất là, nếu tất cả mọi người đều là người lăn lộn trên giang hồ, vậy thì càng phải coi trọng quy tắc hội ghiêu dịch tại khách sạn khánh nguyên là bào ca đại lão trần thất gia bảo kê đoàn khổng tước tới khánh nguyên dù sao cũng phải tôn trọng quy củ mà trần thất gia đã định ra ở ngay trong hội giao dịch ngang nhiên cướp đoạt theo lý thì không hợp trần quả cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay ngồi nhìn nhưng khi tàn cuộc ra bên ngoài khách sạn khánh nguyên rồi đó chính là một chuyện khác động thủ ở bên ngoài khách sạn khánh nguyên đoàn khổng tước cũng coi như là đã nể mặt trần của rồi ông chủ trần tuy rằng hội giao dịch đã giải tán lại là phát sinh xung đột ở bên ngoài khách sạn khánh nguyên nhưng làm như vậy dường như cũng không hợp quy củ thì phải nếu đồ vật của khách ở khánh nguyên cũng không bảo đảm thật vất vả mới có được vật đó lại bị người ta ỉ vào cường thế cướp đi hội giao dịch này về sau còn có ai dám đến nữa chứ tiêu phàm thản nhiên nói trần quả lập tức liền hết sức khó xử hạ giọng nói tiêu tiên sinh tôi cũng không biết rằng đặng đại ca là do ngài ủy thác tới bằng không tôi nhất định sẽ cam đoan anh ta an toàn rời khỏi Khánh Nguyên. Bất kể thế nào nói, ông ta nợ tiêu phàm một ân tình lớn như vậy. Đoàn tiểu vương gia đã rời khỏi Khánh Nguyên rồi sao? Vẫn chưa? Hội giao dịch còn mở hai ngày nữa, khách tương đối nhiều. Thuốc mà đoàn khổng tước cần, vẫn chưa phối đủ. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười, nói, vị đoàn tiểu vương gia này thật đúng là quá tự tin. Trần quả trong lòng phát lạnh, vội vàng nói tiêu tiên sinh, như vậy đi, việc này để tôi nghĩ biện pháp nhìn xem có thể khiến cho đoàn khổng tước trả chân châu lại cho đặng đại ca hay không oan gia nên giải không nên kết ông chủ trần ông có nắm chắc tiêu phàm hỏi ngược lại một câu việc này trần quả lại nghẹn lời lại nhớ tới bộ dạng coi trời bằng vung của vị đoàn tiểu vương ra kia trần thất gia thực không có gì nắm chắc có thể thuyết phục gã trả lại chân châu trừ phi ông ta tuyên chế với đoàn gia thiên nam nhưng nếu như vậy hậu quả thực sự quá nghiêm trọng với căn cơ của Trần Thất trên giang hồ và mạng lưới quan hệ chùa ông ta ở tỉnh Ích Đông kia, muốn tự lực đối kháng với đoàn gia thiên nam trên cơ bản thuộc loại tiết tấu tìm đường chết. Trừ phi có thể nhận được sự ủng hộ toàn lực của Hoàng Tam gia Sơn Thành kia. Chỉ có điều, chỉ vì chuyện như vậy mà khiến cho bào ca và đoàn gia thiên nam xung đột toàn diện, chỉ sợ Hoàng Tam gia chưa chắc bằng lòng. Hiện giờ, mọi người cũng không quá quan tâm thích thú chuyện chém chém Giota S Giota S nữa rồi, muốn sự yên bình. Nhiều năm như vậy, không cần nói tới Hoàng Tam gia, mà chính là Trần Thất cũng quá đã quen an nhàn ẩn giật, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng việc này, nếu đã liên quan đến tiêu phàm, muốn cứ như thế trôi qua, chỉ sợ khả năng không lớn rồi. Tiêu phàm tuy rằng ôn hòa nhã nhận, nhưng lại tuyệt đối không phải có thể mặc người gây khó dễ mà mềm như trái hồng tiêu phàm có bối cảnh lớn hay không không nói đến, chỉ riêng, sức chiến đấu, khủng bố của một mình tiêu phàm và vị cô nương kia cũng đã không thể khinh thường. Vì ô dương mộc, trần quả thậm chí triển khai súng, nhưng lại vẫn bị đánh cho thất điên bát đảo, thiếu chút nữa không còn biết phương hướng gì nữa. Tiêu tiên sinh, tôi sẽ cố hết sức. Trần quả khẽ cắn môi, nói. Thật sự không được, chuyện này chỉ có thể mời Hoàng Tam ra tự thân xử lý. Đoàn khổng tước có thể không nể mặt Trần Thất, nhưng trước mặt hoàng tam gia nhất định phải nể mặt tiêu phàm thản nhiên nói ông chủ trần chuyện này sẽ không làm phiền ông nhờ ông chiếu cố thật tốt cho đặng đại ca tôi lập tức đi khánh nguyên ngay tiêu tiên sinh này cứ như vậy đi ông chủ trần tạm biệt tiêu phàm lập tức cúp điện thoại tân lâm đã sớm đứng ở trước mặt hắn thắp sáng đèn bão nhìn hắn với sự quan tâm ở đây là thâm sơn cùng cốc không thể nào có điện tự chuẩn bị máy phát điện rất phiền toái, cũng quá ồn ào, Tiêu Phàm cũng không thích. Dùng đèn báo chiếu sáng là được rồi, hắn cũng không bắt buộc phải lên mạng. Thì ra là những năm gần đây sóng điện thoại di động bao phủ trên diện rộng, bằng không ngay cả điện thoại cũng không có cách nào dùng. Đặng Đại ca đã xảy ra chuyện rồi ư? Tân Lâm nhẹ giọng hỏi. Ừ. Có nghiêm trọng lắm không? Trần Quả nói, không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Nhi, thu dọn hành lý một chút chúng ta lập tức đi Khánh Nguyên, mời Yến đại ca cùng đi. Tiêu phàm phân phó nói. Được, Tân Lâm không hỏi nhiều, lập tức bắt đầu thu dọn hành lý. Hành lý của bọn họ rất đơn giản, chỉ là ít bộ quần áo để thay đổi, còn có một chút đan dược. Một cái dương hành lý liền xong. Lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, một hàng ba người, dưới con mắt lưu luyến của cửu thẩm và Yến Đông lầu ơi khỏi thung lũng. Tân Lâm thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Ở trong này hơn nửa năm, Tân Lâm có chút không nỡ rời xa thiên đường đẹp như tranh vẽ này, cũng không nỡ rời xa cửu thầm. Ba người đi bộ đến tây trại, ở trong trại tìm một xe hơi nhỏ, đi thẳng đến thị trấn Khánh Nam. Không đến 8 giờ sáng, một chiếc xe thương vụ liền chạy nhanh ra khỏi thị trấn, đang chạy trên đường núi đi đến Khánh Nguyên. Chương 99, Đoàn tiểu Vương ra. Hội giao dịch tại đại sảnh trên lầu 12 của khách sạn Khánh Nguyên vẫn đèn đuốc sáng trưng, khách đến rất đông. 80 cái bàn đều ngồi đầy khách. Cái gọi là kế hoạch của một năm vào mùa xuân. Tết âm lịch vừa qua không bao lâu, các thương nhân liền bắt đầu lập kế hoạch kinh doanh trong năm nay rồi. Thường thường lúc này, chính là thời điểm khách sạn Khánh Nguyên bận rộn nhất. Rất nhiều ông chủ lớn thích tới hội giao dịch tại khách sạn Khánh Nguyên, thậm chí sẽ mang theo bằng hữu hoặc là tiểu nữ lại đây mở rộng tầm mắt. Những dược liệu chỉ có thể thấy trong truyền thuyết kia, sẽ thường xuyên hiển lộ thân phận thật ở chỗ này. Nhìn các ông chủ lớn kêu giá trăm ngàn mấy trăm ngàn, đối với gamer lần đầu đến nhà mà nói, tuyệt đối là một loại chấn động. Mỗi lúc thế này, cảm giác ưu việt của khách cường hào cũ hoặc là cao to, đẹp trai, nhà giàu liền tự nhiên phát sinh. Hơn thế nữa, họ tham gia vào hội giao dịch ban đêm, ban ngày có thể đến các nhà thuốc lớn của thành phố mua các loại thảo mộc với số lượng lớn, khoe khoang tài nghệ kinh doanh. Trần Thất Gia có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy, không hổ là kẻ buôn bán thiên tài khó trách kinh doanh càng làm càng lớn. Nếu không phải là bởi vì buổi tối hôm qua phát sinh chuyện, không ngờ đến kia, trong lòng Trần Thất Gia hẳn là rất vui vẻ. Dựa theo tờ đơn thuốc tiêu phàm kê kia uống thuốc hơn nửa năm, độc tố trên người Trần Quả dần dần loại trừ sạch sẽ. Mỗi khi sinh lực phấn chấn, nhìn thấy cô nàng vợ bé như nước trong veo, thì cái đó của người đàn ông lại bị kích động. Cảm giác thực không phải loại thoải mái bình thường, mỗi lần nhớ đến Trần Quả đều thấy cảm kích tiêu phàm ở trong lòng. Nam nhân ôn hòa nho nhã trẻ tuổi này, quả nhiên là trời ban cho lão ta đại quý nhân của Trần Thất Gia. Nhưng bỗng dưng xảy ra sự việc buổi tối hôm qua thật đen đủi. Trần Quả trong lòng thấy chuyện đó thật dối rắm Trần Thất Gia vẫn đứng ở trên hành lang, cúi người nhìn, ánh mắt dừng lại trên người hai vị khách. Hai người đàn ông, đều khá là trẻ. Hoặc là nói, là một người đàn ông, còn một người khác là BD, người đàn ông trong đó chính là đoàn khổng tước. Đoàn khổng tước ước chừng khoảng 30 tuổi, ngày thường ngũ quan cân đối, phòng cánh tay sau eo, dáng người vô cùng tiêu chuẩn, trên mặt các góc cạnh rõ ràng, được coi là là một mỹ nam. Gã mặc trên người một bộ quần áo giản dị, toát lên vẻ trẻ khỏe khôi ngô của mình một cách sống động, sự nam tính toát lên một cách phô trương. Tại hội giao dịch tập hợp toàn ông chủ tai to mặt lớn, bộ trang phục và vật dụng mang theo của đoàn tiểu vương gia đều đủ thể hiện là một kẻ giàu có quyền thế. Với tư cách là con một của Đoàn Thất Tinh Thiên Nam, Đoàn Khổng Tước là người thừa kế duy nhất của đoàn gia. Điển hình nhất là vẻ ngoài cao to, đẹp trai, nhà giàu. Vợ của Đoàn Thất Tinh, mẹ của Đoàn Khổng Tước, đã từng nổi tiếng là đại mỹ nhân của Thiên Nam. Lúc tuổi còn trẻ, được vinh dự gọi là Khổng Tước công chúa. Đoàn Thất Tinh sinh đứa con đặt tên là Đoàn Khổng Tước, rất có thể chính là do nguyên nhân này. Ở cùng Đoàn Khổng Tước là một người đàn ông khác. Trong mắt trần quả thì gã đó chính là một kẻ BD Người thanh niên này so với đoàn khổng tước trẻ hơn, bộ dạng ước chừng khoảng 27-28 tuổi, có khuôn mặt trái xoan, mắt sách, lông mày lá liễu, môi đỏ kiểu diễm, trên mặt tô son điểm phấn, bóng loáng. Ngoài ra, thân hình của gã này còn giống như một con rắn nước, quần áo màu đen bó sát người bó sát lại một cách gắt gao, hiện lên đường cong. Sửa lại một chút với kiểu tóc diêm rúa lập y gờ lơ, trên lỗ tai đeo vào một loạt bông tai, màu hồng phấn, lóng lánh, toát lên là một cô gái. Mười ngón tay thon dài, bôi sơn móng tay đẹp, tay phải đang kẹp điếu thuốc lá, đầu ngón tay vỉnh lê. Phía trên ngực của gã đeo một chiếc vòng cổ bạch kim, mặt dây truyền khảm một viên ngọc trai màu trắng bạc rất lớn, có kích thước bằng ngón tay cái bình thường. Dưới ánh đèn sáng ngời của đại sảnh, chiếu sáng lấp lánh sáng bóng dịu dàng đúng là buổi tối hôm qua đi theo đặng thông thiên giành được viên chân châu dưới biển sâu kia, trong thời gian gần nhất, đoàn khổng tước liền ra công nó thành một sợi dây chuyền, đeo trên cổ, bạn gái. Không sai, tên thanh niên trẻ tuổi kia, chính là bạn gái của đoàn khổng tước. Kẻ trên giang hồ ở mấy tỉnh Tây Nam đều biết tới tiếng tăm hiển hách của tiểu vương gia, đoàn khổng tước, là một tên gai. Nghiêm túc mà nói, đoàn khổng tước hẳn là lưỡng tính, bởi vì anh ta có vợ con đây cũng là điểm mấu chốt để đoàn thất tinh có thể dễ dàng chịu đựng được sự lưỡng tính của con trai. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác là vì đoàn khổng tước đủ âm trầm ác độc, đủ sắc bén, nổi danh trên giang hồ là một nhân vật tàn nhẫn. Cái tên Tiểu Vương Gia này có một nửa nguồn gốc từ cha của gã ta đoàn thất tinh, còn một nửa thì do chính bản thân gã ta đặt. Trần quả lớn hơn đoàn khổng tước mười mấy tuổi, tư tưởng tương đối bảo thủ. Đều là lão đại trên giang hồ, theo ông ta, đoàn khổng tước thật sự quá lộ liễu rồi, quả thực chính là ngang ngược cản rỡ. Lăn lộn giang hồ như vậy, kỳ thật cũng không có chỗ gì tốt. Có đoàn gia thiên nam đoàn thất tinh bao che, các bằng hữu hai phe hắc bạch mấy tỉnh Tây Nam, bình thường đều nể mặt đoàn khổng tước. Chỉ cần gã ta không làm khó thái quá, bình thường đều phải nhịn. Thật sự, đoàn vương gia không dễ đối phó. Đoàn thất tinh nổi danh bao che khuyết điểm. Nhưng tất cả điều này đều thành lập ở một trên cơ sở, đó chính là người ta nể tình. Một khi gặp phải việc không nể tình thì sẽ gặp khó khăn rồi. Đoàn Khổng Tước không sợ gặp khó khăn. Trận long tranh hổ đấu buổi tối hôm qua ở bên ngoài khách sạn Khánh Nguyên kia, Trần Quả tận mắt nhìn thấy. Đoàn Khổng Tước mang đến mấy vị vệ sĩ dũng mãnh kia vẫn chưa ra tay, xuất thủ là Đoàn Khổng Tước và tên đồng tính. Cũng không có động vũ khí. Cặp Huyền Ương và Đặng Thông Thiên giao đấu với nhau, cứng rắn đối chọi Đặng Thông Thiên phá hồng sa trưởng, cướp chân châu về tay mình. Nếu không phải Trần Quả đúng lúc ra mặt can thiệp, Đặng Thông Thiên chỉ sợ không bảo toàn tính mạng. Mặc dù là hai đánh một, nhưng Đặng Thông Thiên dù sao cũng đã rất cao minh không phải sao. Ngay cả Trần Quả cũng thấy bái phục. Cứng đối cứng đem Đặng Thông Thiên quật ngã, cũng coi như rất có bản lãnh, khó trách kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy. Đoàn khổng tước có thể đánh nhau, Trần Quả lại không cảm thấy kinh ngạc con trai của đoàn vương gia, thiên nam dù thế nào cũng phải có chút tài năng chứ. Bằng không đoàn thất tinh căn bản cũng sẽ không cho con mình lăn lộn trên giang hồ, đã sớm lén đưa gã ta ra nước ngoài rồi. Ở trên giang hồ kiếm cơm ăn, nếu không có năng lực mạnh mẽ, đợi đoàn thất tinh ngày nào đó nhắm mắt, đoàn khổng thức cũng sẽ bị người ta ngay cả da lẫn xương đều nuốt vào, mảnh vụn cũng không thừa. Thậm chí đoàn thất tinh còn chưa nhắm mắt xuôi tay, chỉ sợ con trai đã gặp chuyện xấu trước. Mà hiện tại, Đoàn Khổng Tước đang cùng với tên ái nam ái nữ ở trước mắt bao người, không coi ai ra gì dính lấy nhau, liếc mắt đưa tình, khiến rất nhiều khách nhân âm thầm cau mày. Không phải ai cũng đều có thể chấp nhận chuyện bị gay. Hơn nữa hôm nay tới phần lớn là ông chủ, đều là khá lớn tuổi, quan niệm tương đối chính thống, tương đối bảo thủ. Chỉ có điều, lai lịch của Đoàn Khổng Tước thật sự quá lớn, việc liên quan chuyện đã xảy ra buổi tối hôm qua, rất nhiều khách nhân đều nghe nói đến. Nghe nói Đặng Thông Thiên bị người ta đánh, chân châu biển sâu bị đoạt mất, một số khách quen với Đặng Thông Thiên đều vỗ tay tán thưởng. Thật sự tính tình của Đặng Thông Thiên quá thối, các lão khách tham gia hội giao dịch không một ai có ấn tượng tốt đối với anh ta tên khốn cây yêu ta ép này, cũng có một ngày bị người ta giáo huấn. Hả lòng hả dạ quá, tuy nhiên Đặng Thông Thiên bị giáo huấn, không có nghĩa là mọi người có thiện cảm đối với đoàn khổng tước. Đều là cùng một loại người. Trần Quả đã nói rất rõ ràng với đoàn khổng tước, hội muốn tiếp tục tham gia giao dịch, có thể. Nhưng không thể lặp lại chuyện như vậy. Đây là địa bàn Trần Thất Gia bảo kê, không cần biết ngươi là ai, cũng không thể luôn làm náo loạn như vậy. Cho dù là đoàn khổng tước cũng không được. Đoạn nhân tài lộ như sát nhân phụ mẫu. Làm ngơ việc đoàn khổng tước ở ngoài khách sạn mạnh mẽ cướp đoạt, đã là Trần Quả khoan nhượng cực hạn rồi. Đổi lại là người khác, Trần thất gia nhất định khiến anh ta biết đến nơi đến trốn. Đoàn khổng tước tặng Trần quả một nụ cười, nhưng chưa từng hé răng lên tiếng. Có náo loạn hay không phải xem tình huống kia, có đáng giá để náo loạn hay không. Chuyện này bản thân Trần thất gia nói không tính, chính mồm Đoàn tiểu vương ra nói mới tính. Nếu như thật sự đáng để náo loạn, cho dù trở mặt ở ngay trước mắt Trần quả, Đoàn khổng tước cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đoàn Tiểu Vương gia ghét nhất bị người khác xa sầm mặt nói chuyện với mình. Nếu ở Thiên Nam, ở trên địa bàn của Đoàn gia thì Trần Quả cũng nhất định sẽ bị trừng trị. Về phần có hậu quả gì không, Đoàn Tiểu Vương gia mới không cần quan tâm. Có chiêu gì, Đoàn Tiểu Vương gia sẽ tận lực bồi tiếp. Trần Quả đã âm thầm bố trí xong, sự nhẫn nại của ông ta cũng là có hạn độ rồi. Hội đi ao dịch đúng giờ tiến hành lão già tóc bạc mặt hồng hào trông vô cùng tráng kiện chống cây trượng đầu bò, chậm rãi đi về đài chủ trì. Toàn bộ đại sảnh giao dịch lập tức liền trở nên an tĩnh, chỉ còn lại có cây trượng đầu bò đánh xuống mặt đất vang lên tiếng, đạc đạc. Ân chính trung đi tới trước đài chủ trì, hai tay ôm quyền, vái tứ phương, liền đại mã kim đao ngồi xuống, một câu cũng không nói. Lão khách nhân đều biết quy củ của ân lão gia tử. Đối với những khách nhân vừa tới, phía khách sạn sẽ an bài chuyên gia cùng đi giảng giải. Chỉ cần ngươi đi vào đại sảnh giao dịch này, ngươi chính là gia, hưởng thụ hết thảy đãi ngộ của một đại gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho hội giao dịch mà Trần Quả làm càng ngày càng náo nhiệt. Tám người bàn lớn, đều ngồi đầy người. Dựa theo trình tự, hẳn là bàn số một sẽ trước đưa dược liệu mời ân chính chung giám định. Ánh mắt ông cụ liếc qua, lại chỉ thấy đoàn khổng tước giơ tay nắn nắn khuôn mặt, bạn gái, còn tên ái nam ái nữ kia thì dùng cây tăm xiên một miếng hoa quả, đưa vào trong miệng của đoàn khổng tước, vẻ tươi cười ngái ngái không nói ra được, căn bản không thèm liếc nhìn sang bên này một cái. Lông mày của ân chính trung cao có một chút, rồi lập tức rời ánh mắt về phía bản số 2. Hội giao dịch tiến hành đâu vào đấy? Sau khi ước chừng giám định được 40 mấy dược liệu tốt, rốt cục đã tới lượt bàn thứ 80 rồi. Ân chính trung chắp tay, đang muốn tuyên bố kết thúc giao dịch, đoàn khổng tước lại giơ tay lên. Chờ một chút, ông cụ, ta nơi này có ít đồ, muốn mời ông cụ giám định một chút. Ân chính chung hai hàng lông mày lại nhăn lại, cố nén lửa giận, thản nhiên gật gật đầu. Bất kể là lúc nào đoàn tiểu vương ra đều phải biểu hiện gã không giống bình thường, đây cũng là bệnh chung của rất nhiều thanh niên cao to, đẹp trai, nhà giàu. Ân chính chung không muốn chấp nhặt với thế hệ con cháu. Ái nam ái nữ nam hai tay đang cầm cái hộp, đứng dậy, dãy ruộng thân hình như rắn nước, phong tình vạn trùng. Đúng lúc này, cửa chính bằng gỗ lim của hội giao dịch bị người đạp, oanh, một tiếng, bốn gã bảo vệ lão đảo vẫn liều mạng ngăn cản, miệng kêu lên, ai ai, các người không thể đi vào. Người đâu, mau tới đây, có người quấy rối. Lập tức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Bên trong hội trường lập tức xôn xao, bảy tám tên đại hán hung hãn phần phật vây vào. Hai hàng lông mày trần quả chợt nhấc lên. sốt cuộc đã tới chương 100, giáo huấn. Người tới ba nam một nữ, chính là Tiêu Phàm, Tân Lâm, Yến Tây Lâu và Đặng Thông Thiên toàn thân băng bó. Trần Quả biết Tiêu Phàm sẽ đến, chỉ có điều không ngờ Tiêu Phàm đã tới Khánh Nguyên rồi, ngay cả cái bắt chuyện cũng không cho ông ta có cơ hội, liền trực tiếp đến hội giao dịch này. Ở trong đầu Trần Quả, Tiêu Phàm là người cực kỳ nhã nhặn nho nhã. Đặng Thông Thiên bị đánh, ông ta có thể hiểu được sự phẫn nộ của Tiêu Phàm. Chỉ có điều không nói hai lời, liền trực tiếp làm dối, vẫn có chút ngoài dự kiến của Trần Quả. Trần Quả bỗng nhiên ý thức được, kế tiếp xử lý chuyện này vô cùng khó khăn, vượt ra xa khỏi suy nghĩ của ông ta lúc trước. Tiêu phàm không có ý định cùng ai, thương lược cả, hắn phải mặt đối mặt với đoàn khổng tước giải quyết vấn đề này. Tất cả dừng tay, mắt thấy mấy tên tiểu đệ còn đang dây dưa, Trần Quả kịp thời lên tiếng. Nếu hiện tại tiêu phàm rất phẫn nộ, như vậy an toàn nhất chính là tuyệt đối chưa chọc vào hắn. Trần Quả trong lòng rõ như kính, tất cả lực lượng bảo vệ mà ông ta bố trí ở đây đều thực sự không đủ để ngăn cản hai người tiêu phàm và tân lâm. Về phần chuyện động súng, Trần Quả cũng không suy nghĩ. Thứ nhất, triển khai súng chưa chắc dùng được, mấy tháng trước. Tân Lâm đã nắm thực quyền nói rõ đạo lý này với Trần Quả. Thứ hai, cho dù dùng được, sau đó chỉ có thể càng thêm phiền toái. Tầm 10 tên bảo vệ đồng loạt dừng tay, mắt nhìn hành lang, chờ chỉ thị tiếp theo của thất gia tiêu phàm không có chờ đợi, lập tức đi thẳng về phía trước. Tay trần quả trống lan can, nhảy xuống. Khoảng cách từ trên hành lang xuống đại sảnh giao dị trước chừng cao hơn 2 mét. Trần thất ra nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, tư thế tương đối tự nhiên, phóng khoáng lưu loát. Trần quả không kịp đi thang gác nữa rồi. Tiêu phàm không cho ông ta thời gian này. Không ai trầm trồ khen ngợi, vì mọi người đều rất rõ ràng, đêm nay lại có một số việc sắp xảy ra hơn nữa hẳn là có liên quan tới chuyện tối hôm qua, không thấy Đặng Thông Thiên cũng xuất hiện sao. Ba vị này chính là cứu binh hầu tử mời tới. Chỉ là nhìn thế nào, ba vị cứu binh này cũng không phải đáng tin cậy như vậy. Tiêu phàm, hào hoa phong nhã, giống như thư sinh mặt trắng thường thấy trong tivi sức chiến đấu hẳn là rất vụn vặt. Tân Lâm là cô gái liêu yếu đào tơ e ấp. Yến Tây lầu gầy đến ra bọc xương, làm cho người ta không khỏi không lo lắng, đi vài bước anh ta sẽ mệt dã rời ba cái người này thấy thế nào đều không giống như là có thể đánh nhau nhìn tới nhìn lui rõ ràng vẫn là đặng thông thiên băng bó đầy người là có lực chiến đấu nhất đương nhiên đám người lão lục thủ hạ của trần quả còn có mấy vị khách trước kia đã thấy được sự uy thần của tiêu phàm và tân lâm trong đại hội giao dịch lần đó tuyệt không nghĩ như vậy tiêu tiên sinh tân cô nương trần quả vội vã tiến lên nghinh tiến miễn cưỡng gượng cười trong lòng có chút không yên Chuyện của Đặng Thông Thiên, ông ta quả thật làm không đến nơi đến chốn, đương nhiên ông ta không biết Đặng Thông Thiên là do Tiêu Phàm ủy thác đến. Tiêu Phàm khoát tay áo, thản nhiên nói, ông chủ Trần, việc ngày hôm nay, mời ông duy trì trung lập. Chúng ta sẽ không liên lụy tới những người khác. Lòng Trần Quả nặng trĩu. Lời nói này của Tiêu Phàm rất rõ ràng, hắn không có ý định chiếu cố tới thể diện của đoàn Gia Thiên Nam. Nếu Trần Quả nhất định phải nhúng tay, như vậy thì tiêu phàm cũng không có ý định chiếu cố tới thể diện của ông ta. Trần quả rất rõ ràng, có một số người, người không thể thật sự chọc giận họ. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng, nghe ý tứ này, mấy vị đến là vị đoàn khổng tước tôi rồi. Không đợi Trần quả mở miệng, đoàn khổng tước nói chuyện trước, lười biếng vỉnh chân lên bắt chéo, huệ oải khẽ dựa vào sofa, giọng điệu cũng là lờ đờ, liếc mắt nhìn bốn người tiêu phàm, tinh thần càng thêm huệ oải. Ái nam ái nữ nam lắc lắc cái mông, lại trở về ngồi xuống sofa, cười đùa đánh giá cao thấp đám người tiêu phàm, cũng một bộ dạng chẳng thèm để ý. Bốn gã đàn ông vẻ mặt hung hãn đứng ở phía sau sofa lại trở nên khẩn trương, từng tên từng tên thò tay vào túi quần. Mặc dù mấy người tiêu phàm nhìn qua không giống như là có thể đánh nhau này, nhưng có gan trực tiếp tìm tới tận cửa như vậy, dù thế nào cũng là có chút sức mạnh. Cũng không có thể quá phớt lờ nếu chẳng may, tiểu vương gia, ở trong này bị mất mát gì, trở lại thiên nam, chỉ sợ đoàn vương gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Người chính là đoàn khổng tước, tân lâm liếc mắt nhìn gã, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, tuy nhiên tiểu cô nương, tôi phải nhắc nhở cô. Tên đoàn khổng tước này, không phải người nào cũng có thể tùy tiện kêu. Cô có thể gọi ta là đoàn thiếu. Bằng hữu trên giang hồ chiếu cố, cũng gọi ta tiểu vương ra đấy. Người không biết không có tội, lần sau có thể phải chú ý rồi. sai lầm giống vậy, ta không thích người khác ở trước mặt ta phạm hai lần. ta tính tình không được tốt lắm đâu. đoàn khổng tước nước mắt nhìn tân lâm một cái, không mặn không nhạt nói. đối với tân lâm xinh đẹp, không có bất kỳ phản ứng. tân lâm gật gật đầu, chuyển hướng sang tên ái nam ái nữ nam, lãnh đạm nói chân châu giao ra đây. ơ, ờ, tiểu muội tử, người cũng thích viên chân châu này à? Ái nam ái nữ cười hì hì đứng dậy, vươn móng tay nhuộm sơn thon dài, nhẹ nhàng vuốt lên viên chân châu, động tác đặc biệt dịu dàng. Nhưng viên chân châu này, người ta cũng thích ta cũng không cam lòng tặng cho ngươi. Đây là lễ vật khổng tước ca ca tặng cho ta, ngươi muốn ta cũng không có thể cho a. À. Hơn nữa, ta ghét nhất bị loại người như ngươi một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, quá hạnh phúc. Ngươi tại sao có thể hạnh phúc như vậy chứ? Làm người ta mất hứng giọng nói giận hờn ỏn ẻn ỏn ẻn so với một cô gái còn yểu điệu gấp bội. Không ít người giật nảy mình, dùng mình một cái, nổi từng tầng da gà. Hàn quang chợt lóe, ái nam ái nữ nam trong tay xuất hiện một thanh đao xếp, dài chừng hơn 10 cm. Cổ tay của tên ái nam ái nữ xoay tròn, đao xếp trong tay y không ngừng biến ảo đa dạng. Muốn chân châu A, vậy ngươi tới lấy đi. Khổng tước ca ca, ta thật ghét cô ta hay là ta hủy khuôn mặt của cô ta đi nhé, về sau cô ta không thể tiếp tục phô trương khuôn mặt được nữa, được không à? Được, đoàn khổng tước mỉm cười gật đầu. Tiểu muội đừng sợ, ta chỉ nhẹ nhàng vẽ hai đao, không nhiều lắm, rất nhẹ thôi, một chút không đau ái nam ái nữ nam liền đùa bớn đao xếp, chậm rãi đi về phía tân lâm, mang theo bộ mặt tươi cười, yêu khí bốn phía. Trần quả không kìm nổi muốn nhắm mắt lại. Ông ta thật sự không đành lòng xem chuyện sắp xảy ra kế tiếp ông ta cũng biết mình không có cách nào ngăn cản kết quả này xảy ra, bất cứ kẻ nào đều không ngăn cản được. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể tránh, tự gây nghiệt không thể sống. Trần quả đương nhiên không có nhắm mắt lại, trần thất ra thần kinh không đến mức yếu ớt như vậy. Hàn quang lại một chợt lóe. Sau đó, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy đao xếp bỗng nhiên bay lên trời, kế tiếp chính là tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng. Trần quả có thể khẳng định, cánh tay phải cầm đao của ái nam ái nữ kia đã bị nát từng tấc một không phải bẻ gãy mà là dập nát đại sảnh giao dịch lớn như vậy bỗng nhiên vang lên tiếng sói chu rất nặng rất khàn khàn giống như sau khi sói đói bị cắt đứt cột sống liền kêu gào thảm thiết vậy thật sự làm cho người ta rất khó tin âm thanh này và cái giọng nũng nịu ổn ẻn vừa rồi kia là cùng phát ra từ miệng của cùng một người tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại đoàn người thấy hoa mắt, tên ái nam ái nữ nam đã lao đầu vào sofa, tiểu yêu trong chiếc quần bó sát người liền cao cao. Đến lúc này, đao xếp bay lên giữa không trung mới rớt xuống. Tân lâm vùng tay quét ngang, vùng đao xếp cắm vào cái chỗ cao cao trong quần kia của tên ái nam á nữ, lưỡi dao hơn 10 cm, tất cả đều cắm vào, một chút cũng không lộ ra. Ái nam ái nữ nam không có phát ra một chút tiếng động. Lúc bị tân lâm nhét vào sofa, gã đã sớm đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhìn chuôi đau không rung nữa, Trần Quả bỗng nhiên liền tỉnh ra. Vị trí đau này cắm vào, vẫn là lệch một chút. Nếu như gần về trung tâm mấy cm, phỏng chừng y sau này không thể làm bạn gái của khổng tước ca ca nữa. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mắt nhìn chằm chằm. Nhưng đại bộ phận người đều căn bản không nhìn thấy rõ ràng quá trình, dường như tất cả đều là xảy ra trong nháy mắt, khiến bao người hoa mắt chóng mặt về phần ái nam ái nữ nam mới vừa rồi còn ngang ngược càn dơ tới cực điểm đã hôn mê bất tỉnh chỗ bị cắm dao nhỏ không một tiếng động còn viên chân châu vốn đeo trên cổ y đã nằm trong tay tân lâm đàn bà thối người thật đúng là dám làm tới ư đoàn khổng tước giận tím mặt giả bộ không được nữa rồi chân vừa nhấc chiếc bàn trà màu đen đá cẩm thạch nặng nề ở trước mặt liền nhàn nhã bay lên phong thanh gào thét phi thẳng về phía tân lâm đồng thời đoàn tiểu vương ra phi thân lên hung tợn đánh về phía tân lâm ngũ quan đoàn chính bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo thành một tấm mặt quỷ ác khí bốn phía mấy động tác mau lẹ gọn gàng bàn trà bằng đá cẩm thạch nặng hơn khoảng chừng mấy chục cân đoàn khổng tước vừa nhấc chân liền bay lên sức mạnh trên đùi thật sự không phải là nhỏ hô một tiếng sấm gió mãnh liệt dường như toàn bộ đại sảnh giao dịch đều lâm vào tối sầm lại yến tây lâu đánh ra một trường bàn trà bằng đá cầm thạch trong nháy mắt bị đánh chúng chia năm xẻ bảy mảnh vỡ bắn ra bốn phía yến tây lâu có chết cũng không giảm lực thân thể trong không trung đoàn khổng tước chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nghênh diện đánh tới trong phút chốc không thể hít thở sắc mặt của đoàn khổng tước lập tức liền thay đổi bất chấp công kích của tân lâm hơi thở trong đan điền trong nháy mắt đều được điều động đem hết toàn lực song trưởng xuất ra nghênh đón trong lúc này gã thật sự không kịp ra chiêu rồi chỉ có thể cứng đối cứng. Hơn nữa gã biết rõ, đơn trưởng lực tuyệt đối ngăn cản không nổi lực lớn giống như rời non lấp biển này. Thủ hạ lưu tình, lại vào lúc này, một giọng nói hùng tráng chợt vang lên ở chỗ cửa lớn. Một vị nam nhân trung niên xài bước vào cửa, vừa vặn thấy một màn như vậy, lập tức biến sắc, bật thốt lên. Đáng tiếc đã muộn, đoàn khổng tước kêu to một tiếng, lại là một trận thanh âm xương cốt vỡ vụn, gãy nghe cái rác một chùm mưa máu phun ra giữa không trung phù phù một tiếng đoàn khổng tước ngã vào bên trong sofa cả người mềm nhún hộp từng ngụm máu ra bên ngoài kỳ quái là sofa kia lại không chút sứt mẻ ngũ lôi trưởng cũng không phải là dương cương lộ tử thuần mà là nội ngoại kiêm tu yến tây lâu đối với khống chế lực trưởng đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm chỉ đánh bại đối thủ không làm thương tới người vô tội người đàn ông trung niên to lớn mạnh mẽ vừa mới vào cửa nhìn thấy tình hình này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người vẻ mặt vẻ kinh ngạc mãi cho đến lúc này bốn gã vệ sĩ của đoàn khổng tước mới hồi phục lại tinh thần vội vàng hấp tấp móc súng ra đột nhiên cùng nhau kêu lên thảm thiết trên cổ tay mỗi người đều cắm một thanh diệp tiểu đao hàn quang bắn ra bốn phía tình hình giống y như lão lục bọn họ lúc trước gặp phải có súng cũng không thể cam đoan trăm phần trăm thắng lợi bởi vì nhiều khi căn bản không có cơ hội móc khẩu súng ra. Nhìn thấy người đàn ông trung niên to lớn mạnh mẽ, Trần Quả lập tức thở vào một hơi dài, đi nhanh tới tiếp đón. Audio điện tử võ tấn bền chương 101, Đại Bào Ca Tam gia Trần Quả đi tới trước người đàn ông trung niên to lớn mạnh mẽ, hành lễ một cách cổ quái, thấp giọng kêu lên. Lại nhìn đám người lão lục, cả đám một hơi cũng không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên vạm vỡ, vừa kính sợ lại vừa ngưỡng mộ, còn thiếu mỗi dập đầu xuống đất bày tỏ sự sùng bái thôi. Người đàn ông trung niên vạm vỡ kia chừng mắt nhìn ông ta một cái, thấp giọng quát nói, làm cái gì vậy? Tỏ ý rất trách cứ. Trên mặt nhiều vị khách lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt. Bọn họ đương nhiên biết địa vị của Trần Quả Trần thất ra ở thành phố Khánh Nguyên này, cho dù là bí thư thành ủy hay là chủ tịch thành phố Khánh Nguyên cũng không dám tỏ vẻ ta đây trước mặt Trần Quả người đàn ông trung niên cường tráng này chẳng lẽ là lãn đạo mới trong tỉnh sao nhưng người trần quả xưng là tam gia dường như lại không giống người trên quan trường Ta biệt chỉ có dân giang hồ chính hiệu mới mơ hồ đoán được thân phận của người đàn ông trung niên to lớn mạnh mẽ này trần của mặt lộ vẻ xấu hổ hạ giọng nói rất xin lỗi tam gia đều là tôi làm hỏng rồi tam gia vừa hừ nhẹ một tiếng không để ý đến trần thất nữa đi nhanh tới chỗ tiêu phàm cao giọng nói tiêu tiên sinh xin chào tôi là hoàng bân ở sơn thành mặc dù vẫn chưa cố ý khoe ra toàn bộ đại sảnh giao dịch vang lên tiếng lâm dâm mơ hồ khí chất của vị hoàng tam gia này tràn đầy có thể thấy được rõ ràng tiêu phàm hơi hơi kho người đáp lễ nhẹ nhàng nói hoàng tam gia ngưỡng mộ đại danh đã lâu những người khách lại một lần cất lên tiếng hô kinh ngạc có thể đến khách sạn khánh nguyên tiến hành giao dịch trung quy cũng không phải người thường đa số đều kinh nghiệm giang hồ rất phong phú. Hoàng Bân Sơn Thành và Hoàng Tam Gia vừa gọi, làm sao còn có thể không đoán ra được thần thánh phương nào chứ? Hoàng Tam Gia Sơn Thành là tổng đà chủ của Kha Lão Hội, Ba Thục, Sơn Thành, đại thủ lĩnh ba tỉnh miền Đông Bắc. Trên giang hồ, thanh danh hiển hách, lỗi lạc không hề kém đoàn thất tinh, đoàn vương gia. Việc này càng lúc càng lớn, ngay cả Hoàng Tam Gia cũng kinh động, tự mình đích thân đi đến thành phố Khánh Nguyên đáng tiếc là vẫn muộn một bước. Không dám nhận, với người ưu tú như tiêu tiên sinh, hư danh của kẻ giang hồ Hoàng Bân này tính là gì chứ? Đôi mắt hổ tinh quang của Hoàng Bân lóe lên, không ngừng đánh giá tiêu phàm, trong đầu âm thầm kinh ngạc. Người thanh niên này bệnh, không giống như là giả vờ. Ánh mắt Hoàng Tam ra là thế nào chứ? Như thế nào mà ở trong điện thoại Trần Quả lại đem người này miêu tả thành đại cao thủ đẳng cấp số 1? nhưng thật ra nam nhân cao gầy bên cạnh ông ta kia thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh một trưởng uy lực ngay đến hoàng tam gia thấy đều thất kinh đi lại giang hồ nhiều năm như vậy hoàng tam gia gặp qua nhiều cao thủ so với người khác có thể tưởng tượng đến còn cao hơn nhiều ngay cả tính gộp hoàng tam gia ở bên trong cũng chỉ có ít người có thể cùng sánh vai mà thôi đoàn khổng tước không biết trời cao đất rộng găng tiếp cận đối đầu đó là vội vàng muốn chết nhanh tiêu phàm này có khả năng cứng rắn như vậy khẳng định bản thân cũng có chỗ hơn người, Trần Thất ở trong điện thoại hẳn không phải là lời tuyên bố dối gạt người. Tiêu Phàm lại khẽ gật đầu. Tên ái nam ái nữ đang nằm liệt trong lòng đoàn khổng tước trên ghế salon thân người nâng lên khó khăn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, hừ lạnh nói, Hoàng Tam gia, đây chính là quy củ của nhà ngươi. Hoàng Bân quét mắt qua một cái, kêu lên một tiếng trầm đục, lạnh lùng nói, nhóc con, cho dù là cha ngươi đoàn thất tinh ở trước mặt ta cũng không thể nói như vậy người nghĩ ngươi là cái thá gì? Câm miệng! Không đợi đoàn khổng tước mở miệng, hoàng tam ra liền chắp tay âm điệu lên cao cất giọng nói các vị thật xin lỗi quấy rầy việc làm ăn của mọi người hoàng tam xin nói lời xin lỗi các vị ở đây mời tất cả mọi người trước tiên về phòng nghỉ ngơi hội giao dịch ngày mai lại tiếp tục chi phí các vị ở khách sạn tối nay đều tính ở trên đầu hoàng tam thật ngại quá xin thứ lỗi. Hoàng Tam gia quả là biết lễ nghĩa. Tam gia, đúng là hảo hán. Lập tức một hồi âm thanh gào thét vang lên. Hoàng Tam gia lại chắp tay làm lễ, mỉm cười đáp tạ. Người trong giang hồ, bất kể địa vị cao bao nhiêu, nhất định phải tuân thủ quy củ. Trần quả nếu đã mở ra chỗ này, phải có nghĩa vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách. Đêm nay đã xảy ra vụ gờ yêu ta người như vậy, về tình về lý, đều phải nói lời xin lỗi, bày tỏ thành ý. Như vậy mới có thể tiêu tan ảnh hưởng xấu, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Trần Quả là nhân vật tai to mặt lớn, Hoàng Tam ra thay mặt ông ta cam kết, cũng là thêm chút thể diện. Ở đây có rất nhiều người đã nghe nói qua về tiếng tăm của Hoàng Tam gia Sơn Thành, chỉ có điều là vẫn chưa tận mắt nhìn thấy phong thái Tây Nam hào hoa của ông ta, hiện giờ đã được tận mắt thấy. Một người đàn ông mạnh mẽ quyền thế, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vì thế của đại lão ba tỉnh vừa nói mấy câu, sôi nổi hẳn. Trần Quả cũng không phải ngồi không, liền lập tức tổ chức nhân viên phục vụ khách sạn, dẫn những người khách đi ra ngoài, kín đáo dặn dò lão Lục, tối nay có thêm các tiết mục cho những người khách ở đây, mặc kệ chi phí của khách hết bao nhiêu, đều do khách sạn chi trả. Tóm lại phải tận lực làm hài lòng yêu cầu của khách. Trần Thất gia cùng với bảng hiệu khách sạn Khánh Nguyên cũng không thể để bị đập vỡ. Lão Lục ngầm hiểu, liên tục gật đầu ông ta là tổng giám đốc của khách sạn khánh nguyên năng lực cũng rất tốt hơn nữa việc đốt tiền mà không phải chính mình thanh toán đổi lại là kẻ trộm cũng có thể làm tốt được rất nhanh đại sảnh giao dịch liền trống rỗng khách đi hết không còn một mống nhân viên phục vụ bình thường cũng đều rời khỏi đại sảnh chỉ còn lại có vài kẻ thân tín của trần của cùng hai tên tùy tùng của hoàng bân dẫn theo tiếng người ồn ào nơi đại sảnh bỗng nhiên yên lặng hẳn sắc mặt của hoàng bân trầm xuống Trừng mắt nhìn đoàn khổng tước vẫn còn không phục, lạnh lùng nói, nhóc con, cha ngươi dạy ngươi ra sao? Dù là không cùng một phe, đều có quy tắc, ngươi từ phía nam chạy đến đây gây rắc rối với người của Hoàng Tam ta, có phải cho rằng không ai có thể thu phục được ngươi không? Ngươi không tuân theo quy củ như vậy, ngươi có mấy cái mạng chứ? Chuyện này, ta sẽ cùng cha ngươi đoàn thất tinh làm rõ ràng. Đoàn khổng tước không ngừng ho khan, máu tươi trên khóe miệng vẫn dỉ ra bên ngoài, cũng không có khí lực ra mồm nữa chỉ là ánh mắt kia, xẹt qua trên người Hoàng Tam, nhìn gắt gao vào trên mặt tiêu phàm. Đả thương anh ta chính là Yến Tây Lâu, đả thương, bạn gái, anh ta chính là Tân Lâm, tiêu phàm từ đầu đến cuối, thậm chí cũng chưa cùng anh ta nói câu nào. Tuy nhiên rõ ràng tiêu phàm mới là lãnh đạo của đám người này, anh ta nhất định phải nhớ thù này cho tiêu phàm. Tiêu phàm tự cũng hiểu được tâm tư của anh ta, thản nhiên nói, đoàn khổng tước, ta tên tiêu phàm, từ thủ đô tới đặng đại ca đặng thông thiên là bằng hữu của ta viên chân châu biển sâu này là ta ủy thác anh ta đến khánh nguyên để đổi lấy chị bệnh cứu người người nếu vẫn không phục chờ sau khi ngươi lành lại có thể đến thủ đô tìm ta cũng có thể mời cha ngươi đoàn thất tinh tới tìm ta nhưng ta phải nhắc nhở ngươi bất kể là ai mình gây chuyện phải tự chịu trách nhiệm ta không thích gờ yêu ta ít người nhưng không có nghĩa ta tuyệt đối không gờ yêu ta ít người giọng nói vẫn bình tĩnh như trước không có chút mãnh liệt nào. thế nhưng loại thần thái không thèm để ý chút nào này vẫn ký bản quyền tê ý bản quyền đoàn khổng thước thật sâu. bởi vì tiêu phàm không chỉ không thèm để ý đến anh ta, ngay cả bố anh ta đoàn thất tinh, thậm chí toàn bộ đoàn gia thiên nam cũng không thèm để ý. tiêu phàm không có bất kỳ lời nói khinh miệt nào, càng không có giọng điệu khinh thường, kiểu không thèm để ý này lại được biểu hiện rõ ràng. thậm chí ngay cả hoàng bân cũng ngấm ngầm cau mày càng thêm có chút tò mò về lai lịch đích thực của Tiêu Phàm. Được, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi." Đoàn Khổng Tước cắn răng, gần như là từng chữ từng chữ từ trong miệng vé ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, vẫn không thèm để ý chút nào. Tân Lâm lạnh lùng nói, "Lần sau nếu ngươi còn mang theo cái tên người yêu kia, ngay cả người ta cũng sẽ khiến cho tàn phế." Khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười. Bình thường, Tân Lâm rất ít nói chuyện với người khác càng rất ít nói những lời ác độc như vậy, bình thường cô đều trực tiếp động thủ. Nhưng do chịu ảnh hưởng bởi quan niệm quảng tích âm công của Tiêu Phàm và quy tắc của vô cực môn, nên Tân Lâm ra tay đều có chừng mực. Lúc này cố ý nhắc nhở đoàn khổng tước, có thể thấy được Tân Lâm thật sự rất không ưa đoàn khổng tước, đồng tính lại càng không quen loại tình hình này. Dẫn bọn họ đi bệnh viện, thu súng, để đoàn thất tinh tới tìm ta. Hoàng Tam ra quay đầu nhìn Trần Thất nói: Trần Quả gật gật đầu. Lão Lục lập tức dẫn nhân viên khách sạn tiến lên, muốn khiêng đoàn khổng tước đi. Tránh ra, lão Lục tay vừa mới chạm vào cánh tay của đoàn khổng tước, đoàn khổng tước liền quát khẽ một tiếng, đẩy tay của lão Lục qua một bên, cắn răng một cái, ra sức một cái, đứng thẳng người, sắc mặt vốn tái nhợt trong nháy mắt nổi lên đỏ sẫm, đứng thẳng nơi đó run run. Hai hàng lông mày của Hoàng Bân nhíu lại. Thằng nhãi con này vẫn rất bướng bỉnh. Tuy nhiên cũng không kỳ quái đoàn khổng tước càn quấy như thế nếu việc này đặt trên đầu hoàng bân chỉ sợ sớm đã cắt đưa chân đoàn khổng tước rồi đoàn thất tinh lại là một kẻ nuông chiều dung túng con sự bao che khuyết điểm của đoàn thất tinh e là có liên quan đến tính tình ngang ngược này của đoàn khổng tước dù sao đó chính là con một của đoàn thất tinh sao có thể thật sự đánh gãy hai chân của gã ta chứ chẳng qua là đoàn khổng tước hiện đã bị thương nặng lại cứng đầu như thế này tất nhiên tổn thương sẽ càng thêm nặng hơn nếu thật sự bị chết ở thành phố Khánh Nguyên, chỉ sợ đoàn thất tinh nhất định sẽ không để yên cho Trần Quả. Hoàng Bân dĩ nhiên không sợ trở mặt với đoàn thất tinh, nhưng đoàn Gia Thiên Nam thật sự không phải là vừa. Nếu tuyên chiến, trong khoảng thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại được. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ khắp nơi ở Tây Nam đều phải gió tanh mưa máu rồi. Trần Quả thật vất vả mới gây dựng được một mảnh cơ nghiệp như vậy ở thành phố Khánh Nguyên, không nói hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng ít nhất cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Dù sao cái trần quả làm chính là làm ăn kinh doanh, nếu ngay cả sự an toàn của tất cả khách hàng và nơi giao dịch cũng không bảo đảm được, vậy thì những thương gia buôn thuốc quý lớn sao có thể dễ dàng mạo hiểm chứ? Đoàn Khổng Tước môi mím thật chặt, chịu đựng bước từng bước một ra bên ngoài, ánh mắt vô cùng oán hận. Hoàng Bân lắc đầu, vừa nhấc tay, nhẹ nhàng một trường cắt trên cổ anh ta, Đoàn Khổng Tước lập tức liền hôn mê bất tỉnh trần quả khẩn trương duỗi tay vịn chặt anh ta lập tức kêu đám người lão lục khiêng đoàn khổng tước đi ra ngoài hoàng bân lần này nhanh như điện không cần nói đoàn khổng tước vốn đã bị thương nặng cho dù gã ta có khỏe mạnh phỏng chừng cũng rất khó tránh được khóe miệng tiêu phàm lại hiện lên một chút ý cười hoàng tam giao uy trấn tây nam danh chấn giang hồ trèo lái giỏi quả nhiên danh tiếng thực sự lừng lẫy Mấy tên thân tín khác của Trần Thất Gia lại ba chân bốn cẳng nâng cái tên ái nam ái nữ trên ghế sofa kia đi, tên ái nam ái nữ nam sớm xanh cả mặt, hôn mê bất tỉnh, cả cánh tay phải buông thõng xuống. Có lẽ cánh tay này đã hoàn toàn bị tàn phế rồi. Cho dù có thể chữa khỏi, nhiều lắm thì chỉ có thể cầm đũa ăn cơm, nếu muốn chơi đao, đó là điều không thể. Có thể giữ lại một cái mạng, đã tính là vận may rồi chương 102, quan hệ bà con bạn bè của đoàn gia ở Thiên Nam đại sảnh giao dịch thật là vắng vẻ. Đại sảnh hơn 1000 mét vuông, đèn đuốc sáng trưng, mấy người đứng lẻ loi, lộ ra vẻ vô cùng chống trải. Hoàng Bân chuyển hướng sang Tiêu Phàm, thản nhiên nói: "Tiêu tiên sinh, đoàn khổng tước ngang ngược càn rỡ, đúng người đúng tội." Tuy nhiên Tiêu tiên sinh hôm nay xử lý như vậy, bên này lão thất ảnh hưởng rất lớn à? Cũng là có ý trách cứ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói. Hoàng Tam gia, đoàn khổng tước bị như thế là đáng đời, tuy nhiên ông chủ Trần cũng không có làm tròn nghĩa vụ của mình. Đặng Thông Thiên là khách hàng của hội giao dịch khách sạn Khánh Nguyên, vừa ra khỏi khách sạn liền bị người ta đánh bị thương, cướp đi hàng hóa đổi được ở trong hội giao dịch, nói tay anh chị Trần lão thất này chưa hoàn thành tròn nghĩa vụ, cũng không xem là oan uổng. Một khi đã như vậy, cùng lúc Tiêu Phàm đang chừng trị đoàn khổng tước, quấy rối một chút thế cục của Trần Quả, khiến ông ta cũng bị chút thiệt thòi, cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng Bân gật gật đầu, nói: "Việc này lão thất cũng quả thật làm không chu đáo." "Lão thất, xin nhận lỗi với Tiêu tiên sinh." Trần Quả vội tiến lên trước, chắp tay hướng về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt xấu hổ, nói: "Tiêu tiên sinh phê bình rất đúng, tôi không có làm hết nghĩa vụ của người bản địa, hổ thẹn hổ thẹn. Đặng đại ca, rất xin lỗi." Lại chắp tay hướng về Đặng Thông Thiên, Đặng thông thiên, hừ, một tiếng, nói. Là đặng thông thiên tôi tài nghệ không giỏi, đánh không lại người ta, trách ngươi làm gì. Đừng nhìn Yến Tây Lâu và Tân Lâm vừa ra tay, liền đánh cho đoàn khổng tước và tên ái nam ái nữ răng rơi đầy đất, nhưng hai cái người này cũng là có công phu thật đấy. Hai người hợp lại, đặng thông thiên liền đánh không lại. Nhìn thấy Tân Lâm và Yến Tây Lâu ra tay, đặng thông thiên cũng là vừa sợ vừa nể phục. Nhất là Yến Tây Lâu, hai người cùng sống trong một làng có hàng rào bao quanh nhiều năm như vậy, anh ta còn là bạn rất thân với Yến Tây Lâu, vẫn không hề biết Yến Tây Lâu võ công cao cường như thế. Tiêu Phàm nói qua với anh ta về việc này, Đặng Thông Thiên cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Cho đến lúc nãy, tận mắt nhìn thấy Yến Tây Lâu tung ra ngũ lôi trưởng thần uy, lúc này cuối cùng mới một mực tin. Hèn chi lúc đó, Tiêu Phàm nói may mà Yến Tây Lâu là kẻ điên văn, nếu như là kẻ điên võ, cả làng phía Tây đều bị gặp họa. Trần Quả vẻ mặt càng thêm xấu hổ. Hoàng Tam ra trách cứ ông ta làm việc không chu đáo, ông ta không có lời nào để nói. Quả thực đoàn gia ở Thiên Nam rất không dễ đối phó, trong mắt Trần Quả xem như là một người làm ăn, suy xét sự tình không được toàn diện lắm. Tiêu Phàm cho ông ta một bài học ngay trước mặt như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Trần Quả đã xin lỗi, sắc mặt Hoàng Bân trở nên ôn hòa, cười ha hả nói. "Tiêu tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện." tiêu tiên sinh và các vị bằng hiếu ở xa tới đây đều là khách, hoàng tam tôi mời mọi người cùng ăn đêm, rất hân hạnh được ngài đồng ý. Việc hôm nay, đánh cho đoàn khổng tước thành như vậy, đoàn thất tinh bằng lòng sao? Tiêu phàm cho dù đã nói rõ với đoàn khổng tước, nếu không phục, cứ việc đến thủ đô tìm hắn. Nhưng thủ đô xa như vậy, ích đông lại là láng giềng với thiên nam, gần trong gang tắc, đoàn thất tinh rất có thể sẽ đi tìm trần quả trước. Bất kể như thế nào, phải làm rõ lai lịch của tiêu phàm rồi hãy nói. Hoàng Tam gia không sợ việc, nhưng cũng không muốn vô lý vô cớ mà rước họa vào thân. Có thể chịu tiếng xấu thay cho người khác, tuy nhiên cũng phải xem tiếng xấu này có đáng hay không. Tiêu phàm hiểu được tâm tư của Hoàng Bân, cười nói. Vậy thì cảm ơn Hoàng Tam gia rồi. Trần Quả lập tức nói. Tam gia, mời, tiêu tiên sinh, mời. Ông ta gọi điện cho Hoàng Tam gia, chỉ là nói rõ một chút tình hình dù sao không thể coi thường lai lịch của đoàn khổng tước tiêu phàm dường như cũng không phải loại lương thiện có khả năng xảy ra xung đột lớn báo cáo với đại ca một tiếng đó là nghĩa vụ cơ bản nhất của tiểu đệ phải làm không ngờ hoàng tam gia lại đích thân từ sơn thành chạy tới đủ thấy tam gia đối với ông ta rất tốt chỉ cần hoàng bân tới khánh nguyên liền cho thấy chuyện này là hoàng tam gia đích thân chấp nhận bất luận cuối cùng xử lý như thế nào trần quả đều đã có dự liệu cho dù tuyên chiến toàn diện với đoàn gia ở Thiên Nam, có Hoàng Tam gia chống lưng, cũng không có gì phải sợ nữa. Rất nhanh trong một phòng nhỏ của nhà ăn tầng 2 khách sạn Khánh Nguyên, dọn ra một bàn tiệc rượu. Hoàng Tam gia nói rõ là mời tiêu phàm ăn khuya, bàn tiệc này sẽ không dâng lên các món chính, dâng lên đều là đồ điểm tâm đậm hương vị của vùng Tây Nam. Đồ điểm tâm do đầu bếp chính của khách sạn làm, thật ra không ngon lắm, hình thức đẹp mà thôi. Muốn ăn đồ điểm tâm mang hương vị chính cống, nhất định phải đến quầy hàng lớn. Cũng may Hoàng Bân mời ăn khuya, cũng chỉ là lý do, trong lúc này, ai để ý ăn gì uống gì chứ. Trần Quả Đích thân dâng rượu cho mọi người, rượu lại là rượu ngon, rượu mau đài lâu năm. Hoàng Bân nâng chén rượu lên, nói với tiêu phàm. Tiêu tiên sinh, các vị, cùng cạn một ly. Không có nâng cốc chúc mừng, cũng không có tên gọi gì. Chỉ chạm ly như vậy. Tiêu tiên sinh, xin thứ lỗi cho tôi trí nhớ tôi, vị huynh đệ này sử dụng hình như là ngũ lôi trưởng. Ánh mắt của Hoàng Bân dừng ở trên người Yến Tây Lâu. Từ đầu đến cuối, Yến Tây Lâu không có nói câu nào, hết thảy chỉ nghe lệnh tiêu phàm. Lúc Tân Lâm xử lý tên ái nam ái nữ, Hoàng Bân chưa vào, một trưởng kia của Yến Tây Lâu thật sự đã khiến cho Hoàng Bân chấn động không nhỏ. Tuy nhiên ngũ lôi trưởng mai danh ẩn tích đã mấy chục năm trên giang hồ, dù là Hoàng Bân phiêu bạt giang hồ nhiều năm, thấy nhiều biết rộng, cũng có chút không nắm chắc. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Hoàng Tam gia, có con mắt tinh tường, Yến Đại ca luyện chính là ngũ lôi trưởng, Yến Đại ca có bệnh trong người, không thể nói chuyện, mong Hoàng Tam gia và ông chủ trần thứ lỗi. Lần này tôi mời Đặng Đại ca đến Khánh Nguyên để đổi chân châu biển sâu, cũng là để chữa bệnh cho Yến Đại ca. Hả, Yến Tiên sinh bị bệnh gì? Hoàng Bân hứng thú. Một người bệnh, lại còn có thể tung ra ngũ lôi trưởng phi phàm bá đạo như vậy. Tiêu Phàm nói. Yến đại ca 10 năm trước chúng khí độc, hiện tại vẫn chưa loại bỏ sạch độc tố còn sót lại. Khí độc, Yến tiên sinh cũng là người hái thuốc. Đúng, Hoàng Bân gật gật đầu, không có truy đến cùng, chuyển hướng đến Đặng Thông Thiên, nói. Đặng tiên sinh, vết thương của anh không sao chứ? Đặng Thông Thiên kêu lên một tiếng buồn bực, nói. Tổn thương da thịt, không có vấn đề gì lớn, cảm ơn Hoàng Tam gia quan tâm. Đặng Thông Thiên cũng không phải là một người nhiều lời, hơn nữa tính tình rất không tốt. Đây vẫn là nhìn vào thân phận của nhóm bào ca tổng Đà Hoàng Bân, bằng không đến nói cũng chẳng thèm nói. Đặng thông thiên cả đời này, chưa từng xấu mặt đến như vậy. Tuy nhiên đoàn khổng tước và tên ái nam ái nữ, cùng với bọn thủ hạ của họ thực sự có chút công phu thật, nhất là võ thuật gia truyền của đoàn khổng tước, rất khó chống lại. Hoàng Bân cũng không so đo với thái độ của đặng thông thiên, có được địa vị thân phận như hiện tại, sớm đã không vì một câu nói của người khác mà vẻ mặt tức giận bao ca tổng đà không chỉ là đánh đơn giản như vậy. Không có chỗ hơn người, làm sao có thể quản lý anh em trên giang hồ ba tỉnh chứ? Tiêu tiên sinh, không biết anh trước đây đã từng quen biết với đoàn thất tinh không? Hoàng Bân trầm ngâm hỏi. Nghe đại danh đã lâu, chưa từng gặp mặt. Hoàng Bân gật gật đầu, nói. Tiêu tiên sinh, đoàn thất tinh người này cũng coi như là người đàn ông tốt, tuy nhiên có một tật xấu, chính là đặc biệt bao che khuyết điểm hơn nữa đoàn thất tinh rất sĩ diệt lần này sợ là sẽ không cam tâm như vậy con trai độc nhất của mình gần như bị người ta đánh chết đoàn thất tinh nếu như còn có thể nén giận vậy thì thật sự có chút xin lỗi tên tuổi đoàn vương gia ở thiên nam to vật vã này tiêu phàm mỉm cười nói đoàn thất tinh bao che khuyết điểm tôi cũng đã được nghe nói qua ông ta nếu tình nguyện đến thủ đô tìm tôi tôi cũng không ngại nói chuyện đàng hoàng với ông ta tình cảm phụ tử mọi người đều có nhưng quá bao che khuyết điểm, chưa chắc là chuyện tốt. Tính cách và cách làm việc như vậy của đoàn khổng tước, tương lai không chắc có thể làm dạng dỡ truyền thống của đoàn gia ở thiên nam. Trần Quả không kìm nổi nói. Tiêu tiên sinh, đoàn thất tinh nếu quả thật đến thủ đô, chỉ sợ không chỉ là muốn nói chuyện với ngài không thôi đâu. Đoàn gia ở thiên nam, chủ yếu là làm giao dịch ở vùng biên giới, còn kinh doanh khai thác mỏ nữa. Nghe nói qua lại với rất nhiều ông chủ của các quốc gia Đông Nam Á, quan hệ khá phức tạp. Lời này chẳng khác gì là đang nhắc nhở tiêu phàm, đoàn thất tinh và đoàn gia thiên nam cũng không phải, người trong nước thuần túy, cũng có qua lại với bạn bè bên ngoài biên giới. Tính ra tiêu phàm và tiêu gia của nước Cộng hòa uy danh hiển hách có chút liên quan, đoàn thất tinh nếu không làm theo quy củ, cũng có chút khó lòng phòng bị. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, cũng nhìn không ra hắn để ý đến quan hệ bà con của đoàn thất tinh cỡ nào thấy tiêu phàm không muốn nói sâu đến cái đề tài này hoàng bân liền nói tiêu tiên sinh việc ngài kê đơn thuốc chữa bệnh cho lão thất lão thất đã nói với tôi bất kể nói thế nào lão thất nợ ngài cái ân tình này lão thất là huynh đệ với hoàng tam tôi ngài chữa khỏi bệnh cho anh ta tôi rất biết ơn chuyện đoàn khổng tước này tôi sẽ đi tìm đoàn thất tinh nếu ông ta nể mặt tôi vậy thì quá tốt nếu ông ta không nể tình ít nhất chuyện bên khánh nguyên này chúng tôi tuyệt đối không làm phiền tới tiêu tiên sinh nữa. Đặng tiên sinh nếu cũng là người Sơn Thành, thế thì an toàn của anh ta, Hoàng Tam tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tiêu Phàm có lẽ thật sự không sợ đoàn gia ở Thiên Nam, nhưng Đặng Thông Thiên có thể chưa chắc có suy tính như Tiêu Phàm. Nếu chẳng may đoàn thất tinh giận chó đánh mèo, Đặng Thông Thiên sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Bân đây là thay mặt trần quả trả ân tình của Tiêu Phàm. Cho dù đoàn thất tinh lại bao che khuyết điểm, Hoàng Tam ra đích thân ra mặt can thiệp, bảo vệ an toàn cho đặng thông thiên, đoán vấn đề sẽ không quá lớn, đoàn thất tinh thế nào cũng phải nể mặt Hoàng Bân. Hoàng Tam kiêng rẻ đoàn ra ở thiên nam, đoàn thất tinh chẳng phải cũng kiêng rẻ đại đương gia bảo ca sao. Tiêu phàm không người, nói. Cảm ơn Hoàng Tam gia. Hoàng Bân rốt cuộc không hổ là ông trùm trốn giang hồ, liếc mắt một cái là nhìn ra được. Tiêu phàm chính xác lo lắng, chính là an toàn của đặng thông thiên và những người dân làng phía tây kia. Đặng thông thiên quả nhiên cao cường, thêm Yến Tây Lâu càng cao cường, tóm lại chỉ có hai người. Bệnh tình của Yến Tây Lâu, chưa khỏi hẳn, đoàn gia ở thiên nam nếu là trả thù ồ ạt, cũng có chút khó có thể chống lại. Dù sao hiện tại đã là thời đại vũ khí nóng, cũng không phải là mỗi người đều mang theo bên người ám khí tuyệt kỹ như Tân Lâm, có thể ra tay trước để chiếm lợi thế. Ân tình này của Hoàng Bân, tiêu phàm phải nhận. Tiêu tiên sinh không cần phải khách khí, huynh đệ của Kha Lão Hội chúng tôi, cái khác không dám nói, hai chữ nghĩa khí là rất coi trọng, tiêu tiên sinh, tân tiểu thư, yến tiên sinh, đặng tiên sinh, tôi lại mời các vị một ly. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Hoàng Bân đứng dậy, lại nâng chén rượu lên. Đám người tiêu phàm cũng đứng dậy và cụng ly. Lời này của Hoàng Bân nói rõ ràng, chuyện hôm nay cho dù đã qua, trọng trách nên gánh vác, kha lão hội sẽ gánh vác. Nhưng mâu thuẫn giữa đoàn gia ở Thiên Nam và Tiêu Phàm nhất định tiêu phàm phải tự mình đi giải quyết. Nếu lại dính líu đến lợi ích của bào ca, Hoàng Bân đương nhiên phải bảo vệ người của mình. chương 103, Đại Tỷ Mùa xuân đến, thủ đô vạn vật sống lại, tràn trề sức sống. Việc kinh doanh các ngành nghề đều rất thịnh vượng, thể hiện ra sự vô cùng phồn hoa của thủ đô một nước cổ xưa lớn. Ngành giải trí lại càng phồn thịnh. Quán Ba Tinh Nữ là một trong những hộp đêm đẳng cấp cao nhất của thủ đô, kinh doanh vẫn vô cùng tốt nửa năm trước trận đại chiến giữa hai vị thiếu gia của Tiêu gia và Uông gia kia cho tới nay vẫn được người bàn luận say xưa. Từ một góc độ nào đó mà nói, thay đổi một lần kết cấu khách của quán Ba Tinh Nữ. Sau khi đánh trận đó, Uông nhị thiếu gia và các huynh đệ của bang hội anh ta ước chừng đến mấy tháng không thấy xuất hiện ở quán Ba Tinh Nữ. Quá mất mặt. Nghe nói Tam gia Uông phi phải nằm trong bệnh viện ba tháng, đến trước Tết âm lịch mới miễn cưỡng xuất viện. Một trường kia của Tiêu Phàm thiếu chút nữa đánh cho anh ta tàn phế. Ông chủ bao sư hoa của quán Ba Tinh Ngữ nghe nói Uông Nhị Thiếu Gia đã trở thành khách quen của một hộp đêm khác, hơn nữa còn tung ra tin đồn nói rằng muốn lăng xê quán ba đó lên, tiêu diệt quán Ba Tinh nữ trở thành bá chủ mới của hộp đêm ở thủ đô. Uông Nhị Thiếu Gia quả thật có thực lực này, nếu như anh ta thật sự nguyện ý dốc hết toàn lực lăng xê, không nói tiêu diệt quán Ba Tinh nữ ít nhất cũng đem quán ba đó lăng xê đến cấp độ tương đương với quán Ba Tinh nữ vẫn rất có khả năng làm được. Trong giới giải trí thủ đô, tất cả những hành động của mấy vị con ông cháu cha này, nhất quán đều là mũi tên chỉ hướng gió của giới giải trí. Bọn họ muốn lăng xê một người, một vũ trường, cách làm vô cùng nhiều. Nhưng việc kinh doanh của quán ba tinh ngữ vẫn chưa bị ảnh hưởng, ngược lại càng thịnh vượng hơn so với trước đây. Rất nhiều công tử ban đầu không đến quán ba tinh ngữ vui chơi đều nghe tiếng mà đến, muốn tận mắt nhìn vẻ phong tình ngoại quốc của Hơ Lena phải nói ở một đô thị lớn quốc tế kiểu mở cửa như thế này, số lượng Mỹ nữ ngoại quốc cũng không ít, ở các nơi ăn chơi kiếm tiền cũng rất nhiều. Nhưng giống như Azelena, Mỹ nữ tạo ra sóng gió lớn như vậy, đây vẫn là số một. Tiêu nhị thiếu gia và uông nhị thiếu gia là ai chứ? Đó đều là nhân vật cấp, lão đại, danh tiếng lẫy lừng trong hội con ông cháu cha thủ đô. Hai vị này ngày thường tuy rằng không hợp nhau, nhưng cũng rất ít khi nảy sinh xung đột gì, đều là của ai chơi người nấy lại vì một cô gái ngoại quốc gia tay tàn nhẫn đương nhiên là kỳ quặc quái gở hơn nữa thậm chí ngay cả tiêu nhất thiếu cũng ra mặt thế hệ con cháu của những nhà quyền quý giàu sang này trong thành phố thủ đô từ trước đến nay đều đặc biệt được người chú ý nhất là cháu đích tôn trưởng càng là trọng điểm chú ý của các gia đình một vài trưởng bối ra thế thậm chí âm thầm phân cao thấp xem cháu đích tôn trưởng của gia đình ai càng có tiền đồ hơn cháu đích tôn trưởng của tiêu gia chính là trò cười Ngoài việc bị trưởng bối nhà quyền quý lấy ra làm giáo án phản diện giáo dục con cái trong nhà, tiêu nhất thiếu lại không có bất kỳ tác dụng gì. Nửa năm trước, trước khi tiêu phàm tung ra cú đánh kinh thiên đó, trước khi Uông Phi phải nhập viện 3 tháng, trước khi Uông Nhị Thiếu ra mắc chứng nói lắp, là như vậy. Tiêu nhất thiếu là trò cười chung của tất cả gia thế nhà quyền quý thủ đô. Hiện tại đương nhiên không giống với lúc trước rồi. Cho dù trong mắt bề trên gia thế, cháu đích tôn trưởng của tiêu gia vẫn là trò cười nhưng ít ra ở thế hệ trẻ tuổi nhất là trong mắt hội con ông cháu cha hình tượng tiêu nhất thiếu và địa vị giang hồ đã có biến đổi cực lớn một cú đã đánh cho ôm nhị ca ôm tam ca không ra gì đây là uy phong cực lớn ơrjelena cũng không có vì bị tiêu nhất thiếu dẫn đi tới phòng tổng thống của khách sạn thời đại qua đêm mà giá trị bản thân bị rất xuống ngược lại trở nên càng nổi tiếng hơn bao giờ hết rất nhiều công tử vui chơi tại các phố trường khác đều chạy đến quán ba tinh ngữ muốn tận mắt nhìn, cô gái ngoại quốc này có thể khiến cho, người xuất gia như tiêu nhất thiếu cũng rung động, rốt cuộc mê người đến mức độ nào. Ozelena hiện tại đã chính thức trở thành, nữ hoàng hộp đêm, mới của quán ba tinh nữ, nữ hoàng hộp đêm ban đầu, đã chuyển nghề phát triển theo con đường diễn xuất. Chạy theo một vị đạo diễn lớn thường xuyên đến quán ba tinh ngữ vui chơi. Tuy nhiên trước mắt, Ozelena vẫn chưa lên sân khấu biểu diễn, thậm chí không có ở quán Ba một chiếc xe con buýt màu đỏ chạy trên đường phố sầm uất ở thủ đô, hòa vào dòng xe thật dài. Lái xe chính là Lena trong xe chỉ một mình cô. Chiếc xe này cũng là do chính cô mua, bao sư hoa đối với cô ấy rất tốt, cho cô không ít tiền. Lena ở thủ đô có chỗ ở riêng của mình, mặc dù là phòng thuê, nhưng kiểu ba phòng ngủ một phòng khách. Mỗi tháng tiền thuê cũng là con số rất khả quan, tiền lương cao hơn so với thành phần tri thức bình thường là gà đẻ trứng vàng mới của quán ba tinh ngữ, Ozelena xứng đáng nhận được giá tiền này. Ozelena cho rằng, bao sư hoa là một ông chủ tốt. Sau khoảng nửa giờ, xe buýt chậm rãi lái vào một bãi đỗ xe khách sạn 4 sao. Ozelena từ trong xe bước xuống, mặc áo gió thật dài, dùng khăn trùm đầu trùm kín mái tóc ánh kim lóng lánh lại, đeo khẩu trang, bước vào thang máy khách sạn. Thang máy dừng lại ở tầng 9, Ozelena đi ra từ trong thang máy, rất cảnh giác nhìn chung quanh một chút, xác định không có người chú ý đến cô, lúc này mới đi đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Cửa phòng mở ra, Lena bước nhanh vào. Mở cửa cho Lena là một cô gái phương đông thân hình cao lớn, ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc váy liền thân cổ thấp màu đen, sao sao cực to ưỡn ra, đôi mắt đẹp óng ánh. Nhìn thấy cô gái phương đông này, Lena lập tức liền lộ ra vẻ mặt hết sức kính cẩn cung kính kêu một tiếng, đại tỷ. Liền cúi đầu, tim đập thình thịch. Ơ rất sợ, đại tỷ. Nhóm chị em các cô, mỗi người đều sợ đại tỷ, sợ muốn chết. Đại tỷ chính là huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện các cô. Không ai biết đại tỷ là người ở đâu, họ gì tên gì, bắt đầu từ ngày vào, doanh trải huấn luyện, tất cả chị em, đều gọi cô là đại tỷ. Ơ nhớ rất rõ ràng, ngày đầu tiên các cô vào doanh trải huấn luyện, lúc nhìn thấy đại tỷ, tổng cộng có 29 người, 29 đóa hoa tươi kiểu diễm. Ozelena thậm chí đều không được coi là người đẹp nhất trong 29 người này, ít nhất còn có hai người mà Ozelena cho rằng còn xinh đẹp hơn mình, nhưng nước nghiêng thành. Nhưng sau 3 năm, khi các cô chấm dứt huấn luyện, chỉ còn lại có 6 người. Tất cả những người khác đều chết hết. Ozelena tận mắt nhìn thấy các cô chết đi, chính ngay trước mắt mình. Các loại kiểu chết khác nhau đều có, hai cô gái xinh đẹp hơn Lena ở ngay trước mặt tất cả người may mắn sống sót, bị mấy tên thanh niên trai tráng làm nhục đến chết. Không có ai biết tại sao các cô có kết cục bi thảm như vậy, lý do duy nhất chính là đại tỷ nói, các cô phải chết. Đại tỷ nói ai đáng chết, người đó nhất định phải chết. Hơn nữa chết như thế nào, đều do đại tỷ định đoạt. Điểm chung duy nhất về cái chết của 23 cô gái này, chính là chết ngay trước mặt mọi người sau khi cô gái thứ ba bị xử chết tàn khốc, tất cả mọi người hiểu được một đạo lý, đó chính là bất kể đại tỷ bảo các cô làm cái gì, cho dù bảo các cô nuốt sống sâu lông, cũng phải lập tức nghe theo. Nếu ai có chút trần chừ, kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Rời khỏi thành phố Tân Hải Viễn Đông kia đã nửa năm, Ozelena nhìn thấy đại tỷ ở đây, vẫn lạnh lùng kinh hãi như trước, trước mắt xuất hiện từng cơn màu đen, mồ hôi ứa ra cả người. Trong mắt sáu cô gái may mắn sống sót, Đại tỷ không phải là một phụ nữ, cũng không phải là huấn luyện viên gì. Đại tỷ căn bản không phải là một con người, mà là đại ma vương đến từ tầng 18 địa ngục. Ozalena. Đại tỷ nhẹ giọng gọi tên của Ozalena, âm thanh mềm mại mà sao sao, cho dù đều là phụ nữ, Ozalena đều không thể không thừa nhận. Giọng nói của đại tỷ cực kỳ sao sao, có sức lôi cuốn vô cùng sao sao đối với đàn ông làm thế nào khiến giọng nói của mình nghe càng thêm mê người sao sao, lại không khiến cho người khác cảm thấy là có thể làm nũng làm nịu, vốn là một trong những chương trình học mà đại tỷ đã dạy các cô, hơn nữa là nội dung rất quan trọng. Đại tỷ nói rất rõ ràng, sức hấp dẫn của phụ nữ là tất cả các phương diện. Xinh đẹp, dáng người diễm lệ, chỉ có thể nói có điều kiện cơ bản nhất trở thành phụ nữ hấp dẫn. Muốn thực sự trở thành một tuyệt đại sao sao, con đường phải đi còn rất dài. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, hai cô gái đẹp hơn Azelena cuối cùng cũng đã trở thành vật hy sinh mà đại tỷ khao thưởng cho lính cảnh vệ, bị đại tỷ vứt bỏ không chút do dự. Đại tỷ, Azelena vội vàng trả lời, vẫn cúi thấp đầu như trước. Cho dù cô đã rất cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng giọng nói vẫn đang khẽ run lên. Azelena, đừng sợ, em là nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất. Đại tỷ rất thích em. Đại tỷ mỉm cười, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Euzelena khẽ vuốt nhẹ tay của Đại tỷ cũng rất mềm mại độ mềm mại của làn da cũng không thua gì Euzelena bỏ qua một bên việc Đại tỷ gờ IoTa ép người không trước mắt tùy việc mà xét Đại tỷ cũng có thể được gọi là tuyệt đại mỹ nhân tuy rằng thân hình của Đại tỷ to hơn một chút so với Euzelena khuôn mặt cũng không xinh đẹp như Euzelena nhưng đây không phải điểm mấu chốt giống như tất cả những lời Đại tỷ nói mỗi người đàn ông đều không giống nhau kiểu phụ nữ bọn họ yêu thích cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Đối với đàn ông mà nói, người phụ nữ khiến hắn một đời đều không rời xa kia, chính là tuyệt đại sao sao. Cho dù trong mắt người khác, tuyệt đại sao sao này thật ra là một con khủng long. Nghe nói đại tỷ chính là sao sao mà ông chủ sủng ái nhất. Đại tỷ, chị đối với em thật tốt. Ơ cuối cùng ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói, rất cố gắng nặn ra một nụ cười nhu mì nghiêm chỉnh mà nói, đại tỷ đối với Azelena thật tốt, từ trước chưa từng có đánh cô mắng cô. Trong thời gian 3 năm, Azelena là kiểu mẫu của tất cả chị em. Đại tỷ thường xuyên lấy Azelena ra làm tấm gương để các cô gái khác noi theo. Đây cũng là thủ đoạn cơ bản nhất của quản lý học, vừa có điều lệ nghiêm khắc, hình phạt nghiêm khắc, cũng phải nêu tấm gương học tập. Cùng lúc sử dụng ân đức và quyền uy, mới là phương pháp duy nhất để khống chế. Qua uy nghiêm, tướng sĩ không đoàn kết, vỗ về quá mức, ngang ngược kiêu ngạo vô dụng. Đến đây, Ozolena, lại đây ngồi đi. Đại tỷ cười điềm đạm, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Ozolena, từ từ ngồi xuống ghế salon bằng da thật màu vàng sáng. Đại tỷ vẫn vuốt ve tay của Ozolena, mỉm cười đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ozolena, càng ngày càng đẹp, tiểu vân tước của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Đại tỷ khen ngợi từ đáy lòng nếu không phải biết rõ đối nhân xử thế của đại tỷ, bất cứ ai nghe xong những lời này, đều sẽ lập tức coi đại tỷ là đại tỷ thật sự, bị một luồng tình yêu nồng đậm vây lại thật chặt. Nhưng vào giờ phút này, Lena chỉ cảm thấy yết hầu khô rát, đến một chữ cũng nói không ra. chương 104, mục tiêu đã định. Đến đây, uống ngụm trà nóng. Đối với sự căng thẳng của Ezelena, đại tỷ hoàn toàn có thể hiểu được bưng một chén trà màu vàng cam trước mặt, đưa tới tay Azelena. Bất kể là ai, trong 3 năm ngay trước mặt người khác gỡ yêu ta ít 23 người chị em, muốn làm cho người ta không sợ, gần như tuyệt không thể. Cảm, cảm ơn đại tỷ. Azelena liền đưa hai tay nhận lấy chén trà tinh xảo, uống một ngụm. Rất đắng. Phía trước trên bàn trà gỗ lim tinh xảo đặt một bộ đồ trà cũng rất tinh xảo. Azelena biết rằng cách pha trà này, ở một vài tỉnh duyên hải phía nam Trung Quốc rất phổ biến, được gọi là trà đạo. Na các cô đều đã học qua. Trong thời gian 3 năm rèn luyện, đại tỷ dạy các cô rất nhiều thứ. Đại tỷ dường như đều rõ như lòng bàn tay sở thích của đàn ông giới thượng lưu các quốc gia chủ yếu nhất trên thế giới. Các tỉnh duyên hải phía nam Trung Quốc, thời kỳ mở cửa sớm nhất, cũng giàu có nhất, kẻ có tiền nhiều như cá giết sang sông. Muốn khiến họ cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra, vậy thì phải hợp ý đại tỷ nói rõ ràng, muốn làm cho đàn ông bỏ tiền ra, phương pháp nhiều không đếm xuể. Trực tiếp sao sao sao, là không có, nội dung kỹ thuật, hạ đẳng nhất. Hơn nữa Mỹ nữ dùng loại thủ đoạn hạ đẳng nhất này, quả thực chính là phung phí của trời, ngu không ai bằng. Đại tỷ nói, cả đời mình ghét nhất chính là loại đàn bà ngu xuẩn này. Đàn bà vóc người không đẹp, cũng không đáng chết, nhưng đầu óc quá ngu xuẩn, vậy thì chết cũng không có gì đáng tiếc. Trên cơ bản, 23 chị em bị đại tỷ xử lý, đều là vì nguyên nhân đầu óc quá ngu xuẩn. Thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hạ Đẳng Nhất đã có chút tia máu, đại tỷ liền xoa xoa đầu tóc vàng của cô, mỉm cười nói: "Tiểu Vân Tước, tới nơi này hơn nửa năm rồi, đã quen chưa?" Tiểu Vân Tước là tên gọi thân mật lúc ở trại huấn luyện mà đại tỷ đặt cho Hạ Đẳng Nhất. "Quen rồi, đại tỷ." Uống vào hai ngụm trà đạo, nước trà đắng chát khiến thần kinh căng thẳng của Hạ Đẳng Nhất hơi thả lỏng một chút cuối cùng có thể đối đáp bình thường với đại tỷ. Ừ, chị nghĩ em cũng sẽ quen thôi. Trong lời nói của đại tỷ liền mang chút thái độ kiêu ngạo, đây chính là gái hồng lâu đẹp nhất mà cô tự tay bồi dưỡng nên. Hạ đẳng nhất, Tiêu phàm đó, đối xử với em như thế nào? Một lúc, đại tỷ cũng nâng chén trà lên uống một ngụm, hỏi, vẻ mặt trở nên tương đối nghiêm túc, cũng không gọi tên thân mật nữa. Hai tay Ezra Lena đang cầm chén trà nhỏ liền run nhẹ, chén trà nhỏ như vậy Cô lại cũng dùng hai tay cầm, nhìn qua rất đáng yêu. Đây cũng là chiêu thức đại tỷ lúc trước thiết kế cho cô. Trong các cô gái da trắng, Azelena được coi là dáng người tương đối nhỏ sinh, không giống kiểu con gái to cao Bắc Âu. Mỹ nữ nhỏ sinh thêm điệu bộ, đáng yêu, đặc biệt khiến người yên mến. Đại tỷ hiểu rõ tâm lý đại đa số đàn ông thành đạt, bọn họ đều hy vọng người phụ nữ bên cạnh mình như là chim non nép vào người. Như vậy càng có thể thể hiện được khí phách anh hùng của nam tử Hán đại trượng phu. Đại tỷ, anh ta, anh ta đã nửa năm không tới tìm em. Lena thành thật trả lời câu hỏi của đại tỷ. Ở trước mặt đại tỷ, kết cục của việc không thành thật chỉ có một, chết. Đại tỷ hơi nhăn đầu lông mày, hỏi, em có biết là do nguyên nhân gì không? Tình hình cơ bản của Lena ở thủ đô Trung Quốc, đại tỷ đều rất rõ. Cô bị Tiêu Phàm dẫn đi tình hình qua một đêm ở phòng tổng thống khách sạn thời đại, càng đặc biệt quan trọng. Đại tỷ rất hài lòng với kết quả này. Ozalena mới đến Trung Quốc mấy ngày, đã được cháu đích tôn trưởng của Tiêu gia thích, đủ để chứng minh cô đào tạo Ozalena đã thành công ở một cấp bậc nào đó. Cho dù vị cháu đích tôn trưởng này của Tiêu gia trong con cháu nhà quyền quý gia thế của Trung Quốc là một người hoàn toàn khác người, nhưng biển chữ vàng của Tiêu gia không phải giả uy danh hiển hách của tiêu lão gia tử ở diễn đàn chính trị trong nước càng không phải là giả tiêu phàm có khác người đi nữa cũng là cháu đích tôn trưởng của tiêu gia như vậy là đủ rồi chỉ cần ngày nào đó anh ta muốn quật khởi mảnh đất thủ đô rộng lớn này vẫn thật không thể thiếu một địa vị hiển hách như hắn nhưng sau đó tiêu phàm biến mất không thấy tựa như không khí từ đó về sau chưa từng thấy xuất hiện ở thủ đô đây cũng là nguyên nhân đại tỷ đích thân chạy tới con đường này không thể cứ đứt ngang như vậy được. giờ Lena nhẹ nhàng lắc đầu, đáng thương nói. Đại tỷ, anh ta, anh ta là một người kỳ quái, em ở trước mặt anh ta cũng không dám nói chuyện. Anh ta cũng không cho em số điện thoại, em không biết làm thế nào để liên lạc với anh ta. Thật ư, anh ta kỳ quái như thế nào? Đại tỷ hỏi ngược lại. Lông mày xinh đẹp của Özer Lena cũng hơi hơi nhỏ lên, đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, rất nghiêm túc suy tư động tác nhỏ nhặt này đều bị đại tỷ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại sửa vô số lần hiện tại đã thành thói quen của xinh đẹp nhu mì hết mức có thể đây là chiêu thức phụ nữ quyến rũ mà đại tỷ thiết kế riêng cho xinh đẹp dưới sự huấn luyện ma quỷ của cô sáu cô gái có thể sống sót cuối cùng mỗi người đều có đặc sắc riêng của mình xinh đẹp thích hợp nhất đi theo con đường sao sao đại tỷ có đủ tự tin nếu xinh đẹp đem sao sao của cô phát huy đến mức tận cùng Bất kỳ đàn ông nào đều khó có thể cưỡng lại được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm thần dân dưới váy của Azelena. Suy tư một lát, Azelena nói: "Đại tỷ, anh ta không cho em cơ hội nói chuyện." Nhìn từ bên ngoài, hắn là một người đàn ông rất ôn hòa, nhưng trên thực tế lại hết sức mạnh mẽ, cứng rắn. Mỗi một câu anh ta nói đều giống như mệnh lệnh, em phải chấp hành. Đại tỷ liền hứng thú hỏi: "Anh ta nói với em cái gì?" Na liền thuật lại một lượt những lời Tiêu Phàm đã nói với cô ta ở phòng tổng thống khách sạn thời đại. Nguyên Văn không sót một chữ, trí nhớ siêu tốt, cũng là môn bắt buộc khi Azerlena các cô chấp nhận huấn luyện. Đại tỷ trầm ngâm, như vậy mà nói, Azerlena nói Tiêu Phàm là một người kỳ quái, thật cũng khá có lý. Đối diện với vẻ sao sao trời sinh như vậy của Azerlena, sau khi đã có sao sao, không ngờ không mê muội giống như đại đa số đàn ông, ngược lại còn đưa ra những mệnh lệnh, vô cùng kỳ quái cho Ơ một cách rành mạch rõ ràng. Sau đó liền bốc hơi giữa trần gian. Em nói, lúc ấy bên cạnh anh ta còn có một cô gái khác ư. Dạ, cô gái kia cũng rất đáng sợ, em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta. Ơ dơ thành thật đáp. Thật giống như cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đại tỷ, tân lâm cho cô ta cảm giác giống như thế. Đại tỷ gật gật đầu, nói. Ơ dơ bản thân em phán đoán chuyện này thế nào? Ozelena lại ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói nói. Đại tỷ, em hiểu hắn quá ít, không dám khẳng định. Em cảm thấy, hắn khả năng có việc gấp phải rời khỏi thủ đô một chuyến. Bởi vì hắn cho em kỳ hạn một năm, em nghĩ, trong vòng một năm hắn sẽ lại xuất hiện lần nữa. Được, nếu hắn lại xuất hiện, em nhất định phải nghĩ cách tiến thêm một bước quan hệ với hắn. Nếu có thể, cùng hắn sinh một đứa bé. Đại tỷ trầm tư một chút, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ ra lệnh cho Na. "Vâng, đại tỷ." Na không chút do dự gật đầu. Cho dù mệnh lệnh sinh một đứa bé như vậy, khiến Na khó có thể lý giải được, nhưng cô tuyệt đối không dám kháng cự chỉ lệnh của đại tỷ. Khẩu quả đó thật sự quá nghiêm trọng, Na không chút nghi ngờ, cho dù cô ở Trung Quốc, nếu cô có gan phản bội đại tỷ, có gan phản bội, tổ chức tuyệt đối là chỉ còn đường chết, bất cứ người nào đều cứu không nổi cô. Trên mặt đại tỷ lập tức lại lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, vuốt tấm lưng có vẻ hơi gầy của cô, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Vân Tước, em là một cô gái tốt, thượng đế sẽ phù hộ cho em. Trung Quốc là một quốc gia rất hùng mạnh, rất giàu có. Người đàn ông thích em kia rất hùng mạnh, đàn ông quốc gia này đều vô cùng coi trọng kế thừa huyết mạch." Đối xử rất tốt với con cái và mẹ của chúng. Em nỗ lực lên, tin tưởng em nhất định sẽ có được hạnh phúc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Azelena lộ ra vẻ hoang mang, vừa hoảng sợ vừa quyến luyến. Đây là một loại tình cảm cực kỳ đặc biệt, ngoại trừ bản thân người trong cuộc, ai cũng khó có thể hiểu được. Đến đây, Tiểu Vân Tước, đây là búp bê Barbie em thích nhất, chị mang đến tặng cho em. Đại tỷ mỉm cười từ trong sofa bên người cầm lên một chiếc hộp tinh xảo bên trong là một búp bê Barbie tạo hình công chúa Bạch Tuyết vô cùng cổ xưa. Búp bê Barbie này đã làm bạn với Lena rất nhiều năm. Năm đó, lúc cô còn rất nhỏ, ở trong công viên bị người ta bắt đi, trong ngực còn ôm một con búp bê Barbie này. Là quà sinh nhật mẹ cô tặng cho cô. Khi rời khỏi trại huấn luyện, đại tỷ không cho phép cô mang theo con búp bê Barbie này. Cám, cám ơn đại tỷ. Nhìn thấy búp bê Barbie này, Nước mắt của Na liền chảy xuôi xuống dưới, ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào nói: "Đứa bé ngoan, chỉ cần em làm theo lời đại tỷ nói, nhất định sẽ hạnh phúc. Thượng đế sẽ bên em." Đại tỷ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài màu vàng kim của Na, giọng điệu càng thêm dịu dàng, tràn đầy sức hấp dẫn. "Em về đi, cố gắng làm việc, chị sẽ lại đến tìm em." Na không dám níu lại, ôm búp bê Barbie, cúi người thật sâu chào đại tỷ rời khỏi căn phòng lộng lẫy. Đại tỷ lập tức mở cửa phòng ngủ ra, đi vào. Trên ban công của phòng ngủ, một người đàn ông dáng người cũng không khôi ngô, người mặc áo ngủ màu đen, ngồi trong một chiếc ghế mây mềm mại, lưng đối diện về phía giường lớn cung điện xa hoa, giữa ngón tay kẹp một điếu xì gà to. Trên mặt đại tỷ lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ thậm chí sùng bái, nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống bên chân của y, ngửa đầu hướng về phía trước, như là chiêm ngưỡng thần chỉ cao nhất trong tâm trí cô. Người đàn ông đưa bàn tay ra, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của đại tỷ. Đại tỷ liền vùi đầu vào sao sao của hắn, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Cái tên tiêu phàm kia, đã nửa năm không có đến tìm ơ Lena rồi. Một lúc, đại tỷ hạ giọng nói. Đừng lo, hắn sẽ trở lại. Ơ Lena là cô gái đáng yêu như thế, hắn chắc chắn không nỡ bỏ. Người đàn ông khẽ cười nói, giọng nói tràn đầy từ tính. Tại sao phải chọn hắn làm mục tiêu? Bởi vì hắn là con cháu tiêu gia, sức khỏe tiêu lão gia tử hoàn toàn bình phục rồi, tiềm lực của tiêu gia ở quốc gia này là cái mà cô khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, hắn không phải là mục tiêu đã định của chúng ta, xem như mang theo tính chất tùy cơ rất lớn. Tuy nhiên, chỉ cần hắn là con cháu tiêu gia, như vậy là đủ rồi. Người đàn ông nhẹ giọng nói, hút một hơi xì gà, chậm rãi phun ra một làn khói mờ. chương 105, Diệp Đại Thiếu Ozelena về đến quán Ba Tinh Ngữ, thời gian đã không còn sớm nữa. Nữ hoàng hộp đêm lập tức thay trang phục, lên sân khấu biểu diễn. Ozelena vừa bước lên sân khấu, quán ba vốn dĩ ồn ào náo động không ngừng chợt yên tĩnh lại, vô số ánh mắt lập tức tập trung lên trên người cô. Ozelena hôm nay ăn mặc vô cùng thời thượng, dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ thanh xuân sao sao, xinh đẹp có một không hai. Ngay cả một vài cô gái thường xuyên đến đều không thể không thừa nhận, Ozelena là một người sáng chói nhất trong bốn, nữ hoàng hộp đêm của quán ba tinh nữ. Ozelena biểu diễn một ca khúc được yêu thích mới nhất. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, xen lẫn tiếng kêu the thé và càng thêm tiếng huyết sáo chói tai. Quán ba vừa mới yên tĩnh một lúc, lại trở nên ồn ào náo động cuồng loạn. Ozelena lại ngẫu hứng biểu diễn ca khúc tiếng Nga, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi điên cuồng uốn éo cơ thể theo tiết tấu tiếng hát và nhịp trống. Một vài người xem ngồi ở bên cạnh cũng vỗ tay theo nhịp. Chỉ cần Ezra Lena vừa bước lên sân khấu, không khí hộp đêm trong nháy mắt có thể kéo theo tới một trạng thái say xưa. Và giống như trước đây, thiếu gia con nhà giàu quyền quý vẫn không ít. Uông Nhị thiếu gia không đến, không hề ảnh hưởng đến kinh doanh của quán Ba Tinh Ngữ. Tuy nhiên hôm nay ông chủ Bao Sư Hoa của quán Ba Đích Thân đứng ở cửa theo sau là hai cô gái khuôn mặt xinh đẹp, cổ của bao sư hoa vươn thật dài, hình như đang cung kính chờ đợi nhân vật quan trọng nào đó. Chỉ chốc lát, một chiếc xe BMW sang trọng đời mới nhất chậm rãi chạy tới trước cửa quán ba tinh nữ, thân xe màu xám thấm lộ ra một loại sinh khí tràn trề. Xe BMW vốn dĩ là dòng xe cực kỳ đắt tiền, không phát triển theo kiểu vừa dày vừa nặng oai phong. Nhưng cái xám Havana màu thấm lại làm thay đổi phong cách của cả chiếc xe. Giai đoạn hiện nay, xe BMW ở thủ đô cũng chỉ có thể xem như xe xịn nhất đẳng, vẫn không đứng được vào hàng xe xịn cao cấp nhất. Dù là như thế, đây cũng đã là rất cử rồi. Xe BMW vừa dừng hẳn, bao sư hoa liền bước nhanh lên trước, tự tay kéo cửa xe ra, liên tục cúi người gật đầu, nói. Chào Diệp thiếu ra. Ngay sau đó bên tai bao tổng liền vang lên một tràng tiếng cười hi hi ha ha. Bao tổng, ông nhận lầm người rồi. Bao sư hoa ngạc nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy trước mặt đung đưa một khuôn mặt minh tinh thanh tú, cứ nhìn ông ta cười hì hì. Không chỉ là có khuôn mặt minh tinh, người cũng là minh tinh thực sự. La soái Nam minh tinh nhanh chóng nổi lên hai năm nay. Vị la soái này, có khí chất, giả gái, tiêu chuẩn, yểu điệu dịu dàng, vóc dáng cao gầy, hai mươi mấy tuổi, các vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình, cũng phần lớn là nam nhi yểu điệu dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ vênh lên cái điệu lan hoa chỉ nhưng bao sư hoa một chút cũng không dám chậm trễ cười ha hả nói la thiếu gia xin chào xin chào đừng xem la soái chỉ là đào kép thực lực ở mảnh đất thủ đô quả thực không thể xem thường bản thân la soái không phải là người thủ đô nhưng quen biết một loạt đại thiếu gia con ông cháu cha lúc anh ta còn chưa nổi tiếng đã là hồng nhân trong hội con ông cháu cha thủ đô rất được người yêu thích sau này dấn thân vào giới biểu diễn nghệ thuật rất nhanh đã được lăng xe nổi tiếng hơn nữa trong vòng 1 2 năm ngắn ngủi đã ở vào vị trí cao nhất. Trong giới giải trí thậm chí có truyền nhau nói như thế này, bất kể là bộ phim nào của vị đạo diễn nào quay, chỉ cần La Soái muốn làm nam diễn viên chính, vậy thì không còn lượt cho người khác. Lời này hơi có chút khoa trương, nhưng cũng không khác sự thật là mấy. Những đại thiếu sao sao sau lưng La Soái kia, quả thật có bản lĩnh như vậy. Ví dụ như Diệp thiếu gia mà bao sư Hoa Đích thân đứng ở đây ninh đón, Chính là một người trong số đó. Diệp Thiếu ra bước xuống từ ghế lái xe BMW, mặc một bộ trang phục nam ly tuyệt đẹp, vóc dáng cao lớn, diện mạo anh Tuấn, phong độ người người, đẹp trai phi thường, vỗ tay một cái, cười nói. Xe BMW đời mới này, ngồi lên lái cảm giác khác liền. Bước xuống từ xe BMW, còn có hai vị công tử bột trẻ tuổi, cả người hàng hiệu, kề vai sát cánh, cười tâu tuét bao sư hoa vội vàng tiến lên một bước cúi đầu trước diệp thiếu gia luôn miệng nói diệp thiếu gia chào ngài chào ngài bao tổng xin chào diệp thiếu gia cao hơn bao sư hoa nửa cái đầu từ trên cao nhìn xuống bao sư hoa mỉm cười nói tôi ngưỡng mộ đại danh bao tổng đã lâu không dám không dám diệp thiếu gia mới là danh tiếng lừng lẫy thực sự lòng phượng hình người bao sư hoa tuôn ra những lời nịnh hót mặt Diệp Thiếu Gia mỉm cười, không nghi ngờ. Diệp Hảo Văn Đại Công Tử của Diệp Gia, quả thật xứng đáng nhận được đánh giá như vậy. Tính ra ở mảnh đất tiềm tàng nhân tài thủ đô, Diệp Gia cũng có thể được gọi là nhà quyền quý nhất đẳng. Diệp Lão Gia Tử cơ thể khỏe mạnh, cư trú ổn định ở khu trung tâm, con cháu thế hệ sau đều giữ chức vị quan trọng. Diệp Hảo Văn là cháu đích tôn trưởng của Diệp Lão Gia Tử, cha là chủ tịch của một doanh nghiệp nhà nước lớn, một đường dây phe cánh doanh nghiệp trung ương, Cán bộ cao cấp cấp thứ trưởng. Ở quốc gia của chúng ta, doanh nghiệp nhà nước là một ngành sản xuất đặc thù. Cấp bậc hành chính của người phụ trách doanh nghiệp nhà nước rất có tác dụng, bất cứ lúc nào có thể trao đổi chức vụ hành chính với đảng vụ. Tình hình người đứng đầu của doanh nghiệp trung ương cỡ lớn điều chuyển nơi công tác của người đứng đầu ở địa phương diễn ra vô số kể. Hơn nữa đồng thời, người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước lại có thể danh chính ngôn thuận nhận lương cao, nói là đường dây liên kết với quốc tế mỗi một lần hành động chống tham nhũng hô hào lớn, xưa nay đều rất ít động chạm đến doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ nhân sự doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn phức tạp hơn nhiều so với bộ phận hành chính đảng vụ chính thống, liên lụy đến quá nhiều đến lợi ích của con cái và tầng lớp cao sao sao. Một số doanh nghiệp nhà nước, thậm chí chính là sân sau của đại gia tộc, ví dụ như Diệp Hảo Văn đảm nhiệm chức phó lãnh đạo một bộ phận tầng trung ngay trong đơn vị cấp dưới doanh nghiệp nhà nước mà cha giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị cấp bậc mặc dù chỉ là phó phòng nhưng quyền lực ngầm lại rất lớn. Bởi vậy trong hội con ông cháu cha Diệp Hảo Văn cũng đủ có thể được gọi là cao to, đẹp trai, nhà giàu. Diệp đại thiếu gia sớm đã có tiền, trình độ nghiệp dư kiếm tiền kiểu đó của Tiêu Nhị Ca hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu không phải là sợ ảnh hưởng không tốt. Diệp Đại Thiếu Gia đã lái một chiếc Rolls Royce ra chơi đùa rồi. Ai, lão bao, cô bé ngoại quốc kia của các ông, ơ Lena có ở đây không? Một vị con ông cháu cha khác theo sát sau Diệp Hạo Văn cùng xuống xe, đĩnh đặc hỏi. Có đấy, có đấy. Bao sư hoa liên tiếp trả lời. Vậy thì tốt rồi, tôi nói với ông, lát nữa gọi cô ta lại đây uống vài ly, tâm sự với Văn Ca. Ông phải hiểu rõ, Văn Ca là vì cô bé ngoại quốc này mà tới, nếu không, với chút mặt mũi này của lão bao ông, mời không nổi đại thần đâu." Vị con ông cháu cha trẻ tuổi kia hò hét nói. Lời này mặc dù nói ra không chút khách khí, nhưng cũng là tình hình thực tế. Diệp Hạo Văn hôm nay thật đúng là lần đầu tiên đặt chân đến quán Ba Tinh Ngữ, ngày thường anh ta có chỗ giải trí riêng của mình. Phần đông con ông cháu cha có được, đẳng cấp nhất ở trong thành phố thủ đô đều có muôn vàn dính dáng đến ngành giải trí hơn nữa Diệp Hạo Văn công tử ra thế có quyền có tiền như vậy, càng phải như vậy. Hộp đêm quán ba có được đẳng cấp trong thủ đô, không chỉ mỗi quán tinh ngữ. Lần này có thể mời được Diệp Hạo Văn đến quán ba tinh ngữ, thật đúng là nhờ Kim Thiếu ra từ vụ môi giới. Kim Thiếu ra là khách quen của quán ba tinh ngữ, bao sư hoa đổ không ít công sức vào anh ta. Lần này mời được Diệp Đại Thiếu ra, cũng coi như là trả bao sư hoa một ân tình. Đúng vậy, đúng vậy, cảm ơn kim thiếu gia nể tình, đáp cầu rắt mối. Tối nay chi phí của cả mấy vị, đều tính vào lão bao tôi, tôi mời khách. Ta nhổ vào. Bao sư hoa nói một câu còn chưa dứt lời, kim thiếu gia liền phun một ngụm vào trên mặt của ông ta. Lão bao, rồi nhiều nứa bản quyền tiểu úp xilon mèo quá đúng không? Nói chuyện không có đầu óc, văn ca là ông chủ thiếu tiền sao? Cho người mời khách cái gì? Hầu hạ cho tốt vào, văn ca vui, sẽ tốt cho ông diệp hảo văn cười xua xua tay rất có phong độ nói tiểu kim không nên nói như vậy bao tổng cũng là có ý tốt bao tổng ý tốt của ông tôi nhận điều quan trọng vẫn là phải chơi cho vui vẻ đúng đúng diệp thiếu gia nói rất chính xác chơi vui vẻ chơi vui vẻ nhất định phải chơi cho vui vẻ diệp thiếu gia kim thiếu gia la thiếu gia mời 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 vào trong bao sư hoa đích thân dẫn đường dẫn mấy vị công tử vào một chỗ ngồi tốt nhất trên tầng hai quán ba. Ông ta đã sớm nhận được thông báo của Kim Thiếu Gia, Diệp Hảo Văn Diệp Đại Thiếu Gia đến ủng hộ, chỗ ghế đầu này đã sớm giữ lại. Thanh thế của Diệp Gia có lẽ vẫn không thể hoàn toàn đánh đồng với tiêu gia uông gia, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Hiện giờ, bất kể nhà quyền quý gia thế nào, chỉ cần trong nhà lão gia tử còn khỏe mạnh, thế thì chính là thanh thế nhất đẳng. Thật sự những nguyên lão bách chiến này đã suy yếu đi nhiều rồi, mấy vị người tài còn sót lại này, mỗi một vị đều là quốc bảo. Tương đối mà nói, tầm ảnh hưởng và sức kêu gọi của Diệp Hảo Văn trong hội con ông cháu cha ở thủ đô cũng không hề kém so với Uông Thuật Văn, so với Tiêu Thiên, còn phải mạnh hơn vài phần. Bởi vì nguyên nhân tính cách, hội của Tiêu Thiên tương đối hẹp. Tiêu Thiên kết giao bằng hữu coi trọng vừa mắt, tuyệt đối không phải là chó mèo gì lộn xộn đều có thể lại gần trước mặt Tiêu Nhị Ca. Hơn nữa hội của Tiêu Thiên, chủ yếu là bạn bè cùng sở thích cùng vui chơi giải trí, hiệu quả và lợi ích tương đối ít hơn. Không giống những người uông nhị thiếu gia và diệp đại thiếu gia này là lấy thủ pháp kinh doanh tạo ra vòng tròn mạng lưới quan hệ của bọn họ. Nhiều khi, coi trọng quyền lợi thống nhất về phần tính cách hợp hay không, ngược lại coi là thứ yếu. Số người của hội tiêu thiên không nhiều, nhưng coi trọng nghĩa khí là nhất. Những hội của Uông Thuật Văn, Diệp Hảo Văn, mùi lợi dụng lẫn nhau rất nặng. Nhiều khi, thậm chí là ngươi lừa ta gạt, xảo trá đấu đá lẫn nhau. Tuy nhiên trong mắt người ngoài, thể hiện rõ là mấy vị công tử uông thuật văn, Diệp Hảo Văn này đều biết chơi, càng hiểu được kết giao bằng hiếu, nhìn qua cũng càng danh giá, thế lực càng lớn hơn nữa. Điều này cũng giống như là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. Đại thiếu gia của Diệp ra đến bất kỳ chỗ vui chơi giải trí nào trong nước, cũng nhận được người khác tiếp đón theo quy cách cao nhất mọi người vây quanh chỗ ghế sofa Diệp Hảo Văn ngồi xuống, la xoái thực không khách khí, vừa đặt mông ngồi ở bên cạnh Diệp Hảo Văn, cơ thể mềm mại rơi thật sâu vào bên trong sofa, cùng với Diệp Hảo Văn phong thái phóng khoáng bên cạnh hình thành sự đối lập rõ ràng. Một người tràn đầy vẻ nam tính, người kia thì lại ẩn chứa vẻ đẹp, yểu điệu dịu dàng. Trình độ, giả gái, đến mức như thế, có thể cao hơn không chỉ một cấp bậc so với tên ái nam ái nữ bên cạnh đoàn khổng tước. Kim thiếu gia và một vị con ông cháu cha khác, không thấy kỳ lạ với kiểu tình huống này, ai cũng không để ý. Quan hệ giữa Diệp Đại Thiếu Gia và La Soái mật thiết, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, trong hội con ông cháu cha, đây là bí mật công khai. La Soái trong thời gian hai năm có thể nổi tiếng tột đỉnh trong giới giải trí, hơn phân nửa là có sự ủng hộ hậu trường của Diệp Đại Thiếu Gia. Lão bao, thoải mái đi, những việc phục vụ này, giao cho người dưới làm. Khẩn trương, gọi Lena đến đây, nhanh đi vừa mới ngồi xuống, Kim Thiếu Gia liền liên miệng thúc giục. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 105.